Chương 1621, thế nhưng mà Hàn Sâm vừa mới đi tới võ đạo trường, đang chuẩn bị ghi danh thì đã nhìn thấy Cố Khuynh Thành và Tiểu Hồng Mã lại đều đang ở đây, rõ ràng cũng chuẩn bị muốn ghi danh tham gia trận chiến thần. Bỗng nhiên Hàn Sâm có hơi sững sờ một chút, nếu như bọn họ cũng đều đang ở tí hộ sở ly ảnh này ghi danh, như vậy trước khi diễn ra trận chiến thần, ba người bọn họ đều sẽ phải quyết phân thắng bại trước đã, đứng ở vị trí đầu tiên rồi mới có thể tiến vào trận chiến thần. Khụ khụ, các ngươi cũng muốn tiến vào trận chiến thần sao? hàn sâm vẫn còn chưa dám khẳng định chắc chắn bản thân mình có thể đánh bại được cố khuynh thành và tiểu hồng mã hay không hạch ghen của hắn vẫn còn chưa tới cấp độ siêu cấp chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể và khả năng chiến đấu của thú hồn hắn không sợ chiến đấu theo nhóm nhưng nếu như một đấu một thì cũng không có ưu thế quá lớn người cũng muốn tham gia chiến đấu sao cố khuynh thành nhìn hàn sâm rồi cũng hỏi một câu các ngươi đã đều tham gia chiến đấu vậy thì ta dẹp đi thôi hàn sâm nhấc tay rút lui khỏi võ đạo trường Đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ tham gia thi đấu, nhưng mà tham gia chiến đấu ở tí hộ sở Ly Ảnh chắc chắn là không ổn rồi, chỉ có thể tìm một tí hộ sở khác để tham gia chiến đấu thôi, tránh việc giết hại lẫn nhau. Hàn Sâm suy nghĩ một chút thì vẫn quyết định đi đến tí hộ sở của Linh Mị Nhi để tham gia chiến đấu, dù sao thì Linh Mị Nhi cũng đã bắt gặp biến thân đế linh siêu cấp của hắn, cho dù Hàn Sâm có đến tí hộ sở khác để tham gia chiến đấu thì Linh Mị Nhi vẫn có thể nhận ra hắn, vậy thì tốt hơn hết cứ đến ngay chỗ nàng tham gia chiến đấu, đỡ gặp phải phiền phức cũng may tính tình của Linh Mị Nhi vô cùng đơn thuần, cũng cực kỳ tin tưởng Hàn Sâm, đến đó cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn lao. Hơn nữa với thực lực bây giờ của Hàn Sâm, cũng không việc gì phải sợ bị bại lộ thân phận, chẳng qua bởi vì có sự tồn tại của cái tổ chức thần kia, nên hắn mới không muốn để lộ quá nhiều về bản thân mình. May mà Linh Mị Nhi cũng không có dự định tham gia trận chiến thần, những sinh vật khác ở bên trong tí hộ sở cũng không tham gia chiến đấu, sau khi Hàn Sâm tự mình ghi danh, thì cứ thế chờ đến khi lấy được vị trí số 1 thôi trước khi mỗi một tí hộ sở quyết định ra người đứng đầu thì chỉ còn cách thời gian bắt đầu của trận chiến thần chính thức có hơn một tháng nữa vốn dĩ hàn sâm dự định vẫn sẽ tu luyện động huyền kinh để xem có thể thăng cấp của giả thiên tán lên đến siêu cấp được hay không thế nhưng mà còn chưa được mấy ngày thì hàn sâm đã nghe linh mị nhi nói người của thần vực đã đến thế giới ngầm còn đến tí hộ sở ám linh để gặp thủy tổ của ám linh tộc bọn họ đến thế giới ngầm làm cái gì chứ hàn sâm nhíu mày hỏi món nợ giữa hắn và thần nữ vẫn còn chưa tính toán xong vốn dĩ hắn còn định đợi đến sau khi hạch ghen lên cấp độ siêu cấp thì sẽ lại đến thần vực để tìm thần nữ tính sổ nhưng không ngờ vậy mà người của thần vực lại đi tới thế giới ngầm ta nghe thủy tổ đại nhân nói từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn muốn mời hắn xuống núi để giúp bọn họ phá bỏ một tòa di tích thần linh mị nhi nói mời thủy tổ của ám linh đi phá bỏ di tích thần sao không phải là ám linh tộc các ngươi không thể rời khỏi thế giới ngầm vì có sự tồn tại của bách tộc minh ước mà hay sao hàn sâm nghỉ ngờ hỏi lại vẫn có thể rời đi được chỉ là nếu như chết ở bên ngoài thì sẽ không nhận được sự bảo vệ của bách tộc minh ước hơn nữa thủy tổ đại nhân là cường giả đương thời đương nhiên muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó chỉ cần ở trong địa bàn của các chủng tộc khác mà không giết sinh linh của bọn họ vậy thì chủng tộc khác cũng sẽ không có ý kiến gì cả linh mị nhi nói di tích thần mà bọn họ muốn tấn công ở chỗ nào vậy tại sao lại phải thỉnh cầu sự giúp đỡ của thủy tổ ám linh tộc các ngươi chứ hàn sâm lại hỏi tiếp thủy tổ đại nhân nói bởi vì vùng di tích thần đó quanh năm đều tràn ngập bóng tối, cho dù có là cường giả cấp đại đế, thì cũng khó mà nhìn thấy được gì ở trong đó, nhưng mà về phương diện này thì ám linh tộc bọn ta lại có ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn họ mới cần phải mời thủy tổ đại nhân ra tay, nhưng mà thủy tổ đại nhân đã từ chối bọn họ rồi Linh Mị Nhi nói. Sau khi nghe Linh Mị Nhi kể xong đầu đuôi câu chuyện, trong lòng hàn sâm lại có chút dao động, hắn nói vài câu với Linh Mị Nhi rồi sau đó lập tức rời khỏi tí hộ sở ám linh thủy tổ đã từ chối người của thần vực, bây giờ người của thần vực vừa mới rời khỏi tí hộ sở ở dưới lòng đất chưa được bao lâu, lúc này hắn đuổi theo vẫn còn kịp. Không biết thần nữ có ở trong đó hay không, nếu như thực sự thần nữ đang ở trong đó, vậy thì hắn có thể dễ dàng báo thù được ân oán lúc trước rồi. Sau khi hàn sâm rời khỏi tí hộ sở dưới lòng đất, thì ngay lập tức biến thành trạng thái đế linh siêu cấp, truy tìm những phân tử tàn lưu của rất nhiều sinh vật thần vực đã đi qua. Tiếc là hắn cũng không phát hiện ra phần tử tàn lưu của thần nữ sau khi đuổi kịp bọn thì thì quả nhiên cũng không nhìn thấy được thần nữ. Hàn Sâm có hơi do dự một chút, hắn chỉ có mối thù lớn với thần nữ, chứ không có ân oán gì với những sinh vật khác của thần vực, vì vậy cũng không có quá nhiều hứng thú muốn giết bọn họ. Hắn đang chuẩn bị muốn rút lui, thì đột nhiên nghe thấy lời nói của một sinh vật thần thị đang dẫn đầu trông có vẻ giống, như một thiên sứ, ám linh thủy tổ không chịu giúp đỡ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm vĩnh dạ nữ đế Hàn Sâm. Nghe thấy tên của vĩnh dạ nữ đế thì lập tức dừng bước, tiếp tục đi theo nghe trộm đám bọn họ. Vĩnh Dạ nữ đế là mẹ của Tà Liên nữ đế, lúc trước được Hàn Sâm sử dụng tế thiên tước để triệu hồi xuống dưới đây, còn giúp Hàn Sâm không ít việc. Quan trọng là Hàn Sâm có quan hệ rất tốt với Tà Liên nữ đế, trước đó lúc mà Hàn Sâm bị triệu hồi đến Tí Hộ Sở, thứ ba thì Tà Liên nữ đế đã lên cấp bán thần, vậy nên cũng không thể gặp nàng được một lần. Bây giờ cũng không biết Tà Liên nữ đế đang ở đâu, mặc dù cùng ở bên trong Tí Hộ Sở thứ tư, thế nhưng mà quả thật là Tí Hộ Sở thứ tư vô cùng rộng lớn muốn tìm nàng vô cùng khó khăn một dị sinh vật khác giống như là cự long ở trong truyền thuyết của phương tây nói nhưng mà vĩnh dạ nữ đế cũng đã từ chối chúng ta rồi chúng ta đi tìm nàng nữa chỉ sợ cũng không có tác dụng gì đâu hừ nếu như không giúp đỡ vậy thì phá tan tí hộ sở của nàng cướp đá linh hồn của nàng khu di tích thần này cực kỳ quan trọng đối với thần vực chúng ta cho dù là như thế nào đánh hạ được nó sinh vật thần thị lạnh lùng nói nhỡ đâu vĩnh dạ nữ đế tình nguyện tự bạo cũng không chịu giúp đỡ chúng ta thì sao cự long lại hỏi tiếp không cần lo lắng không phải nàng vẫn còn một cô con gái mà nàng vô cùng cưng chiều sao nàng có thể chết một mình nhưng ta không tin ngay cả cô con gái nàng hết mực yêu chiều như vậy mà nàng cũng không quan tâm đến thần thị sinh vật cười khẩy nói cũng chỉ có thể là như vậy hy vọng nàng thông minh một chút trực tiếp đồng ý giúp đỡ chúng ta tránh để cho chúng ta phải động tay động chân cự long nói hàn sâm nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày hắn đã gạt bỏ ý nghĩ quay về lén lút đuổi theo một đám dị sinh vật của thần vực người phụ nữ mà bọn họ nói tới đó gần như chắc chắn chính là tà liên nữ đế cho dù không phải nhìn vào thể diện của tà liên nữ đế thì nhất định cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ đối với vĩnh dạ nữ đế dọc theo đường đi về hướng tây cùng với những dị sinh vật của thần vực phải nói là quả thật thần vực vô cùng mạnh mẽ cho dù là dị sinh vật hay là dị linh thì đều cực kỳ có máu mặt không có một ai dám đến quấy dày bọn họ cả một quãng đường đều không có bất cứ trở ngại nào ngay cả chủ nhân của một số tí hộ sở siêu cấp thì cũng chỉ có thể lấy lòng bọn họ không hổ danh là một trong những tí hộ sở cao cấp nhất ở bên trong tí hộ sở thứ tư cái thể diện này lớn thật đấy trong lòng hàn sâm đang âm thầm cười mỉa mai bởi vì gần như tất cả đều là đi thẳng một mạch vốn dĩ không hề đi đường vòng cũng lại vừa không gặp phải bất cứ trở ngại gì cả vậy nên chỉ sau hơn bốn ngày thì một đám người của thần vực đã đi tới phía trước của một tòa tí hộ sở từ rất xa hàn sâm đã nhìn thấy có một lá cờ với hai chữ vĩnh dạ được treo ở phía trên tí hộ sở không có sự khác biệt lắm so với cờ của Vĩnh Dạ, mà Hàn Sâm đã từng nhìn thấy trước đây, gần như có thể chắc chắn đây chính là tí hộ sở của Vĩnh Dạ nữ đế rồi. Hàn Sâm hơi do dự một chút, vẫn bám theo sau so dị sinh vật của thần vực, bây giờ hắn đi báo tin trước cho bọn họ cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa ngoại trừ Vĩnh Dạ nữ đế và Tà Liên nữ đế, thì những sinh vật khác ở bên trong tí hộ sở đều không quen biết hắn, vì vậy sẽ không có khả năng hắn nói cái gì thì bọn họ cũng đều sẽ tin cái đó. Muốn gặp được Vĩnh Dạ Nữ Đế còn phải tốn thêm một chút thời gian nữa, vậy nên ở trên phương diện thời gian thì đã không còn kịp nữa rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước khi các dị sinh vật của thần vực đến được tí hộ sở thì đã thấy có người từ bên trong tí hộ sở ra tiếp đón, người dẫn đầu chính là Vĩnh Dạ Nữ Đế. Mà trong đám dị linh và dị sinh vật ở phía sau nàng, Hàn Sâm còn nhìn thấy Tà Liên Nữ Đế, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đúng là vận may của chị Tà Liên tốt thật đấy. Vậy mà sau khi thăng cấp lên bán thần thì lập tức đi tìm được mẹ của mình." Hàn Sâm đang âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. "Các vị lại tới tí hộ sở của Vĩnh Dạ ta không biết là, còn có chuyện gì nữa đây?" Vĩnh Dạ nữ đế nhíu mày nhìn thần thị hỏi. Thần thị nhìn Vĩnh Dạ nữ đế rồi lạnh lùng lên tiếng, "Vẫn là vì chuyện lúc trước thôi, nếu như đại đế ngươi chịu giúp đỡ tí hộ sở thần vực, chúng ta tìm được di tích thần, điều kiện tùy ý ngươi đưa ra, chỉ cần xuất hiện thần vực của ta, tuyệt đối ta sẽ không để cho đại đế ngươi phải thất vọng." những lời nói này của thần thị rất tốt đẹp nhưng mà thực ra cũng không hẳn là như vậy mà lại càng giống như đang nói tùy ý ngươi đưa ra giá cả nhưng mà cũng không nên quá đáng chúng ta là người của thần vực đấy có lẽ phải làm cho các ngươi thất vọng rồi thực lực của ta thấp kém đừng đề cập tới việc này nữa vĩnh dạ nữ đế nói với vẻ mặt không hề có chút cảm xúc nào đại đế ngươi hãy cứ suy nghĩ lại một chút đi ngươi giúp chúng ta việc này thì ngươi chính là bạn bè của tí hộ sở thần vực bọn ta sau này bạn bè gặp nạn Đương nhiên tí hộ sở thần vực bọn ta sẽ giúp đỡ mà không hề từ chối." Thần thị lại tiếp tục nói, "Nếu như ta không giúp đỡ thì sao?" Sắc mặt của Vĩnh Dạ nữ đế cũng trở nên lạnh lùng, "Thì sẽ trở thành kẻ thù của thần vực ta, ta tin đó cũng không phải là một lựa chọn quá tốt đâu." Giọng điệu của Thần thị vô cùng bình thản, nhưng mà ý tứ uy hiếp ở trong đó không cần phải nói ra cũng có thể hiểu rõ. Đúng thật là uy phong của thần vực vô cùng to lớn, không là bạn bè thì lập tức trở thành kẻ thù. Vĩnh Dạ nữ đế lạnh lùng nói, quyết định cuối cùng của đại đế là như nào. Thần thị cũng không tranh cãi, chỉ thản nhiên nhìn vĩnh dạ nữ đế mà hỏi. Vĩnh dạ nữ đế khẽ nhíu mày, mặc dù nàng đã thăng cấp thành đại đế, nhưng mà dù sao thì nền tảng vẫn còn rất mơ hồ, không thể nào so sánh được với sự tồn tại vô tận cùng với năm tháng của tí hộ sở thần vực ở tí hộ sở thứ tư. Mặc dù trong lòng vĩnh dạ nữ đế cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng mà vẫn phải có có chút kiêng rẻ, cho dù bản thân nàng không hề sợ hãi, nhưng mà có rất nhiều sinh vật đi theo nàng ở bên trong tí hộ sở này, còn có cô con gái tà liên mà nàng yêu thương nhất nếu như thần vực thật sự quyết tâm muốn ra tay đối phó với nàng quả thực khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào thấy vĩnh dạ nữ đế do dự không nói gì thần thị lại nói tiếp đại đế có thêm nhiều bạn bè dù sao cũng tốt hơn là nhiều kẻ thù mà không phải sao ngươi chỉ cần giúp chúng ta một chuyện nhỏ như vậy thôi là đã có thể nhận được tình cảm bạn bè mãi mãi của tí hộ sở thần vực rồi không phải chuyện này đều có lợi với tất cả chúng ta hay sao làm bạn bè với thần vực các ngươi cũng chưa hẳn là chuyện tốt đẹp gì đột nhiên có một giọng nói chuyển đến từ cách đó không xa làm cho người của cả hai bên tý hộ sở vĩnh dạ và tý hộ sở thần vực đều sững sờ lập tức dịch chuyển ánh mắt hướng đến nơi phát ra giọng nói này chỉ thấy có một người đàn ông nhân loại đang đạp lên cỏ xanh mà bước tới khiến cho tất cả mọi người ở bên đều choáng váng sau đó tà liên nữ đế và thần thị gần như đều kêu lên cùng một lúc chỉ là trong hai người bọn họ một người thì gọi là hàn sâm người kia thì lại gọi là thiên kiếm chị tà liên đã lâu không gặp rồi ngươi vẫn xinh đẹp giống như trước đây hàn sâm mỉm cười nói một câu với tà liên nữ đế rồi lại chuyển hướng quay sang nói với vĩnh dạ nữ đế hàn sâm ra mắt đại đế thật là hiếm thấy ngươi đã trưởng thành đến mức độ như vậy rồi vĩnh dạ nữ đế đã nhận ra hàn sâm sau khi dò xét hàn sâm từ trên xuống dưới vài lần nàng mới phát hiện ra ngay cả khí tức trên người hàn sâm mà nàng cũng không thể cảm nhận được cũng cảm thấy có một chút sâu xa khó mà đoán được Thiên kiếm, chuyện ở đây không liên quan gì đến người, ta hy vọng ngươi đừng có nhúng tay vào. Thần thị nhìn hàn sâm nhíu mày nói. Nếu như là trước đây, đương nhiên thần thị sẽ thèm để hàn sâm vào trong mắt, nhưng mà trước đó xảy ra chuyện hàn sâm một mình chém giết ở tí hộ sở thiên ngoại, vô cùng chấn động, cho dù thần thị xuất thân từ thần vực, cũng đã là sinh vật thần siêu cấp cùng bạo, thì cũng không dám xem thường hàn sâm một chút nào. Một người có thể đánh một trận cùng với chủ nhân của thiên ngoại, hơn nữa còn giết chết được các sinh vật xuất thân từ tí hộ sở thiên ngoại, cho dù hắn có là con người hay là dị sinh vật, thì cũng đều phải dành cho hắn một sự tôn trọng nhất định. Tà liên nữ đấy là chị của ta, mà vĩnh dạ đại nhân lại là mẹ của chị ta, vậy thì cũng không khác gì với mẹ của ta rồi, người nói xem chuyện này có liên quan đến ta không? Hàn sâm lạnh nhạt lên tiếng. Thiên kiếm, ngươi thật sự muốn làm kẻ thù với thần vực chúng ta sao? Sắc mặt thần thị trở nên vô cùng u ám, mặc dù danh tiếng của Hàn Sâm rất lớn, nhưng mà bảo thần vực phải vì hắn mà từ bỏ hy vọng tấn công vào di tích thần, đương nhiên thần thị sẽ không cam lòng những lời này cần phải do ta hỏi ngươi mới đúng thần vực các ngươi thật sự muốn đối đầu với ta hay sao hàn sâm thản nhiên hỏi ngược lại sắc mặt của thần thị không ngừng thay đổi hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hàn sâm thế nhưng cũng không nói thêm một câu gì nữa thiếu chủ nhân nói lời thừa thãi với hắn nhiều như vậy làm gì chứ trực tiếp nuốt chừng là được rồi cự long cũng nhìn chằm chằm hàn sâm âm thanh vù vù nói nhưng mà thần thị lại phất tay ngăn cản không cho cự long nói thêm gì nữa Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói: "Thiên Kiếm, nếu như ngươi nhất định phải xen vào chuyện này, tốt hơn là chúng ta làm một giao hẹn quân tử giữa ta và ngươi. Ngươi và ta đánh một trận công bằng, nếu như ngươi thua thì phải lập tức rời đi, đồng thời phải thề sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của thần vực ta nữa, sau này ở đâu có sự tồn tại của thần vực thì nhất định phải nhượng bộ lui binh. Nếu như ta thắng thì sao chứ?" Hàn Sâm nhìn thần thị rồi hỏi: "Nếu như ngươi thắng thì bọn ta sẽ lập tức xoay người rời đi." từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đặt chân đến phạm vi của tí hộ sở vĩnh dạ, nửa bước. Thần thị bình tĩnh nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Hàn sâm muốn giết bọn họ không hề khó khăn gì, nhưng mà sau khi đã giết bọn họ xong, trái lại sẽ mang đến phiền phức cho đám người vĩnh dạ và tả liên các nàng. Thần thị cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa nữa, hắn lập tức triệu hồi ra một tấm khiên, cầm ở trong tay nói với hàn sâm, nghe nói ngươi có một tấm khiên vô cùng lợi hại, chi bằng ngươi và ta hãy so sánh thử xem tấm khiên của ai mạnh hơn. Ngươi và ta đều không được né tránh mà chỉ dùng tấm khiên để đón lấy, người nào đánh vỡ được tấm khiên của đối phương trước thì sẽ giành chiến thắng, ngươi thấy thế nào? Thật ra Thần Thị đưa ra đề nghị như vậy, cũng là vì trong lòng có một chút kính nể đối với Hàn Sâm, dù thế nào thì hắn cũng đã giao đấu với chủ nhân của Thiên Ngoại, mà còn có thể sống sót để giết được người của Tí Hộ Sở Thiên Ngoại, mặc dù không biết rốt cuộc tình huống lúc đó là như thế nào, nhưng Thần Thị vẫn không muốn mạo hiểm quá mức. Được, Hàn Sâm cũng không do dự sau khi đồng ý một tiếng thì cũng triệu hồi kim văn bá thuẫn ra ngoài. Thần thị nghe thấy hàn sâm đồng ý với đề nghị của hắn, thì trong đáy mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thần thị đã là sinh vật thần siêu cấp cùng bạo, mà hạch gen của hắn cũng chính là tấm khiên này. Nếu như bàn về năng lực phòng thủ, thần thị rất tự tin hạch gen tấm khiên của hắn có thể được xếp vào trong top 3. Tấm khiên của hắn có tên bất hủ chi thuẫn, có một sức mạnh không thể nào phai mờ được, trước đây đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu lớn nhỏ, cho dù có là cường giả cấp đại đế, thì cũng khó mà có thể đánh bại được Bất Hủ Chi Thuẫn. Bây giờ thật không ngờ Hàn Sâm lại có thể dễ dàng đồng ý với điều kiện của hắn, lập tức khiến cho Thần Thị cảm thấy vui mừng khôn xiết, hắn cho rằng mình đã giành được 90% chiến thắng rồi. Nhưng mà sắc mặt của vĩnh dạ nữ đế lại thay đổi rõ rệt, nàng biết rõ lai lịch của Thần Thị, khi nghe thấy Hàn Sâm đồng ý với điều kiện của Thần Thị, nàng vội vã nhắc nhở, "Hàn Sâm, tấm khiên của hắn có tên là Bất Hủ Chi Thuẫn, xếp ở vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng hạch gen siêu cấp." Nếu như nói về năng lực phòng thủ thì có thể xếp vào trong top 3 đấy, ngươi phải cẩn thận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Nếu như thiên kiếm muốn đổi ý, vậy thì cũng không sao. Thần thị cười mà như không cười nói, trong giọng nói ẩn chứa vẻ vô cùng khinh thường. Không cần, bắt đầu đi. Hàn sâm hời hợt nói. Không hổ danh là thiên kiếm, rất có khí phách. Thần thị khen ngợi một câu, sau đó cầm lấy bất hủ chi thuẫn lập tức đâm về phía hàn sâm thần quang ở trên tấm khiên xoay vòng giống như sao chổi đánh về phía hàn sâm ánh sáng ở trên tấm khiên cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong lúc khí tức đó rung động ngay cả không gian cũng bị chấn động mà xuất hiện sự biến dạng méo mó hàn sâm nhìn thấy thần thị và bất hủ chi thuẫn tấn công tới dường như trong lòng hắn không hề lay động một chút nào thể chất của hắn đã đạt đến mức độ cực điểm của tí hộ sở thứ tư không hề yếu kém hơn bất cứ sinh vật thần siêu cấp và đế linh nào cả mặc dù thực lực của thần thị vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng chưa đến mức làm cho sắc mặt của hắn phải thay đổi hắn khẽ nâng cánh tay dơ kim văn bá thuẫn lên biến hóa thành một người cao lớn cứ như vậy đứng ở phía trước toàn thân đều bất động như một ngọn núi đứng ở phía sau tấm khiên đó ẩm um, bất hủ chi thuẫn mạnh mẽ đánh lên bên trên kim văn bá thuẫn lực đánh vào vô cùng mạnh mẽ làm cho không gian ở bốn phía đều sụp đổ tạo thành một cái hố đen vạn vẹo mẹ hàn sâm có thể thắng được chứ tà liên nữ đế nhận thấy trong lòng có chút bất an Hàn Sâm cũng chỉ thăng cấp tí hộ sở sớm hơn nàng có mấy năm mà thôi, đối mặt với sức mạnh vô cùng khủng khiếp như thế, không biết hắn có thể chống đỡ được hay không. Vĩnh dạ nữ đế còn chưa trả lời thì đã nghe thấy âm một tiếng, bất hủ chi thuần mang theo sức mạnh khủng khiếp đâm vào phía trên của Kim Văn Bá Thuẫn, nhưng không thể phá vỡ được Kim Văn Bá Thuần, thậm chí còn không thể khiến cho Hàn Sâm phải lùi về phía sau một chút nào, ngược lại bất hủ chi thuẫn, cùng với thần thị còn bị sức mạnh chấn động bắn ngược trở lại, thần thị phải lùi lại 4 năm bước thì cơ thể mới đứng vững được sắc mặt của hắn cũng đã có một chút thay đổi. Quả nhiên thiên kiếm danh bất hư truyền. Thần thị nói một câu, sau đó ánh sáng rực rỡ ở phía trên bất hủ chi thuẫn, phát ra lại càng lóa mắt hơn, tiếp tục đánh về phía kim văn bá thuẫn một lần nữa. Bất hủ chi, thuẫn va chạm với kim văn bá thuẫn hết lần này đến lần khác, thế nhưng cũng lần lượt bị chấn động bắn ra ngoài, nhưng mà vẫn không thể khiến cho hàn sâm và kim văn bá thuẫn nhúc nhích một chút nào. Không ngờ hàn sâm đã mạnh đến mức độ như thế này rồi những tia sáng kỳ dị liên tục lóe lên ở bên trong đôi mắt xinh đẹp của tà liên vĩnh dạ nữ đế cũng tán thưởng nói ta cũng đã từng nghe nói đến danh tiếng của thiên kiếm chỉ là không ngờ thực sự lại là hắn hơn nữa xem ra dường như những điều mà ngoại giới đồn thổi đều là sự thật quả thật thực lực khiến cho người ta có chút kinh ngạc khó mà tưởng tượng được hắn mới lên cấp bán thần có mười mấy năm mà thôi tốc độ phát triển như vậy cũng quá nhanh rồi đám người vĩnh dạ cũng không hề hay biết thời gian mười năm của hàn sâm chỉ xem như là một ngày trôi qua mà thôi nếu không bọn họ sẽ lại càng hoảng hốt hơn hàn sâm đứng ở đó không hề nhúc nhích tấm khiên đã chịu đựng sự va đập hết lần này tới lần khác mặc dù nói kim văn bá thuẫn không bị một chút tổn hại nào thế nhưng cũng không thể phá vỡ được bất hủ chi thuẫn của thần thị xem ra lực phản chấn đơn thuần cũng không thể phá vỡ được bất hủ chi thuần hàn sâm nhìn tấm bất hủ chi thuẫn này nhưng trong lòng không có một chút gợn sóng nào sở dĩ hắn đồng ý quyết đấu như vậy đương nhiên là đã có sự chuẩn bị từ sớm nhìn thấy thần thị va đập hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không thể đạt được hiệu quả. Sắc mặt những dị sinh vật của thần vực đi theo hắn đến đều đã có chút thay đổi. Bọn họ đều biết rất rõ sự kiên cố của bất hủ chi thuẫn, mặc dù tấm khiên của hàn sâm đã bị bất hủ chi thuẫn, va đập nhiều lần như vậy mà cũng không có một chút dấu vết dạn nứt nào, xem ra mức độ vững chắc cũng không hề thua kém so với bất hủ chi thuẫn. Ngươi đập đủ chưa? Hàn sâm nhìn thần thị nói, ta không hề ngăn cản ngươi xuất chiêu, nếu như ngươi muốn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể ra tay. Mặc dù trong lòng thần thị có chút hơi sừng sốt với tấm khiên vững chắc của hàn sâm, nhưng mà hắn cũng không lo lắng gì cả. Sự va đập của hắn không phá vỡ được tấm khiên của hàn sâm, nhưng mà hắn cũng vô cùng tin tưởng vào bất hủ chi thuẫn. Hắn tin chắc rằng hàn sâm cũng sẽ không thể nào phá vỡ được tấm khiên của hắn, vậy kết quả cũng chỉ là hòa nhau mà thôi. Hàn sâm thản nhiên nở nụ cười, triệu hồi ra một thứ gì đó cầm ở trong tay trong lòng thần thị cảm thấy có hơi lo lắng mà không hiểu tại sao dù sao thì danh tiếng của thiên kiếm cũng được loan truyền quá thần kỳ mặc dù bất hủ chi thuẫn của hắn không thể nào phai mờ được nhưng vẫn không nhịn được có chút căng thẳng ánh mắt hắn nhìn vào trong tay của hàn sâm nhưng lại phát hiện thứ mà hàn sâm đang cầm trong tay là một thứ to bằng quả trứng vịt cũng không phải là vũ khí sắc bén gì cả cho dù như vậy thần thị vẫn không dám xem thường một chút nào hắn ngưng tụ sức mạnh của toàn bộ cơ thể truyền vào bên trong bất hủ chi thuẫn làm cho ánh sáng của bất hủ chi thuẫn giống như ánh sáng cao ngất của một kiệt tác hiếm có. Đương nhiên thứ mà Hàn Sâm đang cầm trong tay chính là tinh hạch, hắn liếc nhìn bất hủ chi thuẫn đang lấp lánh mờ ảo, một tay Hàn Sâm cầm tinh hạch rồi kéo cánh tay của mình về phía sau đến cực hạn, sau đó ném tinh hạch ra ngoài giống như đang quăng một quả bóng chày. Trong nháy mắt tinh hạch giống như một tia sét mắt xuyên qua không gian ở giữa hai người, mạnh mẽ đập vào phía bên trên của bất hủ chi thuẫn. Gào, gần như cùng một lúc thần thị cũng gào lên một tiếng rất lớn, sức mạnh của toàn bộ cơ thể đều bùng phát ra bên ngoài, ngưng tụ lại ở phía trên bất hủ chi thuẫn, làm cho bất hủ chi thuẫn lại càng trở nên vững chắc hơn nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại điểm va chạm của bất hủ chi thuẫn và tinh hạch, thế nhưng mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại khiến cho bọn họ đều trợn trừng cả hai mắt, gần như không thể tin vào mắt của chính mình nữa. Hàn Sâm ném tinh hạch, liên tục đập vào mặt trên của bất hủ chi thuần giống như là đồ sứ va đập vào mặt ngoài của sắt thép, thoáng cái đã bị va chạm đến vỡ nát tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, vốn dĩ còn tưởng bảo bối mà hàn sâm, sử dụng nhất định là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chẳng có ai nghĩ tới vậy mà lại cứ thế bị đập vỡ nát, làm cho bọn họ trong phút chốc khó mà chấp nhận nổi. Thế nhưng sau khi tinh hạch bị đập vỡ nát thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Một bộ xương khô trong suốt như ngọc chui ra từ bên trong, tung một nắm đấm đánh lên phía trên bất hủ chi thuẫn. Trong lòng thần thị lại vô cùng hoảng sợ, không biết cái này lại là cái gì nữa, đành phải ngưng tụ sức mạnh và dùng bất hủ chi thuần chống đỡ cú đấm của băng ngọc khô lâu một lần nữa điều khiến cho thần thị cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là hình như sức mạnh cú đấm của băng ngọc khô lâu cũng không quá mạnh mẽ đánh vào phía trên của bất hủ chi thuẫn gần như không phát ra âm thanh nào cả ngay cả cảm giác dung chuyển cũng không có vậy mà băng ngọc khô lâu đã lập tức bay trở lại về trong tay của hàn sâm cái gì đó ta còn tưởng rằng sẽ lợi hại như thế nào thì ra cũng chỉ là dọa người mà thôi cự long oang oang nói suy nghĩ của những người khác cũng đều giống với cự long bọn họ đều cảm thấy đòn tấn công này của Hàn Sâm có phần sấm to mười nhỏ, dường như cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là bất hủ chi thuần của thiếu chủ, cho dù bảo vật của hắn có lợi hại, thì cũng không thể nào làm tổn thương đến bất hủ chi thuẫn một chút nào. Một dị sinh vật khác cũng cười nói. Nhưng mà đột nhiên sắc mặt của thần thị lại thay đổi một cách thảm hại, hắn phát ra một tiếng kêu khe khẽ có mà tin được, làm cho tất cả mọi người buộc phải nhìn về phía hắn và bất hủ chi thuẫn lúc này mọi người mới phát hiện ra trên bề mặt của bất hủ chi thuân có một mảnh băng ngọc đang lan ra với tốc độ rất nhanh gần như chỉ trong nháy mắt toàn bộ bất hủ chi thuân đều đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc băng thoạt nhìn qua hoàn toàn không còn giống với bất hủ chi thuẫn lúc đầu trong lòng của tất cả dị sinh vật của thần vực đều có chút hồi hộp không biết rốt cuộc sự thay đổi như vậy là tốt hay xấu một đám sinh vật của tý hộ sở vĩnh dạ thì đang tò mò nhìn bất hủ chi thuân đã hoàn toàn hóa thành ngọc băng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mà gương mặt của thần thị thì đã đỏ bừng lên, sự hoảng sợ ngập tràn trong ánh mắt của hắn. Một lát sau thần thị phát hiện bất hủ chi thuẫn giống như đã bị niêm phong, không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa, cũng rất khó để có thể truyền được sức mạnh vào trong đó. Hàn sâm nhìn tấm khiên đã biến thành ngọc băng, hắn cứ thế đập nát bất hủ chi thuẫn không thể nào xóa nhòa chỉ bằng một cú đấm. Những mảnh vụ như phiến băng vỡ bay lượn khắp bầu trời, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, còn gương mặt của thần thị thì lại tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Bây giờ các ngươi có thể đi được chưa? Hàn Sâm Thu nắm đấm lại, coi như khá là hài lòng với biểu hiện của tinh hạch. Quả thật tinh hạch thăng tiến lên đến cấp bỏ thạch vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hạch gen siêu cấp cũng đều có thể đông cứng hóa thành ngọc khiến cho sức mạnh của hạch gen khó mà có thể phát huy ra được, không hổ danh có thể trực tiếp leo lên vị trí đầu bảng của hạch gen. Chúng ta đi." Thần Thị Liếc nhìn Hàn Sâm không chớp mắt, lúc này mới mang theo các dị sinh vật của tí hộ sở thần vực rời đi, cũng không dám trở mặt. Hàn Sâm, lần này may mà có ngươi mới có thể giúp cho Tí Hộ Sở, chúng ta tránh được một tai họa." Sau khi tiến vào Tí Hộ Sở Vĩnh Dạ, Tà Liên vô cùng cảm kích nói, "Chỉ là tiện tay mà thôi, cái này cũng chẳng coi là gì cả, với cả vốn dĩ ta cũng có một chút hiềm khích với Tí Hộ Sở Thần Vực." Hàn Sâm cười nói, "Vĩnh Dạ Nữ Đế và Tà Liên Nữ Đế vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Hàn Sâm, dù sao Hàn Sâm cũng không có việc gì để làm, vậy nên đã ở lại Tí Hộ Sở Vĩnh Dạ thêm mấy ngày." vĩnh dạ nữ đế cũng được coi như là một phe phái quyền lực một phương trời bản thân cũng đã là cấp đại đế chỉ có điều bởi vì nền tảng chưa sâu cho nên không có nhiều cường giả siêu cấp ở trong tay một đế linh cộng với một sinh vật thần siêu cấp tổng cộng cũng là chỉ có hai người mà thôi diện tại tà liên nữ đế chỉ có hạch ghen bảo thạch còn chưa thăng tiến được lên cấp đế được ở trong tí hộ sở lớn một chút thì sẽ thoải mái hơn lúc gần tối hàn sâm không có việc gì làm nên đi tản bộ ở trong hoa viên cùng với tà liên nữ đế hắn tán thưởng nói nếu ngươi thích thì có thể luôn luôn ở lại đây, có người chị là ta ở đây, nơi này cũng chẳng khác gì nhà ngươi cả. Tà liên mỉm cười nói. Ngươi nói như vậy thì sau này ta phải thường xuyên đến ở mới được. Hàn sâm không khách khí nói. Chỉ sợ ngươi không đến thôi. Tà liên nữ đế ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh suối nước, ngâm đôi chân ngọc ngà trắng mịn của mình vào trong nước suối, nhẹ nhàng đung đưa, giọng nói có phần giống như đang than thở. Mặc dù đã biết ngươi nhất định sẽ có thành quả ở trong tương lai từ sớm, nhưng không ngờ bây giờ mới được có bao nhiêu năm thế nhưng đã có được thanh thế như sấm ở trong tí hộ sở thứ tư quả thật làm cho người ta có hơi giật mình trước đó lúc ta nghe nói đến danh tiếng của thiên kiếm đúng là có chút không dám tin đó chính là người chị ngươi cũng đừng nói những lời khách sáo này với ta nữa hàn sâm cười nói ta liên nữ đế lắc đầu một cái không phải lời nói khách sáo đâu là sự xúc động thật sự hơn nữa cũng rất cảm kích nếu như không có ngươi thì mẹ ta đã phải mạo hiểm đến di tích thần rồi mặc dù bản thân nàng đã là đại đế, cũng coi như là cường giả cao cấp nhất của tí hộ sở thứ tư, nhưng mà cái nơi như di tích thần đó quả thật rất khó mà nói chắc được, ta thật sự rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, may mà ngươi đã đến. Hàn Sâm ngồi xuống bên cạnh tà liên nữ đế, hắn cực kỳ đồng ý với chuyện này. Lần trước hắn đi qua di tích thần cũng đã biết nơi đó đáng sợ như thế nào, người, đá không đầu và người mặc áo giáp ở trong lò đều mạnh mẽ tới mức đáng sợ, cho dù là hiện tại thì Hàn Sâm, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng được hai người có người ở đây thật sự quá tốt tà liên nữ đế chia bàn tay ra vỗ võ lên đầu hàn sâm nếu như là người ngoài chạm vào đầu của hàn sâm hàn sâm sẽ cực kỳ phản kháng lại nhưng mà tà liên nữ đế vẫn luôn cho hàn sâm có cảm giác giống như là một người chị cả hàn sâm cũng không cảm thấy có gì không ổn đối với chuyện này nếu như chị rảnh rỗi thì cũng có thể đến ở lại trong tí hộ sở của ta mặc dù chỗ đó không rộng lớn bằng tí hộ sở vĩnh dạ nhưng mà ta tin là có lẽ chị sẽ thích Hàn Sâm nói, một thời gian nữa ta nhất định sẽ đến, bây giờ ta vẫn còn đang ở trong tình trạng cấp bách để thăng tiến lên cấp đế, tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi tí hộ sở vĩnh dạ được Tà Liên nói. Hàn Sâm và Tà Liên đã tán gẫu về một số chuyện trước đây, còn có cả những việc mà Tà Liên đã từng trải qua sau khi đến tí hộ sở. Vốn dĩ Hàn Sâm vẫn luôn cho là Tà Liên vô cùng may mắn, nhưng nàng cũng đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, mấy lần tìm được đường sống trở về từ cõi chết, thì mới có thể có được chỗ đứng vững chắc ở trong tí hộ sở. Thứ tư, ngay vào năm thứ hai nàng thăng cấp lên tí hộ sở, thứ tư thì mới gặp được vĩnh dạ nữ đế, như thế thì mới được xem là thật sự thuận lợi vùng lên. Đúng thật khó mà có thể tưởng tượng được, một mình ngươi không người thân không bạn bè, trong một thời gian ngắn như vậy có thể phát triển được đến trình độ như thế này chứ, rốt cuộc làm thế nào ngươi có thể làm được vậy? Tà liên nữ đế không nhịn được lại cảm thán một câu. Sau khi ở lại tí hộ sở vĩnh dạ, mấy ngày và giao hẹn thời gian cùng với tà liên nữ đế, Hàn Sâm đã rời khỏi tí hộ sở vĩnh dạ rồi quay trở về thế giới ngầm thời hạn trận chiến thần chính thức bắt đầu đã không còn xa nữa, Hàn Sâm cũng có ý định sẽ chuẩn bị một chút. Không giống với chiến trường gen, ở bên trong trận chiến thần có thể sử dụng tất cả các phương pháp như hạch gen, thú hồn, gen vũ trang, vân vân nếu như muốn thắng thì phải dựa vào năng lực tổng hợp lại. Hàn Sâm đã đồn toàn bộ sức lực vào động huyền kinh, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, mãi cho đến khi trận chiến thần chính thức được mở ra, thì hắn vẫn chưa thể thăng cấp thành công giả thiên tán lên mức độ siêu cấp được. Để cho ta nhìn xem đối thủ của ta trong trận chiến đầu tiên là ai." Hàn Sâm đang nhìn vào danh sách đối chiến của trận chiến thần, chắc chắn sinh vật có thể xuất hiện ở bên trong trận chiến thần đều là người đứng đầu của từng tí hộ sở, Hàn Sâm sẽ không thể xem thường bất cứ đối thủ nào. Rất nhanh, Hàn Sâm đã thấy được hai chữ Kim Tệ trong giấy báo của chính mình trên bảng hạch gen, sau đó lại nhìn thoáng qua đối thủ của mình, hắn không nhịn được có chút sững sờ. Hắn nhìn thấy rõ ràng đối diện tên mình là hai chữ Lục Đạo đối thủ trong trận chiến đầu tiên của hắn lại chính là lục đạo đại đế, vang giang khắp thiên hạ, tên đần độn với kiếm đạo độc nhất vô nhị. Hàn Sâm cảm thấy có chút hơi đau đầu, mặc dù đã nói sẽ không có người yếu có khả năng tham gia trận chiến thần, nhưng mà mới vòng thứ nhất mà đã gặp phải cường giả khủng khiếp như vậy, người nào có được vận may như vậy chứ? Tí hộ sở đều sẽ có một số lượng tương đối nhỏ tham gia vào trận chiến thần, ở trong vòng đầu tiên, cũng sẽ có rất nhiều sinh vật thần huyết hoặc là dị linh cấp hoàng kim mới đúng, vận may như thế này của Hàn Sâm, cũng không có khác biệt gì so với mua vé số lắm. Nhất định là ở cùng với chú út và đám miên dương quá lâu nên, cũng bị lây nhiễm khí xui xẻo của bọn họ rồi, cho nên mới bị suối quẩy như thế này. Hàn Sâm vẫn khăng khăng không tin vận may của mình lại kém đến như vậy. Lúc này không chỉ có Hàn Sâm mà gần như toàn bộ cường giả của tí hộ sở, thứ tư đều đang nghiên cứu danh sách đối chiến. Khi bọn họ nhìn thấy tên của hai người Kim Tệ và Lục Đạo, thì trong lòng đều nhảy dựng cả lên. Không phải chứ, Lục Đạo sẽ đối đầu với Kim Tệ ở vòng đầu tiên lần này có trò hay để xem rồi các ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng cái này còn phải nói sao đương nhiên là lục đạo đại đế rồi lục đạo đại đế vốn là cường giả siêu cấp cũng đã từng lấy được vị trí thứ hai ở trong trận chiến thần lần trước mặc dù kim tệ cũng rất mạnh nhưng mà so với lục đạo đại đế thì có lẽ vẫn còn kém hơn một chút người nói cũng đúng đấy nhưng mà cho dù là người nào thắng thì đối với chúng ta cũng đều là một chuyện tốt tất nhiên trong hai người sẽ có một người bị loại sớm loại bỏ đi được một đối thủ mạnh mẽ thì là chuyện quá tốt đúng là mong đợi trận quyết đấu của bọn họ thật đấy, ta rất muốn biết rốt cuộc thực lực của kim tệ đó như thế nào, trận chiến chấn áp diệt thế chi lang đó quá nhanh quá đột ngột, vốn dĩ cũng chưa nhìn ra được sức mạnh thực sự của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ nhân loại cũng không quá quan tâm đến trận chiến thần của tí hộ sở, thứ tư lắm, nhiều nhất cũng chỉ là yên lặng theo dõi, trận chiến thần, quan sát thực lực của cường giả đỉnh cấp dị sinh vật và dị linh mà thôi. Thế nhưng mà khi cái tên kim tệ, này xuất hiện lại có thể thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bán thần nhân loại vậy mà kim tệ cũng tham gia chiến đấu nhất định ta phải xem trận này đường chân lưu nói với đôi mắt sáng ngời kim tệ ánh mắt của thần thiên tử cũng sáng lên nhưng mà hắn lại vô cùng khó chịu nghe nói ngay cả sự tồn tại khủng khiếp như diệt thế chi lang mà thần b cũng đều có thể giết chết được nói không chừng lần này thần b sẽ có cơ hội leo lên vị trí đầu bảng ấy chứ cái này sợ rằng khó mà nói được cho dù thần b có mạnh như thế nào đi nữa so với những quái vật đã sinh sống không biết bao nhiêu năm ở trong tí hộ sở. Thứ tư kia, quả thực thời gian tu luyện kém hơn rất nhiều. Sợ cái gì gì, thần B chính là thần B, ta tin nhất định hắn có thể tạo ra được thần tích. Lúc mà Hàn Sâm quay trở lại liên minh, thì đường chân lưu đã lập tức kéo Hàn Sâm vào trong phòng trò chuyện không gian ba chiều. Hàn Sâm nhìn thấy đám người đường chân lưu, vương vũ hàng, hoàng phủ tĩnh, lâm phong và kịnh cực vụ đều đang có mặt ở đây hàn sâm người nói xem cái tên kim tệ này chính là kim tệ đó sao sau khi hàn sâm đi vào đường chân lưu nhìn hắn rồi hỏi ta nghĩ là có khả năng đấy hình như cũng chưa từng nghe thấy có người khác dùng cái tên này hàn sâm nhún vai nói nếu như đúng là kim tệ thì hắn có thể thắng được lục đạo đại đế không đường chân lưu lại hỏi làm sao ta biết được hàn sâm không nhịn được cười miễn cưỡng nói ta thấy không chắc lắm ta đã từng gặp lục đạo đại đế quả thật người đó vô cùng mạnh mẽ nghe nói lục đạo đại đế suýt chút nữa đã quét sạch thiên hạ trong trận chiến thần hàng trăm năm về trước cuối cùng đã bị thua người đứng ở vị trí thứ nhất lúc đó nửa chiêu tên dị linh này quá mạnh kim tệ gần như không có cơ hội rồi vương vũ hằng nói vậy cũng chưa chắc mặc dù lục đạo đại đế rất mạnh nhưng mà kim tệ cũng không phải là một người bình thường hơn nữa tốc độ tiến hóa của nhân loại chúng ta cũng nhanh hơn so với dị sinh vật và dị linh chỉ cần có đủ tài nguyên kim tệ đạt đến trình độ siêu cấp thì cũng không phải là không thể thắng được lục đạo đại đế. Rõ ràng kinh cực vụ không hề đồng ý với cách nhìn nhận của Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm còn tưởng là bọn họ có chuyện gì, thì ra tụ tập cùng một chỗ để thảo luận chuyện này, xem ra trận chiến này của hắn, và lục đạo thực sự đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ta nói này lão Hàn, rốt cuộc ngươi xem trọng ai vậy? Sau khi thảo luận một hồi lâu, đường chân lưu lại quay đầu sang hỏi Hàn Sâm một câu. Đương nhiên là ta xem trọng kim tệ rồi dù sao cũng là nhân loại cùng phe với chúng ta mà, tất nhiên ta hy vọng hắn có thể chiến thắng rồi Hàn Sâm nói. Đến giờ ăn cơm, Hàn Sâm rời khỏi phòng trò chuyện không gian ba chiều, Hàn Nghiên và mẹ rất hiếm khi nhìn thấy đều đang ở đây, vợ chồng Kỳ Nhược chân cũng đến nhà ăn cơm. Thế mà ở trên bàn ăn bọn họ lại nói đến đề tài về trận chiến thần, không thể tránh khỏi lại đề cập đến trận chiến đó của Kim Tệ và Lục Đạo Đại Đế. Kim Tệ có thể được coi là cường giả cao cấp nhất ở trong thế giới nhân loại của chúng ta, nếu như hắn có thể đánh thắng được Lục Đạo, thì cũng là một chuyện tốt đẹp đối với nhân loại chúng ta, sẽ vô cùng khích lệ được lòng người." Kỷ Nhược Chân nói. "Mặc dù Kim Tệ rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy anh trai của ta còn lợi hại hơn cả hắn. Anh hai, ngươi có tham gia trận chiến thần không? Tại sao ta lại không thấy tên ngươi?" Hàn Nghiên nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu nói, "Hạch gen bản mệnh của ta vẫn còn chưa thăng tiến lên được tới siêu cấp, hơn nữa gần đây ta cũng có chút chuyện phải làm, cho nên cũng không tham gia trận chiến thần." Kỳ Nhược Chân gật đầu nói, làm đúng lắm, trận chiến thần vẫn cần phải dùng lý trí để đối phó thì mới được, thực lực của ngươi bây giờ không hề tầm thường, nhưng mà lại quá phụ thuộc vào ngoại lực, đó cũng không phải là chuyện tốt, có lẽ vẫn cần phải nâng cao thực lực của bản thân. Vốn dĩ nhân loại gần như là không quan tâm đến trận chiến thần của tí hộ sở thứ tư, thế mà lại bị một cái tên kim tệ châm lên ngọn lửa nhiều chuyện, ngay cả các kênh tin tức lớn cũng đã đưa những tin tức liên quan đến trận chiến này của kim tệ và lục đạo đại đế, sau khi tin tức về tí hộ sở thứ ba và thứ tư được hủy bỏ lệnh cấm, thì cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Thật sự là nhân khí của cái tên kim tệ này quá cao trong liên minh, tuy rằng người bình thường cũng đã tiếp xúc với trận chiến thần của tí hộ sở thứ tư, thế nhưng liên quan tới tin tức của kim tệ thì bọn họ vẫn rất có hứng thú. Sau khi Hàn Sâm quay trở lại tí hộ sở, sáng sớm hôm sau đã lập tức tiến vào võ đạo trường, hắn quan sát trận chiến thần thông qua hình chiếu của bia võ đạo, nhưng mà vẫn còn hai ngày nữa mới tới trận chiến của hắn và lục đạo ngay khi trận chiến thần vừa mới bắt đầu thì hàn sâm đã đi tới đây chủ yếu vẫn là muốn quan sát thực lực của những thí sinh khác trong trận chiến thần trước đã quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hàn sâm mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà cũng đã thấy rất nhiều cường giả khủng khiếp tham gia chiến đấu quả thực tí hộ sở thứ tư có rất nhiều cường giả vẫn có thể dễ dàng nhận thấy trong số đó có những sinh vật thần huyết và dị linh hoàng tộc đông đảo nhưng mà trận chiến khiến cho hàn sâm chú ý nhất ở trong đó lại là trận chiến của ly hỏa đại đế mẹ tu di Lúc mà Hàn Sâm nhìn thấy Ly Hỏa Đại Đế bước lên đài, theo bản năng hắn nhìn lướt qua đối thủ của nàng, phát hiện ra đối thủ lại có tên là ba chữ là Ngọc Tu La. Vốn dĩ Hàn Sâm còn tưởng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng mà đợi đến sau khi đối thủ của Ly Hỏa Đại Đế bước lên đài thì Hàn Sâm đã lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đối thủ của Ly Hỏa Đại Đế đeo một chiếc mặt nạ được chế tạo bằng ngọc, chiếc mặt nạ đó trơn bóng giống như vỏ trứng bằng ngọc, hoàn toàn không lộ ra các vị trí của mắt mũi miệng ở phía trên, toàn bộ chỉ có duy nhất một mặt phẳng. Tuy rằng, vì vậy mà hoàn toàn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Tên Ngọc Tu La này, nhưng mà nhìn vào khí tức tỏa ra từ trên người nàng và cặp sừng cong màu tím ở trên đỉnh đầu của nàng đã khẳng định nàng là hoàng tộc Tu La, không thể nào sai được. Người của Tu La cũng có thể tham gia trận chiến thần sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều càng khiến cho hắn để ý hơn chính là, không biết Ngọc Tu La này có phải là Ngọc Tu La thật sự hay không, bởi vì hiện tại người duy nhất có thể dùng ba chữ này, chỉ có nữ hoàng của tộc Tu La nếu như đây thực sự là nữ hoàng của tộc Tu La, vậy thì thú vị rồi đây. Ánh mắt của Hàn Sâm vẫn luôn chăm chú theo dõi trận chiến này, ly hỏa đại đế chưa từng gặp tộc Tu La, nàng chỉ coi Ngọc Tu La như là một dị sinh vật bình thường mà đối đãi, vừa đi lên đã lập tức vung Ngọc Thủ lên, ngọn lửa cuồn cuộn giống như một con rồng muốn nuốt chừng Ngọc Tu La vào trong. Ngọc Tu La nhìn con rồng lửa nhưng lại không có một chút dao động nào, nàng để mặc cho rồng lửa nhấn chìm mình, thế nhưng đợi đến sau khi rồng lửa tản ra, thì lại phát hiện Ngọc Tu La vẫn đứng tại chỗ như cũ, trên người không hề bị tổn hại đến một cọng lông nào. Sắc mặt của ly hỏa đại đế có hơi thay đổi, nàng lộ ra một chút thức giận đưa tay bắt lấy một cái, một viên ly hỏa châu lập tức lơ lửng ở bên trên lòng bàn tay của nàng. Ly hỏa châu vừa mới xuất hiện, thì ngay lập tức hệt như là mặt trời thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, mang theo khí thế hủy diệt cả thiên địa lao vọt về phía Ngọc Tu La, ngọn lửa khủng khiếp như vậy, kể cả là ngăn cách qua tấm bia võ đạo, thì cũng đều khiến cho lòng người cảm thấy có phần không rét mà run. Cuối cùng Ngọc Tu La cũng đã chuyển động, nàng khẽ nâng Ngọc Thủ lên, sau khi đưa lên tới ngực thì vung lên về phía ly hỏa châu giống như một con dao. Trong phút chốc sức mạnh vô hình giống như một lưỡi dao chém ra ngoài, chỉ một giây sau tất cả mọi người đều sợ hãi phát hiện ra, vậy mà ly hỏa châu đã bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người đều hốt hoảng trợ chừng hai mắt, cũng có rất nhiều người sợ hãi đứng bật dậy. Sức mạnh phi thiên, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà thốt lên thành tiếng. Cho dù là bán thần nhân loại hay các dị linh và dị sinh vật của Tí Hộ Sở, thứ tư thì sức mạnh phi thiên cũng đều vô cùng nổi tiếng, nhưng mà sức mạnh phi thiên chỉ tương ứng với một người duy nhất, đó chính là Đại La Sát Thần. Ngoại trừ Đại La Sát Thần ra, mặc dù người của La gia cũng tu luyện sức mạnh phi thiên, tuy nhiên lại đều không đạt được đến trình độ làm cho người ta phải sợ hãi. Nếu như sức mạnh phi thiên không liên quan đến Đại La Sát Thần, thì cũng sẽ không khiến cho người ta có cảm giác khủng khiếp đến như vậy. Hôm nay người tên là Ngọc Tu La, không biết lai lịch này lại có thể sử dụng sức mạnh phi thiên để chém đứt hạch gen của ly hỏa đại đế nếu như không phải tất cả đều biết đại la sát thần không thể nào là phụ nữ thì có lẽ còn thật sự cho rằng đây chính là đại la sát thần cải trang để đến đây tham gia chiến đấu sắc mặt của ly hỏa đại đế vô cùng khó coi hạch gen bị hủy nàng đã bị thương hơn nữa lại còn nhìn thấy được sức mạnh phi thiên kinh khủng như vậy thì trong lòng có hơi kiêng rè không tiếp tục chiến đấu cùng với ngọc tu la nữa mà trực tiếp lựa chọn rút lui khỏi chiến trường sau khi Ngọc Tu La giành được chiến thắng thì cũng lập tức rút khỏi hội trường của trận chiến thần, xong lại dẫn đến những tranh cãi lớn. Ngay cả dị linh và dị sinh vật cũng đều đang xôn xao bàn tán, muốn biết rốt cuộc lai lịch của Ngọc Tu La là như thế nào. Nhưng mà ngoại trừ nhân loại ra thì có quá ít sinh vật biết rõ về tộc Tu La, lại cũng không biết có một nữ hoàng Tu La tên là Ngọc Tu La, cho nên việc thảo luận rồi cũng chẳng đưa ra được kết quả gì cả. Nhưng Hàn Sâm thì đã khẳng định được đó chắc chắn là dòng dõi Ngọc Tu La chỉ là không biết người đó có phải chính là bản thân nữ hoàng của Tu La hay không. Hàn Sâm lại nhìn vào biểu đồ đối chiến một chút, hắn phát hiện nếu như mình có thể thắng liên tục 6 trận, vậy thì trận thứ 7 sẽ đối đầu với Ngọc Tu La đó. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Ngọc Tu La cũng có thể thắng được 6 trận liên tiếp. Đây cũng là một chuyện tốt, ta muốn nhìn xem năng lực của dòng dõi Ngọc Tu La mạnh như thế nào, để tránh cho sau này lúc Tiểu Nghiên thật sự đối đầu với dòng dõi Ngọc Tu La sẽ phải chịu bất lợi. Trong lòng Hàn Sâm đang âm thầm suy nghĩ nhưng mà muốn đối chiến với ngọc tu la thì trước tiên hàn sâm phải vượt qua được cửa ải lục đạo này mới được hai ngày liên tiếp hàn sâm nhìn thấy rất nhiều cường giả khủng bố xuất hiện chỉ có điều bởi vì sinh vật tham gia chiến đấu vô cùng nhiều vậy nên ngoại trừ trận chiến của ly hỏa đại đế và ngọc tu la thì hàn sâm vẫn còn chưa từng nhìn thấy sự va chạm của cường giả siêu cấp thật sự cuối cùng đến ngày thứ ba của trận chiến thần hàn sâm nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm thì lập tức biến thân thành đế linh siêu cấp đi vào trong hội trường của trận chiến thần từ bia võ đạo ngày hôm nay hội trường có cực kỳ nhiều sinh vật hơn nữa đều tập trung ở phía trước của một trong số những võ đạo trường không thể nghi ngờ một chút nào đó chính là địa điểm tỉ thí của kim tệ và lục đạo cũng có nhiều sinh vật đang ở trong võ đạo trường của từng tí hộ sở chăm chú quan sát trận chiến đấu này thông qua bia võ đạo thần b thực sự là thần bi sau khi nhân loại nhìn thấy một bóng người tiến vào chiến trường thì lập tức ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên quả nhiên là thần b hắn thật sự tới rồi lần này có cho hay để xem rồi thật sự rất hy vọng thần b có đủ khả năng để chiến thắng được lục đạo đại đế có cơ hội thần b vậy mà đã từng giết chết được diệt thế chi lang tuyệt đối không phải là người yếu kém đâu rõ ràng là kim tệ đã chém giết được diệt thế chi lang đó lục đạo đại đế muốn dễ dàng thăng tiến vào vòng kế tiếp thì chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy người nói cái gì đó cho dù đối thủ có là ai thì lục đạo đại đế cũng đều sẽ vô địch ta cũng thấy khả năng chiến thắng của lục đạo đại đế khá lớn dù sao hắn cũng đã từng là cường giả tuyệt thế đứng ở vị trí thứ hai hơn nữa hắn tự phá hủy rồi tái tạo lại hạch ghen lại trèo lên vị trí đại đế một lần nữa nhất định sẽ mạnh mẽ hơn so với trước đây khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì lại nhìn thấy một bóng người khác tiến vào bên trong chiến trường cả người hắn mặc áo xanh cây kiếm trong tay giống như một cây gậy gỗ màu đen cứ như vậy đi tới từng bước một mặc dù không có động tĩnh gì long trời lở đất thế nhưng lại khiến cho ánh mắt của mọi người khó có thể kiềm chế được sự tập trung lên trên người hắn giống như ở, trên người hắn có kèm theo một chiếc đèn pha chiếu rọi rất hiệu quả làm cho người ta không thể nào rời được tầm mắt ra khỏi người hắn, so với bất kỳ minh tinh nào lên sân khấu, cũng càng khiến cho người ta khó mà di chuyển tầm mắt được. Hàn Sâm nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước tới trước mặt mình, hắn đã sớm nhận ra đó chính là Lục Đạo Đại Đế, chẳng qua Lục Đạo Đại Đế lại không hề nhận ra Hàn Sâm. Lục Đạo đã từng nhìn thấy thân thể nguyên bản của Hàn Sâm, nhưng hắn lại chưa từng thấy trạng thái Đế Linh siêu cấp của Hàn Sâm. Vì vậy đương nhiên sẽ không nhận ra hắn, người rất mạnh. Lục Đạo Đại Đế đi tới vị trí cách Hàn Sâm 10 mét thì ngừng lại, sau khi quan sát Hàn Sâm một lúc thì mới lên tiếng. Lục Đạo vừa nói ra lời này đã khiến cho những con người đang xem trận chiến vô cùng vui vẻ, một nhân loại có thể được bán thần cao nhất công nhận, bản thân điều này đã được coi như là một loại vinh quang rồi. Mà sau khi nghe thấy lời này thì trong lòng những dị sinh vật và dị linh biết rõ Lục Đạo Đại Đế, lại cảm thấy hoảng sợ, bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Lục Đạo Đại Đế người khác khen ngợi đối thủ mạnh cũng không có nghĩa là đối thủ thực sự mạnh nhưng mà lục đạo đại đế đã nói đối thủ mạnh vậy thì nhất định là thật sự mạnh mẽ hơn nữa còn chắc chắn không phải là sức mạnh bình thường cảm ơn đã khen ngợi hàn sâm bình tĩnh nói nhưng ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người lục đạo đại đế hàn sâm hiểu rất rõ về lục đạo đại đế hơn nữa hắn còn đã từng được học kiếm pháp của lục đạo đại đế chỉ có điều sự tâm kiếm đạo mà hắn luyện thành cũng không hề kém hơn là bao mà năm kiếm pháp còn lại thì hắn hoàn toàn không luyện thực ra chẳng qua là lúc lục đạo đại đế đi vào chiến trường đã sử dụng tâm kiếm đạo nhìn thấy hàn sâm hoàn toàn không bị tâm kiếm đạo của hắn ảnh hưởng cho nên mới nói hàn sâm rất mạnh kiếm ý của bản thân hàn sâm đã đột phá đến tận chân trời đương nhiên sẽ không bị tâm kiếm đạo của lục đạo đại đế ảnh hưởng vậy nên điều ấy đã khiến cho lục đạo đại đế xuất hiện một chút hiểu lầm ở một vài phương diện lục đạo đại đế khẽ lắc đầu nhưng không nói gì nữa hắn mở bao kiếm ở trong tay ra trực tiếp đâm một kiếm về phía hàn sâm không có lời dạo đầu cũng không có cách thức mở đầu chiêu kiếm đó rõ ràng làm cho người ta vô cùng phẫn nộ thế nhưng thường sẽ làm cho người ta nhìn mà không hiểu nổi xem ra đối với người khác chiêu kiếm này cũng chỉ là một chiêu kiếm đâm tới quá bình thường đã là người từng luyện kiếm hay cho dù là người chưa từng luyện kiếm thì cũng đều có có thể sử dụng chiêu này bởi vì vốn dĩ cái này cũng chỉ là trực tiếp đâm thanh kiếm ra mà thôi thế nhưng mà một chiêu kiếm bình thường này xuất ra từ trong tay của lục đạo đại đế lại có chút khác biệt cũng không phải là về mặt chiêu thức có cái gì huyền bí cũng không phải là sức mạnh ẩn chứa ở trên thân kiếm mạnh mẽ đến mức nào mà là ở tại kiếm ý của chiêu kiếm này tâm kiếm đạo duy ngã duy tâm mà thiên đạo kiếm ở trong kiếm pháp của lục đạo kiếm kiếm đạo mượn sức mạnh của thiên địa chiêu kiếm này đâm tới hoàn toàn không có chút huyền diệu nào nhưng mà lại là sức mạnh của đất trời âm thầm hợp nhất mượn sức mạnh của thiên địa vào một thân kiếm người bên ngoài nhìn vào chỉ là một chiêu kiếm bình thường Thế nhưng ở trong mắt Hàn Sâm và một số cao thủ, thì lại nhìn thấy toàn bộ thiên địa đều đang đè nén Hàn Sâm. Tất cả thiên địa đều là kiếm, vốn dĩ không có chỗ nào có thể trốn thoát mà, cũng không có cách nào có thể đánh bại được, một chiêu kiếm này có thể coi là đã sử dụng kiếm pháp lên đến cực điểm. Mặc dù Hàn Sâm có tên là Thiên Kiếm, thế nhưng mà hắn biết rõ kiếm thuật của lục đạo mới thật sự là Thiên Kiếm, hắn chỉ là một người phàm trần có kiếm thuật khá tốt mà thôi, căn bản không xứng với cái tên Thiên Kiếm quả nhiên lục đạo đại đế lại trở nên đáng gờm hơn rồi nếu như bây giờ lục đạo đối đầu với vị đó đúng thật là ai thắng ai thua vẫn còn khó mà nói được rõ ràng chủ nhân của thiên ngoại nhìn thấy chiêu kiếm đó thì không nhịn được tán thưởng nói chủ nhân của thần vực ở bên trong tí hộ sở thần vực nhìn thấy chiêu kiếm này thì cũng khẽ nhíu mày quả nhiên lục đạo đại đế danh bất hư truyền truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Một người có thực lực kém hơn một chút sẽ không có cảm nhận gì đối với chiêu kiếm này, nhưng mà những sinh linh có thực lực vô cùng mạnh mẽ kia, bản thân thay vào vị trí đối đầu với lục đạo đại đế, kia thì sắc mặt đều sẽ biến sắc, bị chiêu kiếm này làm chấn động đến khí thế, xuất hiện cảm giác khó có thể xứng đôi được. Một đám cường giả đều nhìn hàn sâm, muốn xem hắn sẽ làm như thế nào để phá giải được chiêu kiếm này, của lục đạo đại đế. Thần B không bị sao chứ? Đường chân lưu nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù hắn không am hiểu về kiếm thuật, tuy nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được một chút loại áp lực này, không nhịn được hỏi. Cố Khuynh Thành ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng, mặc dù chiêu kiếm này của Lục Đạo Đại Đế rất mạnh, nhưng mà có lẽ cũng không làm hắn bị thương được đâu. Vì sao? Đường Chân Lưu vừa mới hỏi ra lời này thì chiêu kiếm đó của Lục Đạo cũng đã đâm tới trước mặt Hàn Sâm. Thánh quang lóe lên ở trên người Hàn Sâm, hắn giơ một ngón tay lên búng về phía thân kiếm của Lục Đạo kiếm. Lục Đạo kiếm bị hắn búng ngón tay một cái, bị rung động lệch khỏi quỹ đạo đâm tới sát bên cạnh thân thể của Hàn Sâm, không làm cho hắn bị tổn thương một chút nào cả. Chủ nhân của Thiên Ngoại và nhóm cường giả cũng đều lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, những sinh vật bình thường không thể cảm nhận được sự huyền diệu đó, trong chiêu kiếm của Lục Đạo Đại Đế thì cũng thôi đi, nhưng cường giả siêu cấp lại biết rất rõ việc muốn dùng ngón tay để hất văng Lục Đạo kiếm ra khó khăn đến mức nào. Thiên Đạo kiếm mượn khí thế của thiên địa vào trong một thân kiếm, cái búng tay đó giống như là đối địch với khí phách của thiên địa, ngay cả thiên địa cũng có thể đánh văng ra được. Điều này chứng tỏ sức mạnh của cái búng tay này, mạnh mẽ đến mức thiên địa phải chịu thua cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh của cái búng tay này, hơn nữa muốn ra tay búng kiếm thì nhất định phải phá tan được kiếm ý của thiên địa quy lại thành một, nếu như không phá được kiếm ý thì người ở trong thiên địa làm sao có thể bắn văng được thiên địa. Một cái búng kiếm này của Hàn Sâm, quả thật làm kinh động đến rất nhiều cường giả siêu cấp, ngay cả cường giả siêu cấp như chủ nhân của thiên ngoại cũng lộ ra vẻ kích động. Nhưng mà sự thật cũng không quá huyền diệu giống như suy nghĩ của bọn họ, bản thân kiếm ý của Hàn Sâm đã tăng nhanh như gió bởi vì núi đá vết kiếm lần trước cũng đã không thua kém gì lục đạo nữa rồi nếu chỉ nói về kiếm ý thậm chí còn ở trên cả lục đạo vậy nên kiếm ý của lục đạo cũng không có chút ảnh hưởng gì đến hắn mà cái áp lực của khí phách thiên địa ngưng tụ cùng trên thân kiếm đó nói thẳng ra cũng không phải sức mạnh thực sự cũng chỉ là mượn khí thế của thiên địa mà thôi nhưng mà cái thứ khí thế này vốn dĩ chẳng có tác dụng gì đối với trạng thái đế linh siêu cấp của hàn sâm cho nên dưới cái nhìn của những cường giả siêu cấp đó thì chiêu kiếm kia có vẻ vô cùng khủng khiếp nhưng ở trong mắt Hàn Sâm thì lại chẳng khác gì một người bình thường, chỉ cần có đủ sức mạnh thì muốn chống đỡ được cũng không có gì quá khó khăn. Ghen thần siêu cấp của Hàn Sâm đã tràn đầy, bản thân sức mạnh cũng hoàn toàn không thua kém lục đạo, búng tay đánh văng ra cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Chẳng qua là lọt vào trong mắt của những cường giả siêu cấp khác, thì một cái búng tay này của Hàn Sâm lại vô cùng chấn động. Hay, lục đạo khẽ khen ngợi một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn và cùng nhiệt. Hàn Sâm búng tay đánh văng chiêu kiếm này của hắn, trái lại làm cho hắn lại càng thêm hứng thú trở tay lại là một chiêu kiếm đâm ra hoàn toàn khác biệt với chiêu kiếm vừa rồi chiêu kiếm này đâm ra khiến cho cơ thể của tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều run lên giống như chính mình bị nhát kiếm kia đâm chúng vậy hàn sâm nhận ra được chiêu kiếm này đây chính là linh kiếm đạo bên trong lục đạo kiếm pháp cái gọi là linh kiếm đạo không đề cập đến linh thể mà có ý nghĩa là sinh linh chiêu kiếm này nổi tiếng là không có chiêu thức một kiếm đâm ra có thể thẳng đến linh hồn của vạn sự sống người hiểu rõ khuyết điểm của mình nhất mãi mãi là chính bản thân mình linh kiếm đạo tấn công tâm hồn của con người mặc dù chỉ là một chiêu kiếm nhưng khi lọt vào ánh mắt của các sinh linh khác nhau thì lại có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau khi tất cả sinh linh nhìn thấy chiêu kiếm này dường như nó đã đâm vào chỗ hiểm đáng sợ nhất của bọn họ ngay cả những sinh linh đang xem cuộc chiến kia cũng đều không kiềm chế được muốn né tránh hoặc đón lấy ngăn chặn nó lại vô cùng hoảng loạn một số người có ý chí tương đối kém đã giật mình rồi gương mặt tái mét bọn họ đứng sững sờ ở đó, giống như chính bản thân mình bị kiếm đâm chúng há hốc mồm hộc ra phun ra máu tươi. Những cường giả siêu cấp có ý chí kiên định giống như chủ nhân của thiên ngoại thì sắc mặt cũng có chút hơi thay đổi, rõ ràng trong lòng đã bùng lên một cơn sóng dữ. Kiếm pháp thật sự quá lợi hại, không ngờ vậy mà trong số các dị linh lại có cao thủ kiếm đạo như vậy. Cố Khuynh Thành khen ngợi nói, đây là kiếm pháp quỷ quái gì vậy? Rõ ràng hắn đâm về phía kim tệ, nhưng tại sao ta tại có cảm giác dường như, hắn muốn đâm thẳng vào lồng ngực của ta vậy chứ sắc mặt của vương vũ hàng có chút hơi khó coi lên tiếng đây là một loại kiếm đạo thẳng đến linh hồn của hàng vạn sinh linh thay vì nói là hắn đang sử dụng kiếm pháp chi bằng nói là tự chúng ta đang khống chế thanh kiếm của hắn đâm vào nhược điểm mà chúng ta sợ hãi nhất cố khuynh thành nói lại còn có chuyện như vậy sao đường chân lưu nghe thấy thế thì hai mắt trợn trừng lên cảm thấy thật sự khó mà tin nổi lâm phong và kinh cực vụ đều đăm chiêu giống như đang suy nghĩ gì đó cuối cùng kinh cực vụ cũng lên tiếng nói cách khác thật ra lúc này kim tệ đang chiến đấu với chính bản thân mình lục đạo kiếm là do kim tệ đang tự mình khống chế hơn nữa ngược lại còn đâm vào chỗ hiểm của hắn sao không sai cho dù là một sinh linh hùng mạnh đến mức nào thì cũng đều sẽ có nỗi sợ hãi sự sợ hãi sẽ làm cho cảm xúc trở nên tiêu cực ví dụ như một người bị thương ở bàn tay trái của mình người ngoài sẽ không biết tay trái của hắn có vết thương nhưng chính bản thân hắn sẽ vô thức sợ va chạm vào bàn tay trái từ đó làm cho chính mình xuất hiện sự hoảng sợ mà cái kiểu hoảng sợ này sẽ khởi động lục đạo kiếm đâm vào bàn tay mà chính hắn coi là điểm yếu của mình nói cách khác kẻ địch sẽ chủ động phơi bày nhược điểm của chính bản thân mình ra trước mặt lục đạo thậm chí còn là tự mình giết mình kiếm pháp như vậy có thể sử dụng được ở trong thời đại của ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay cố khuynh thành thản nhiên nói thì ra là như vậy thật sự là một kiếm pháp vô cùng đáng sợ đường chân lưu khen ngợi nói mà lúc những này những cường giả siêu cấp có hiểu biết về linh kiếm đạo, đều đang nhìn chằm chằm Hàn Sâm, bọn họ đều muốn nhìn xem Hàn Sâm sẽ phá giải chiêu kiếm này như thế nào. Cho dù có bị tấn công vào chỗ sơ hở thì bản năng của sinh vật cũng đều sẽ né tránh, bình thường linh kiếm đạo rất khó có thể một đòn mà giết được kẻ địch, trừ khi ý chí của đối thủ quá yếu kém, không có ý thức phản kháng, nếu không thì muốn né tránh linh kiếm đạo cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Điều đáng sợ nhất của linh kiếm đạo chính là ở chỗ sẽ làm cho đối thủ để lộ ra sơ hở và thiếu sót của bản thân chứ không phải là trực tiếp giết chết đối thủ chủ nhân của thiên ngoại và nhóm cường giả cũng đều không cho rằng một cường giả như kim tệ lại có năng lực ý chí yếu kém như thế vì vậy chiêu kiếm này đã được định trước không thể nào làm tổn thương được kim tệ thứ mà bọn họ càng muốn nhìn thấy hơn chính là những sơ hở mà kim tệ để lộ ra sẽ là cái gì lỡ như kim tệ chiến thắng hoặc là sau này bọn họ trở thành kẻ địch của kim tệ lúc muốn cùng chiến đấu một trận với kim tệ thì sẽ biết rõ điểm sơ hở của kim tệ, đương nhiên chẳng có mất mát gì mà lại vô cùng có lợi cho bọn họ. Tất cả mọi người đều đang ôm suy nghĩ như vậy quan sát Hàn Sâm, muốn xem hắn sẽ đối phó như thế nào. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả bước chân của hắn cũng không hề nhúc nhích, hắn lại tiếp tục búng một ngón tay lên trên thân kiếm, một lần nữa đánh văng lục đạo kiếm ra ngoài, làm cho nó đi lệch khỏi quỹ đạo. Tất cả mọi người đều lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể nào tin được, kim tệ vậy mà lại không có bất cứ phản ứng gì, cũng không để lộ ra bất cứ nhược điểm hay sơ hở nào cả. Quả thật chuyện này làm cho người ta không thể nào tin nổi. Có thể xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng. Một là suy nghĩ của kim tệ đã trở nên mạnh mẽ đến mức không hề sợ hãi, cũng không có cảm xúc tiêu cực nào cả. Thế nhưng chỉ cần là sinh vật thì đều sẽ có cảm xúc tiêu cực. Tình huống như thế gần như không thể nào xảy ra được, trừ khi là thần có trí tuệ và tài năng toàn diện, thì mới có thể thật sự không lo sợ gì cả. Còn có một tình huống khác chính là cơ thể của kim tệ đã 10 phân vẹn 10, vốn dĩ không hề có một chút sơ hở và nhược điểm nào đáng nói đương nhiên cũng chẳng có cái gì để có thể phơi bày ra cả bất kể là loại tình huống nào đều làm cho bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng và khó mà chấp nhận được cho dù là kiểu tình huống như thế nào thì cũng đều không nên xuất hiện trên thân thể của một sinh mạng không phải là thân thánh sau đó sự thật cũng không có phức tạp giống như bọn họ tưởng tượng trạng thái đế linh siêu cấp của hàn sâm không thể nào bị nhấn chìm bởi bất cứ phương pháp nào có thể miễn dịch với tất cả trạng thái tiêu cực cho dù là tâm đạo kiếm, âm đạo kiếm hay là linh kiếm đạo, thì cũng đều không có tác dụng thực sự đối với trạng thái đế linh siêu cấp. Cho nên người ở bên ngoài nhìn thấy kiếm pháp quỷ thần khó lường, nhưng đối với Hàn Sâm thì cũng chỉ là một nhát đâm vô cùng bình thường mà thôi. Hàn Sâm vô cùng quen thuộc với Lục Đạo, hắn biết rõ thứ có thể thật sự tạo nên uy hiếp với hắn, cũng chính là huyết đạo kiếm và mệnh đạo kiếm, bên trong kiếm pháp của Lục Đạo kiếm mà thôi. Cuộc chiến giữa hắn và Lục Đạo đại đế đến lúc này coi như mới thật sự bắt đầu dường như lục đạo đại đế cũng đã nhận thấy cơ thể của hàn sâm có chút hơi khác biệt hắn đã sử dụng ba loại kiếm pháp mà cũng không có tác dụng thực sự đối với hàn sâm ánh mắt từ điên cuồng đã chuyển thành sự bình tĩnh người thật sự quen thuộc với lục đạo đều biết cái kiểu bình tĩnh này có ý nghĩa như thế nào một người sử dụng kiếm thì trạng thái hưng phấn tuyệt đối không phải là tâm trạng tốt nhất để sử dụng kiếm lúc lục đạo đại đế gặp được đối thủ có thể làm cho đôi mắt hắn bừng sáng thì sẽ có cảm giác hào hứng thế nhưng khi gặp được đối thủ thật sự thì hắn sẽ lại trở nên vô cùng bình tĩnh khi đó lục đạo đại đế mới chính là một người kiếm chân chính thanh kiếm trong tay lục đạo đại đế đã đông cứng lại không nhúc nhích mà trên gương mặt hắn lại bắt đầu xuất hiện một tia ửng hồng khác biệt dường như máu trong toàn bộ cơ thể hắn cũng đã sôi trào lên làm cho người ta cảm thấy thân thể của hắn giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào ra trong một thời hạn nào đó ngược lại với sự đối lập rõ ràng đó lại là một đôi mắt giếng cạn không có sóng không buồn cũng không hề vui một chút nào Vẻ mặt của Hàn Sâm có hơi nghiêm trọng một chút, hắn biết rõ bây giờ trận chiến đấu thực sự mới bắt đầu, hắn không thể nào tiếp tục sử dụng thủ đoạn bất chính để đối đầu với huyết đạo kiếm của Lục Đạo Đại Đế được nữa, nhất định phải lấy thực lực của bản thân để đối phó. Hàn Sâm hít một hơi thật sâu để cho sức mạnh toàn thân chuyển động vòng quanh, hình thành lên hai chu kỳ cứng rắn và mềm mại rõ rệt. Đại âm dương từ lực pháo cộng với hai chu kỳ làm cho Hàn Sâm có thể đồng thời khống chế được cả hai sức mạnh dương cương và âm nhu, Hàn Sâm đã học được rất nhiều kỹ xảo nhưng trừ kiếm pháp thì thứ hàn sâm chỉ có thể dùng bây giờ là đại âm dương từ lực pháo do bạch dịch sơn sáng tạo và được hàn sâm cải tiến. đây là một kỹ thuật vượt qua hạch gen, một đường lên thiên đường và một đường xuống địa ngục. nó sử dụng sự tuyệt vời tập trung toàn tâm toàn ý. nếu như vận dụng tốt có khả năng sẽ vượt qua khỏi hạch gen mạnh nhất trên thế giới. còn nếu như vận dụng không tốt thì đừng nói đến việc làm cho kẻ địch bị thương, ngược lại còn có thể làm cho chính mình bị tổn thương trước tiên. lúc trước đại âm dương từ lực pháo đã bị liên minh xếp vào kỹ năng bị cấm cũng bởi vì cách sử dụng của nó vô cùng nguy hiểm, mà phương pháp tu luyện cũng không phải là quá khó khăn. Thanh kiếm giống như một con chim yến mùa thu nghiêng nghiêng lướt qua ở tầng thấp của bầu trời, trong nháy mắt đã đâm tới trước mặt Hàn Sâm, loại vũ lực nhanh chóng này, cùng với sự tĩnh lặng hoàn mỹ hòa hợp tạo thành một kiếm pháp, chỉ cảm nhận bằng mắt, thường cũng làm cho người ta có cảm giác chấn động vô cùng lớn. Cho dù là người không hiểu về kiếm đi chăng nữa, thì cũng có thể thấy được chiêu kiếm này nhanh chóng, tàn ác chuẩn xác, ổn định, bốn hạng mục tiêu chuẩn đều đã đạt đến giới hạn cao nhất. Trong tay Hàn Sâm không có kiếm, mà cho dù có kiếm thì Hàn Sâm cũng không ý định so đấu kỹ năng kiếm với Lục Đạo. Mặc dù kiếm pháp của Hàn Sâm không thua kém gì Lục Đạo, nhưng mà thật sự so đấu kiếm thuật thì Hàn Sâm cũng chỉ có 40% chiến thắng, đây chính là sự khác nhau giữa sự không chuyên và chuyên nghiệp. Thực tế bản thân kiếm pháp mà Hàn Sâm am hiểu cũng không thể coi là kiếm pháp, thanh kiếm lại càng giống như một phương tiện của hắn hơn. Cho dù có thay đổi các loại vũ khí giao súng thì cũng đều giống nhau cả. Thế nhưng đối với Lục Đạo mà nói thì thanh kiếm chính là thanh kiếm, không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, chỉ có duy nhất kiếm mà thôi. Đối mặt với kiếm pháp cực hạn của Lục Đạo, Hàn Sâm lại không hề tránh né, mặc dù hắn không có kiếm tâm nhưng lại không hề thiếu ý chí chiến đấu, có kiếm hay không đối với hắn cũng không có gì quan trọng, nhưng mà niềm tin chiến thắng được Lục Đạo vẫn vững vàng như trước không thể nào phá vỡ được. Hắn búng ngón tay một cái, trong phút chốc sức mạnh được nuôi dưỡng ở trong đại âm dương từ lực pháo đã bắn lên trên thân kiếm của lục đạo kiếm mạnh mẽ bắn lục đạo kiếm lệch ra khỏi ba tấc kiếm tâm của lục đạo tuyệt đối bình tĩnh thế nhưng kiếm pháp thì lại điên cuồng phun trào giống như một ngọn núi lửa lại vừa giống như biển động từng đợt sóng sau cao hơn sóng trước nhanh rồi lại càng nhanh hơn hung ác rồi lại càng hung ác hơn chuẩn xác rồi lại càng chuẩn xác hơn ổn định rồi lại càng ổn định hơn từng chiêu kiếm của lục đạo kiếm đưa ra càng lúc lại càng điên cuồng hơn càng lúc lại càng mạnh mẽ hơn sau đó gần như đã không thể nhìn thấy lục đạo kiếm và thân thể của nó, chỉ thấy từng đợt kiếm quang đan xen giống như những tia chớp đánh vào bốn phía Hàn Sâm, lóe lên không ngừng, tầng tầng lớp lớp kiếm quang lưu lại chồng chất bóng dáng của thanh kiếm trong đáy mắt. Hàn Sâm đứng ở bên trong chiến trường, hai tay hắn nhanh chóng vung lên, mười ngón tay búng lên một cái, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của thanh kiếm kia với những ngón tay vang lên không ngừng, ở bên tai, cuối cùng đã hợp lại thành một vùng, vốn dĩ không thể biết rõ được thanh kiếm đã va chạm với những ngón tay kia bao nhiêu lần hô hấp của tất cả mọi người đều đã dừng lại giống như chỉ cần họ hít thở một chút thôi thì sẽ bỏ lỡ trận quyết đấu chấn động này bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một hình ảnh nào cả sinh linh ở trên khán đài lớn của trận chiến thần này nhiều vô số kể nhưng lại yên lặng đến mức ngay cả một chút âm thanh cũng không hề có giống như lúc này ở trong trời đất cũng chỉ còn lại tiếng va chạm giữa trận giao tranh thôi vậy kiếm pháp thực sự quá lợi hại mưu tính thực sự quá mạnh mẽ hư lô đại đế hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói tu di đi theo bên cạnh hư lô đại đế lại có chút ngạc nhiên hỏi cha mưu kế gì chứ kiếm pháp của lục đạo vô cùng lợi hại đương nhiên tu di có thể nhìn ra được nhưng mà hư lô nói mưu kế gì đó thì hắn lại có chút không hiểu hư lô thở dài nói mưu kế cũng không phải là một nghĩa xấu kỹ thuật của kim tệ đó cũng không có chỗ nào đặc biệt cả nhưng mà sức mạnh khống chế và sự tính toán đã đạt đến giới hạn cao nhất kiếm pháp của lục đạo đại đế còn mạnh hơn cả trước đây bây giờ nếu như lại để cho ta đánh một trận với hắn thì chỉ sợ sẽ lại càng thua thảm hại hơn nhưng mà cho dù kiếm pháp có mạnh hơn thì cũng chỉ là một loại sử dụng sức mạnh bất kể là đâm chém hay là cắt thì cũng để sẽ có sự thay đổi phương hướng sử dụng sức mạnh mà kim tệ lại hoàn toàn nhìn thấy rõ được sự thay đổi sức mạnh kiếm pháp của lục đạo mỗi một cái búng tay đều sẽ bắn vào điểm mù của sức mạnh kiếm pháp nhìn có vẻ vô cùng nguy hiểm nhưng thực ra lại không hề có chút nguy hiểm nào cả như vậy chẳng phải đang nói kim tệ đã nắm giữ được nhược điểm kiếm pháp của lục đạo đại đế sao? Tu Di lộ ra vẻ xúc động nói. Không, cái đó cũng không phải là nhược điểm. Trên đời này không có sức mạnh bất khả chiến bại, cũng giống như một thanh kiếm. Người muốn làm cho nó trở nên cứng rắn vậy thì sẽ làm thiếu đi sự dẻo dai. Đây không phải là chỗ thiếu sót mà là quy luật tự nhiên. Chẳng qua là kim tệ chỉ sử dụng nó một cách thích hợp nhất, sử dụng sức mạnh phù hợp nhất. Hư lô đại đế nói. Tu Di nghe như hiểu mà cũng không hiểu, hắn không nhịn được lại hỏi, ta vẫn còn có một chút không hiểu, cái này khác với nhược điểm ở chỗ nào chứ?" Hư Lô Đại Đế cười miễn cưỡng lắc đầu, "Ta cũng không thể nói rõ ràng được, chỉ có thể nói kiếm pháp của Lục Đạo rất mạnh, nhưng mà dường như Kim Tệ đã nhìn thấu được kiếm pháp của hắn rồi." Lúc này rất nhiều cường giả đều đang bàn luận về trận chiến này của Hàn Sâm và Lục Đạo với vẻ mặt vô cùng khác nhau. Kim Tệ đang bí quá hóa liều, chỉ cần hắn có một chút hơi sai lầm thì sẽ lập tức chết dưới kiếm của Lục Đạo. Chủ nhân của Thiên Ngoại nhìn chằm chằm chiến thần nói, kỳ lạ chẳng lẽ kim tệ vô cùng quen thuộc với kiếm pháp của lục đạo sao nếu không làm sao hắn có thể phán đoán chính xác những thay đổi năng lực của lục đạo kiếm trong kiểu quyết đấu như thế này chứ chủ nhân của thần vực lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cố bán thần tình hình hiện tại như thế nào vương vũ hằng hoàn toàn không nhìn rõ được tình hình chiến đấu của hai người hắn không nhịn được nhìn về phía cố khuynh thành có uy quyền nhất rất nguy hiểm và đáng sợ cố khuynh thành nhíu mày nói người nào nguy hiểm đường chân lưu cũng hỏi một câu tới cùng Kim tệ, bây giờ hắn đang đánh cược, hơn nữa cược thắng 100 lần cũng chưa chắc có thể thắng được, nhưng thua một lần là không còn gì cả." Cố Khuynh Thành nói. "Đánh cược sao?" Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu nhìn Cố Khuynh Thành, thực ra Hàn Sâm và Lục Đạo quyết đấu quá nhanh, về cơ bản bọn họ cũng không nhìn rõ được tình hình cho lắm. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói, "Kiếm pháp của Lục Đạo Đại Đế đã đạt tới hóa cảnh, có thể nói là vương giả về kiếm, phát huy ưu thế, khắc phục nhược điểm." không cho đối thủ có bất cứ một cơ hội nào cũng không lộ một chút sơ hở nào cả thông qua việc không ngừng tích lũy làm cho bản thân càng lúc mạnh mẽ hơn cũng đẩy đối thủ dần dần rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đây mới thực sự là kiếm pháp không thể tháo gỡ được nói như vậy không phải là thần bê thua chắc rồi hay sao đôi mắt của vương vũ hàng trợn to hỏi lại cố khuynh thành lắc đầu một cái cái đó cũng không chắc chắn nếu đổi lại là những người khác thì có thể dùng năng lực để phá vỡ được kỹ thuật chỉ cần sức mạnh hoàn toàn có thể áp chế được lục đạo Đương nhiên kiếm pháp vương đạo sẽ bị phá hủy, nhưng mà chắc chắn với sức mạnh của Lục Đạo Đại Đế ở thời điểm hiện tại thì không có người nào có sức mạnh có thể hoàn toàn áp chế được hắn, chỉ sợ là tí hộ sở thứ tư thật sự cũng không tìm được mấy người, vậy nên Kim Tệ sử dụng một phương pháp khác chính là đang đánh cược với Lục Đạo. Đánh cược? Đầu óc của Vương Vũ Hàng vẫn vô cùng mơ hồ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu được những lời nói của Cố Khuynh Thành có ý gì. Cố Khuynh Thành nhìn lướt qua Hàn Sâm ở trên sân rồi nói, "Đúng chính là đánh cược kiếm pháp vương đạo chẳng cầu có công chỉ mong không có lỗi đánh bại đối thủ thông qua việc tích lũy từng bước một trên lý thuyết thì sẽ không để cho đối thủ tìm được bất cứ cơ hội sơ hở nào thế nhưng mà kim tệ lại mở ra một lối đi riêng không theo chiêu thức tìm kiếm sơ hở mà dựa vào sự bắt đầu chuyển động sức lực của kẻ địch kẻ địch tiến thì ta lùi kẻ địch lùi thì ta lại tiến vào phá giải kiếm pháp của lục đạo khiến cho lục đạo khó mà tích lũy được ưu thế đủ lớn cũng không thể dồn ép được kim tệ đến bước đường cùng cái này không phải rất tốt hay sao? Tại sao lại nói là đánh cược chứ? Đường Chân Lưu khó hiểu hỏi lại. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt lên tiếng, sức mạnh của kiếm pháp có muôn vạn biến hóa, đừng nói là một cao thủ kiếm đạo ở cấp độ của Lục Đạo Đại Đế, cho dù là một người kiếm bình thường thì các ngươi có thể phán đoán chính xác phương hướng biến hóa sức mạnh của đối phương sao? Đám người Đường Chân Lưu, trong phút chốc đều đã hiểu được vì sao Cố Khuynh Thành lại nói Kim Tệ đang đánh cược. Đối phương sử dụng sức mạnh của kiếm như thế nào thì cực kỳ khó khăn để có thể phán đoán được đặc biệt còn ở trong tình huống quyết đấu sống còn như thế này tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một thời gian cực ngắn của ánh lửa quả thực muốn hoàn mỹ đoán được phương hướng phát sinh sức mạnh của đối phương rồi sau đó đối phó thì vô cùng khó khăn có thể phán đoán chính xác thì có thể tháo gỡ được sức mạnh của lục đạo kiếm nhưng cái này cũng chỉ là làm loại bỏ sức mạnh của thanh kiếm mà thôi cũng không chắc chắn có thể chiến thắng được thế nhưng một khi phán đoán sai phương hướng sử dụng sức mạnh của đối phương thì có thể sẽ tự mình va vào lục đạo kiếm, kết cục hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Từ đầu đến cuối Hàn Sâm đều dùng ngón tay bắn vào bên cạnh thân kiếm của lục đạo kiếm, thuận tiện làm văng thanh kiếm ra. Những thứ khác cũng không bị tiêu hao sức lực quá lớn, nhưng mà đối với yêu cầu phán đoán sức lực, thì đòi hỏi cần có sức mạnh cao hơn rất nhiều. Ngay cả một sai lầm cũng không được phép phạm phải. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì Kim Tệ cũng sẽ có sai lầm. Tám chín phần người chiến thắng là lục đạo rồi, bây giờ sức mạnh của lục đạo lại càng khủng khiếp hơn hy vọng không gặp phải hắn trước khi đến top người thần tử một số cường giả thực sự gần như đều có thể nhìn ra được mối nguy của kim tệ lúc này đây là một cuộc đánh cược không thể nào thua được chẳng khác gì kim tệ chỉ có một cái mạng mà lục đạo lại có vô số cái mạng thời gian trôi qua từng giây từng phút trận chiến đấu vẫn cứ tiếp tục kéo dài thế nhưng mà vẻ mặt của những cường giả siêu cấp đang xem cuộc chiến đấu lại dần dần thay đổi kỳ lạ tại sao mỗi lần hắn đều có thể phán đoán chính xác chứ chẳng lẽ sự hiểu biết của hắn đối với kiếm pháp của lục đạo kiếm cũng đã không thua kém gì bản thân lục đạo đại đế sao điều này không hợp lý sao mà vẫn luôn chính xác như vậy được chứ ngay cả một lần phán đoán sai lầm cũng không hề có quả thật kim tệ này quá kỳ lạ hắn sẽ không có được sức mạnh giống như sức mạnh phi thiên đây chứ chắc chắn mỗi lần đều có thể phán đoán chính xác đúng thật là không thể nào tưởng tượng nổi cùng với việc trận chiến vẫn đang tiếp tục thì những tiếng bàn luận cũng lại vang lên ngày càng nhiều hơn phần lớn bọn họ đều không thể nào hiểu được tại sao kim tệ có thể may mắn mãi như vậy được lúc nào cũng có thể đưa ra phán đoán vô cùng chính xác. Thú vị, Ngọc Tu La vẫn luôn nhìn vào Hàn Sâm, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng hứng thú. Tia sáng trong mắt Lục Đạo vẫn liên tục lóe lên giống như trước, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm có thể kiên trì được bao lâu. Huyết đạo kiếm đã sử dụng đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nào phá hủy được tuyến phòng thủ của Hàn Sâm. Tất cả mọi người đều nhìn đến mức hoa hết cả mắt, bọn họ đang suy đoán Hàn Sâm còn có thể kiên trì được thêm bao lâu nữa, thì đột nhiên nhìn thấy kiếm quang tràn ngập khắp bầu trời. Trong nháy mắt đã biến mất không còn nữa, Lục Đạo Đại Đế cũng thu kiếm lùi về phía sau không tiếp tục xuất kiếm nữa. Đúng thật là khả năng khống chế sức mạnh và mức độ phán đoán vô cùng lợi hại, trong số những sinh linh ta đã từng nhìn thấy thì ngươi là người đứng đầu." Lục Đạo Đại Đế nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm lại nhìn Lục Đạo Đại Đế im lặng không nói gì, bởi vì hắn biết rõ sự tấn công, mà hắn phải đối mặt tiếp theo sẽ lại càng khủng khiếp hơn, mệnh đạo kiếm của Lục Đạo Đại Đế lại càng nguy hiểm hơn rất nhiều so với huyết đạo kiếm. Nếu như nói huyết đạo kiếm là kiếm của vương đạo, vậy thì mệnh đạo kiếm thực sự là kiếm của sát giả. Kiếm của vương đạo còn có thể phán đoán được, nhưng kiếm của sát giả thì ngay cả khả năng phán đoán cũng không hề có, dù sao Hàn Sâm cũng không phải là một nhà tiên tri thực sự, hắn chỉ có năng lực phán đoán mạnh mẽ mà thôi. Toàn thân Lục Đạo Đại Đế dường như đã biến thành một người khác, bây giờ quả thật Lục Đạo Đại Đế giống như một con dã thú tràn đầy sự hoang dã và không thể nào đoán được. Người và kiếp hợp lại làm một, một chiêu kiếm đâm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cong ngón tay lại búng ra bắn lên thân kiếm của Lục Đạo kiếm một lần nữa, nhưng mà lúc này lại không thể làm văng Lục Đạo kiếm ra được, kiếm thế của Lục Đạo đại đế mạnh mẽ biến đổi, thế đâm biến thành thế chém, kiếm pháp điên cuồng gần như không thể nào tách ra được. Dường như Lục Đạo đại đế đã hóa thành một con thú giữ quấn lấy Hàn Sâm, lần lượt chém ra từ những vị trí không thể nào ngờ tới, đâm thẳng vào chỗ hiểm của Hàn Sâm, thanh kiếm cũng đang nhắm thẳng vào sinh mệnh của Hàn Sâm. Không có sự vững vàng, không có tích lũy, thậm chí còn không có chút tính toán nào, dường như từng chiêu kiếm trong đó đều không có chút liên quan nào với nhau vốn dĩ làm cho người ta không thể nào phán đoán được duy nhất chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu thánh quang màu trắng rực cháy điên cuồng bộc phát ở trên người hàn sâm hắn đã không thể nào phán đoán được kiếm thế của lục đạo nữa chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu đơn giản là dựa vào phản ứng chiến đấu ở ngay tại trường đấu hai người giống như hai con thú dữ viễn cổ đều đang tham gia vào cuộc chiến đấu nguyên thủy và nguy hiểm nhất hai người này thật sự quá đáng sợ chỉ vẻn vẹn dựa vào bản năng chiến đấu và phản ứng mà đã có thể chiến đấu được đến mức độ như thế này năng lực chiến đấu đều đã được tích hợp vào trong xương của bọn họ rồi hư lô đại đế tán thưởng nói kim tệ bắt đầu chiếm được ưu thế rồi chủ nhân của thần vực tự lẩm bẩm một mình không chỉ là chủ nhân của thần vực mà tất cả các cường giả siêu cấp đang xem cuộc chiến đầu đều phát hiện ra điểm này lúc lục đạo đại đế hoàn toàn buông thả bản thân mình sử dụng mệnh đạo kiếm trái lại dần dần bị kim tệ áp chế đã rơi vào thế bất lợi kim tệ thật lợi hại, rốt cuộc hắn đến từ đâu vậy chứ? Vẻ mặt của chủ nhân thiên ngoại cũng vô cùng nghỉ ngờ. Lúc lục đạo đại đế sử dụng mệnh đạo kiếm để áp chế hắn, trước đây chuyện như vậy mới chỉ có một sinh linh có thể vượt qua được. Hơn nữa, khi đó lục đạo cũng chưa mạnh mẽ như bây giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ hàn sâm tưởng rằng, đối đầu với mệnh đạo kiếm của lục đạo sẽ vô cùng vất vả. Dù sao mệnh đạo kiếm, cũng là tinh hoa kiếm đạo lĩnh ngộ được cả một đời của lục đạo đại đế sau khi thoát khỏi những chiêu thức ràng buộc, thì thứ còn sót lại chính là kiếm đạo lĩnh ngộ nguyên thủy nhất. Dựa vào năng lực lĩnh ngộ kiếm đạo của lục đạo đại đế, sử dụng được nó chắc chắn không phải là chuyện tâm thường. Đây là kiếm pháp duy nhất trong số những kiếm pháp của lục đạo mà Hàn Sâm đã từng được nghe lục đạo đại đế nói qua, nhưng mà cũng chưa từng được gặp kiếm pháp ấy bao giờ. Cũng không phải lục đạo đại đế không chịu cho hắn xem, mà là do mệnh đạo kiếm rất chú trọng đến người lĩnh ngộ, sự lĩnh ngộ của người bên ngoài và kiếm pháp thì cho dù là nhìn thấy cũng vô dụng. Hàn Sâm chỉ biết rõ là chiêu kiếm này rất mạnh, nhưng mà lại không biết nó mạnh đến mức nào, bây giờ vừa mới nhìn thấy, quả thật là sức mạnh vô cùng phi thường, thế nhưng ngược lại không có sự uy hiếp quá lớn đến Hàn Sâm giống như huyết đạo kiếm. Loại chiến pháp đơn thuần dựa vào phản ứng và đấu tranh vừa hay lại đúng là thứ mà Hàn Sâm am hiểu nhất, trước đây hắn không có được nhiều thuật hạch ghen cao siêu đến như vậy, chỉ đơn thuần là dựa vào bản năng và phản ứng chiến đấu của mình. Lục Đạo lĩnh ngộ một cách phi thường nhưng năng lực chiến đấu của Hàn Sâm cũng không hề yếu kém, hơn nữa hắn lại còn có ưu thế của động huyền khí chàng, sau khi càng kéo dài chiến đấu thì trái lại Hàn Sâm đã chiếm được lợi thế. Nhìn thấy Kim Tệ đã dần ngăn chặn được Lục Đạo, tất cả các cường giả đang xem đều ngơ ngác. Hàn Sâm búng ra 10 ngón tay lại đồn ép Lục Đạo không thể nào không lùi lại, càng lúc càng không thể có cơ hội đánh trả lại. Một ngón tay khéo léo lướt qua giống như lưỡi dao, trên gương mặt của Lục Đạo đại đế hiện lên một vết máu, từng chút máu tươi bay vào không trung để lộ ra vẻ đỏ thẫm khác thường. Đáng sợ, thật là đáng sợ, rốt cuộc kim tệ này là ai vậy? Thần Bê thật sự quá thần kỳ, đây chính là nhịp điệu muốn đánh bại Lục Đạo Đại Đế đó. Mạnh quá, thật sự là quá mạnh, xứng đáng là thần tượng của ta. Một vài bán thần có sức mạnh khá thấp trước đó không nhìn ra được gì, nhưng mà lúc này đều có thể nhìn được rõ ràng. Ai cũng có thể thấy được Lục Đạo Đại Đế đã hoàn toàn bị khống chế, đến cả việc đánh lại cũng đã trở nên càng lúc càng chật vật. Nhìn thấy trên người Lục Đạo Đại Đế càng ngày càng có nhiều vết thương, đến cả thần vực đại đế cũng nhíu mày tự nhủ lẽ nào thực sự lục đạo đại đế sắp thua rồi sao vẻ mặt của cố khuynh thành cũng vô cùng phức tạp nói xem ra lục đạo thật sự sắp thua rồi thế nhưng hàn xâm lại không cho là như vậy tất cả kiếm pháp của lục đạo đều đã được sử dụng đến bây giờ hắn đã bị khống chế rơi vào thế bất lợi nhưng mà trong lòng hàn xâm cũng không có cảm giác giành được thắng lợi một cách dễ dàng ánh mắt của lục đạo đại đế trong veo như trước nhưng cũng ẩn chứa một loại cảm giác nóng rực cảm giác hiện tại của hàn sâm giống như dùng bùn để ngăn chặn sông lại vừa giống như là đang ném đá vào bề mặt của núi lửa nhìn qua có vẻ trong phút chốc rất có hiệu quả nhưng mà cũng làm cho trong lòng hàn sâm mơ hồ có cảm giác lo lắng lo lắng đến mức độ bộc phát những đè nén ở phía dưới chuyện đã tới mức này đương nhiên hàn sâm cũng không thể nào dừng lại được chỉ có thể tăng nhanh thế tấn công hơn nữa muốn hoàn toàn đánh bại lục đạo đại đế trước khi hắn bùng nổ làm cho hắn không còn cơ hội để mà bộc phát lên nữa máu tươi vương vãi tung tóe da thịt bị xé rách vết thương trên người lục đạo đại đế càng ngày càng dữ tợn đáng sợ nhưng mà ánh mắt hắn lại càng trở nên có tinh thần và sáng ngời hơn mãi đến lúc toàn thân của lục đạo đại đế trong nháy mắt đã buông thõng ra thì hàn sâm lại nhìn chằm chằm giống như bị chúng độc rắn hắn không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau lông tơ toàn thân đều đã dựng ngược lên hắn chăm chú nhìn lục đạo đại đế đang máu me khắp người nhưng vẫn đứng thẳng vững vàng như núi lục đạo đại đế cầm thanh kiếm Thế nhưng mũi kiếm lại lơ lửng buông thõng ở trên mặt đất, kiếm ý hào hùng ở trên toàn bộ cơ thể hắn lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu tan không còn chút gì nữa, giống như là một người vốn dĩ không hề biết dùng kiếm. "Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi thì ta cũng khó mà có thể đi được tới bước này." Lục Đạo Đại Đế nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt nóng rực. Hàn Sâm nhìn Lục Đạo Đại Đế không nói gì, lúc này Lục Đạo Đại Đế giống như một người bình thường lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn so với bất cứ lúc nào trước đây xem như là báo đáp mời ngươi đón lấy chiêu kiếm cuối cùng này của ta đây là lễ vật cảm ơn ta dâng tặng cho ngươi lục đạo đại đế vừa nói xong thì cũng từ từ giơ thanh lục đạo kiếm ở trong tay lên cùng với thanh lục đạo kiếm hất lên thì dường như toàn bộ sức mạnh đều được đổ vào lục đạo kiếm thanh kiếm kia giống như đã trở thành trung tâm của tất cả thế giới dường như tất cả mọi thứ đều vì nó mà tồn tại lục đạo quy nhất hàn xâm lộ ra vẻ vô cùng hoảng hốt duy ngã của tâm đạo kiếm thiên địa hợp nhất lại là một của thiên đạo kiếm âm đẹp đế mà lớn mạnh của âm đạo kiếm sinh mệnh cuối cùng của huyết đạo kiếm và cảm ngộ số mệnh của mệnh đạo kiếm lục đạo quy nhất khiến cho lục đạo đại đế và toàn bộ thế giới đều quy về một thể duy nhất hệt như quân chủ lấy thanh kiếm của hắn làm trung tâm của thế giới ngưng tụ thành uy lực tối cao của thanh kiếm ẩm bởi vì sức mạnh ngưng tụ quả thực vô cùng mạnh mẽ ngay cả chiến trường thần vốn dĩ không thể nào tổn hại được cũng bị sức mạnh của thanh kiếm phá vỡ mặt đất bị sức mạnh của thanh kiếm nuốt chừng tạo ra một cái hố lớn khiến cho lục đạo đại đế vốn dĩ đang đứng ở đó cả người đều trôi lơ lửng bị sức mạnh ở trong trời đất này kéo vọt tới đó vô số cường giả đang xem trận chiến lúc này đều trở nên ngơ ngác bọn họ phát hiện sức mạnh của mình hệt như bị nam châm hút rồi lao ra ngoài cơ thể giống như muốn hòa nhập vào bên trong thanh lục đạo kiếm cùng với sức mạnh của thiên địa rất nhiều sinh linh hoảng loạn xoay chuyển sức mạnh của bản thân ngăn cản nó chút ra bên ngoài một số sinh linh yếu kém lại không thể ngăn cản được sức mạnh của bản thân mình tuôn ra trở thành một phần sức mạnh của lục đạo kiếm cũng may một số sinh linh mạnh mẽ hơn một chút có thể ngăn cản được sức mạnh của bản thân tuôn ra bên ngoài lúc này mới tạm thời yên tâm nếu không thì sẽ chẳng còn ai dám xem trận quyết đấu này nữa chỉ sợ mọi người đều muốn bỏ chạy cả rồi lục đạo đã sắp thành thần rồi chủ nhân của thiên ngoại nhìn lục đạo đại đế giống như quân chủ của kiếm này không kìm được vẻ xúc động nói rất nhiều cường giả siêu cấp cũng đều thốt ra tiếng than thở chỉ sợ sau trận chiến này chẳng bao lâu nữa lục đạo đại đế sẽ lên cấp thần rồi vậy mà lại đột phá vào ngay lúc này lục đạo chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể thăng tiến lên cấp thần kim tệ sắp gặp phải phiền toái rồi ngay cả vẻ mặt của cố khuynh thành cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng lúc này đám người đường chân lưu đều đang để lộ ra vẻ mặt ngơ ngác bọn họ đã không nói được lên lời từ sớm rồi thế nhưng thông qua hình ảnh của bia võ đạo kia bọn họ cảm thấy được uy quyền vô biên của thanh kiếm gần như làm cho bọn họ phải nghẹt thở. Ta chính là kiếm, kiếm cũng chính là ta, một chiêu kiếm biến thành lục đạo, lục đạo bắt đầu quy nhất. Lúc lục đạo kiếm nhắm thẳng về phía chân trời, thì khí thế của lục đạo đại đế cũng đã đạt tới đỉnh điểm, từng câu từng chữ đều là lời nói của một vị thần thánh, chỉ nghe thấy âm thanh đó cũng đã khiến cho người ta run lên bần bật, tâm trạng cũng bị chấn động, một số sinh vật có năng lực ý chí kém hơn đã nằm dạp xuống mặt đất, giống như những sinh vật phàm trần tin tưởng vào thần thánh, bọn họ gặp người nằm sấp cúi lại về phía lục đạo. Sinh linh có năng lực ý chí mạnh mẽ, cũng bị uy quyền của thanh kiếm kia làm cho vô cùng khó chịu, gần như muốn phun ra máu. Vừa dứt lời thì lục đạo đại đế cũng chém một kiếm xuống, kiếm quang tràn ngập khắp toàn bộ chiến trường. Trong phút chốc đã nhấn chìm toàn bộ chiến trường gộp luôn cả hàn sâm, vào cùng bên trong kiếm quang đó. Vào giờ phút này lục đạo đại đế giống như một vị thần không thể chiến thắng được, tất cả mọi người đều cho rằng đây chính là kết quả cuối cùng của trận đấu. Keng! Dưới anh kiếm như chém đứt mọi thứ, chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng tựa sao băng xé toạc không gian, xuyên qua muôn vàn kiếm pháp va phải Lục Đạo kiếm, sau đó dính chặt trên thân kiếm. Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ, hóa ra ánh sáng vàng đó là một đồng tiền vàng, một đồng tiền vàng trông vô cùng sáng chói. Bùm! Thế giới vốn do Lục Đạo kiếm làm trung tâm, vào thời khắc mà đồng tiền ấy xuất hiện đã hoàn toàn sụp đổ. Luồng sức mạnh vốn dồn đến Lục Đạo kiếm vào giây phút này lại đổi hướng lao thẳng về phía đồng tiền vàng điều đáng sợ hơn là ban đầu những cường giả siêu cấp vẫn có thể ngăn cản luồng sức mạnh của mình khỏi bị lục đạo kiếm hút lấy nhưng giờ đây ngay cả những người đứng đầu như chủ nhân thiên ngoại và chủ nhân thần vực cũng chẳng thể ngăn được sức mạnh dò gì ra bên ngoài một phần sức mạnh tuôn ra khỏi cơ thể họ toàn bộ đều dồn đến đồng tiền đó ngay cả nguồn sức mạnh của lục đạo kiếm cũng đổ dồn vào bên trong đồng tiền một bên càng lúc càng mất đi sức mạnh một bên sức mạnh càng lúc càng tăng lên cứ thế mà chỉ trong phút chốc sức mạnh của đồng tiền vàng đã vượt lên cả lục đạo kiếm keng một âm thanh lanh lảnh vang lên lục đạo đại đế không khống chế được lục đạo kiếm rơi xuống đất mũi kiếm đâm vào nền đá lục đạo đại đế vẫn cầm chuôi kiếm trong tay muốn nhắc kiếm lên nhưng mặc cho hắn có cố sức như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nhắc nổi lục đạo kiếm lên dù chỉ một chút hơn nữa thân kiếm càng lúc càng nặng tay cầm kiếm của lục đạo đại đế cũng bị kéo xuống từng chút một tất cả sinh linh đều sững sờ nhìn lục đạo kiếm hoàn toàn rơi xuống đất sức mạnh sắp đến các thần cũng bị đồng tiền vàng kia áp chế mạnh cỡ đại thần như lục đạo mà ngay cả kiếm của hắn cũng không nắm chắc được lục đạo đại đế làm mất kiếm cũng hơi ngẩn ra trước giờ hắn chưa từng để mất kiếm của mình với hắn kiếm chính là người người chính là kiếm mất đi lục đạo kiếm khiến hắn như thể cũng mất đi linh hồn trong giây lát không còn ý muốn chiến đấu nữa quả nhiên ngay cả thần cũng sợ thu thuế thu thuế đáng sợ thật đấy hàn xâm âm thầm cảm thản đồng thời búng tay một cái bỗng thấy kim tệ từ trên trời rơi xuống như mưa lắc các lanh canh rơi đầy cả đấu trường cũng rơi trên người lục đạo đại đế từng đồng từng đồng xu rơi trên người hắn tựa như từng ngọn núi đè lên khiến cho lục đạo đại đế như thể đang gánh trên mình cả ngọn núi trên thực tế lục đạo đại đế vốn cũng không hề động đậy ngẩng đầu dưới cơn mưa tiền đồng ánh mắt xuyên qua từng đồng tiền rơi xuống nhìn về hàn sâm ở đối diện hắn bỗng nở nụ cười ta thua rồi kiếm là của ngươi từ giờ lục đạo không còn kiếm nữa lần sau gặp lại ngươi sẽ nhìn thấy một lục đạo thuần túy. Nói xong, lục đạo đại đế đưa ngón tay vẽ một đường, dường như đang cắt đứt mối liên hệ nào đó với lục đạo kiếm, khiến lục đạo kiếm mất đi linh tính rơi xuống đất, hoàn toàn không còn ánh sáng. Còn lục đạo, máu tươi tuôn ra nơi khóe miệng nhưng hắn vẫn mỉm cười như cũ mà xài bước rời đi, cứ thế nhận thua mà rời khỏi sàn đấu, ngay cả lục đạo kiếm bị chấn áp trên mặt đất cũng không cần nữa. Thế nhưng hàn sâm lại chẳng quá vui mừng dù đã chiến thắng, sau trận chiến này lục đạo đã vứt bỏ thanh kiếm trong tay nhưng thanh kiếm trong lòng hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn lần sau gặp lại muốn đánh thắng hắn sẽ càng thêm khó khăn hàn xâm nhặt lục đạo kiếm lên rồi xoay người rời khỏi sàn đấu đi thẳng về tí hộ sở lục đạo và hàn xâm đã đi nhưng những bàn tán xôn xao về trận đại chiến này lại càng ngày càng sôi nổi dường như làm chấn động cả tí hộ sở thứ tư lục đạo đã bước nửa bước vào cảnh giới thần thế nhưng lại thua dưới tay của kim tệ mọi người càng lúc càng tò mò về lai lịch của Kim Tệ, đồng thời cũng cho rằng Kim Tệ sẽ trở thành người sẽ đạt giải quán quân trong trận chiến thần náo nhiệt nhất này. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì khá chắc Kim Tệ sẽ trở thành người đứng đầu trong số 10 thần tử. Nhiều phương tiện truyền thông của Liên minh cũng đang truyền tin tức giật gân này. Các bài báo với tiêu đề như sự trở lại của nhà vua Kim Tệ, đàn áp tất cả trận chiếc giữa thần với thần sức mạnh của Kim Tệ xuất hiện hàng loạt miêu tả lại trận chiến giữa Kim Tệ và Lục Đạo Đại Đế cùng với chiến thắng của Kim Tệ, bằng những ngôn từ hùng hồn mạnh mẽ. Quả nhiên thần B mạnh nhất, nhất định phải lấy được vị trí số một đó. Yên tâm đi, có khi nào thần B khiến chúng ta thất vọng chưa? Chỉ cần là hắn muốn thì chắc chắn có thể giành được hạng nhất. Trận chiến giữa các vị thần ở tí hộ sở, thứ tư vốn dĩ không liên quan gì đến đại chúng, nhưng lại khơi dậy một hồi xôn xao cùng những lời bàn tán sôi nổi trong liên minh. Đáng tiếc là quá ít người có thể thực sự đến xem trận đấu đó ngay cả những phóng viên này cũng thông qua một số mối quan hệ hoặc là lúc phỏng vấn bán thần mới có thể tìm hiểu thêm được về tình hình chiến đấu lúc đó bởi vì không tìm thấy kim tệ cho nên rất nhiều phóng viên đã lựa chọn phỏng vấn những nhân loại bán thần có tư cách đi xem trận chiến trong đó bài phỏng vấn của phương minh toàn nhận được sự quan tâm nhiều nhất bởi vì hắn nổi tiếng lại có mối quan hệ vô cùng rộng rãi có thể phỏng vấn được rất nhiều bán thần thêm việc hắn là người ủng hộ trung thành của kim tệ thế nên đa số những ai thích kim tệ đều sẽ xem phỏng vấn của Phương Minh Toàn. Đường bán thần, ngươi có cảm nhận gì về trận đấu giữa kim tệ và lục đạo? Phương Minh Toàn phỏng vấn đường chân lưu có quan hệ với hắn khá tốt. Đường chân lưu cười nói, nói sao nhỉ, lục đạo đại đế rất mạnh, có điều so với kim tệ vẫn còn kém lắm, ta khẳng định rằng, lần này kim tệ chắc chắn có thể lấy được vị trí tốt người thần tử, hơn nữa rất có thể còn giành được vị trí thần tử đệ nhất. Hầu hết các bán thần được phỏng vấn đều trả lời khá giống với đường chân lưu, Ít nhiều đều dự đoán rằng Kim Tệ có thể lọt vào top 10 thần tử, nhưng vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng Kim Tệ chiến thắng Lục Đạo Đại Đế chỉ là nhờ may mắn thôi, trong dị sinh vật và dị linh có rất nhiều cao thủ, Kim Tệ nghênh ngang như vậy thì e rằng sẽ chịu thiệt thòi trong trận đấu lần sau, đừng nói là top 10, ngay cả top 100 cũng chưa chắc vào được. Hai bên tranh luận không ngớt giấy lên mối quan tâm rộng rãi của các giới liên minh. Khác với nhân loại, cường giả hàng đầu ở Tí Hộ Sở, thứ tư thì đều đang nghiên cứu trận đấu giữa Kim Tệ và Lục Đạo từ đó tìm ra cách khắc chế kim tệ mong rằng có thể đánh bại được kim tệ bây giờ kim tệ đã trở thành kẻ thù số một của những cường giả siêu cấp có ý định bước vào hàng ngũ người thần tử có một vài sinh vật đã âm thầm vui mừng vì không gặp phải kim tệ trước người thần tử còn một vài sinh vật chắc chắn sẽ đụng phải kim tệ thì vô cùng thận trọng mà nghiên cứu cách đánh bại kim tệ hàn sâm lại chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế hắn vẫn cứ như cũ tu luyện động huyền kinh của hắn không ngờ trận đấu với lục đạo đại đế lại khiến cho hạch gen kim tệ thăng cấp lên siêu cấp, điều này làm cho hắn càng có thêm tự tin tranh lấy vị trí thần tử đệ nhất. Đương nhiên nếu như tất cả hạch gen đều có thể thăng cấp lên siêu cấp thì sẽ càng đảm bảo hơn nữa, cho nên nhân lúc vòng sau chưa bắt đầu, Hàn Sâm vẫn nên chăm chỉ tu luyện động huyền kinh. Đến lượt Hàn Sâm lên sàn thi đấu đã là 4 ngày sau, hơn nữa Hàn Sâm cũng chẳng có được cơ hội nào để thi đấu, đối thủ của hắn đã lựa chọn bỏ cuộc, vốn không hề lên sàn quyết đấu với hắn liên tiếp bốn vòng quyết đấu đối thủ của hàn sâm đều bỏ cuộc danh tiếng của kim tệ bỗng chốc vượt xa toàn bộ cường giả siêu cấp tham gia thi đấu danh tiếng của kim tệ lên cao tới mức thậm chí còn được mệnh danh là tia hy vọng của nhân loại nhưng dù là như vậy vẫn còn tồn tại một số lời nói khó nghe một vị chuyên gia khá nổi tiếng có viết một bài báo trích dẫn một vài thứ gọi là bằng chứng nói rằng kim tệ vốn không phải nhân loại mà là một dị linh khuyên nhân loại chớ nên tự mình đa tình Phát ngôn như vậy ngay lập tức chọc giận những người ủng hộ trung thành của Kim Tệ. Họ bắt đầu giấy lên cuộc tranh cãi trong cộng đồng ảo của vị chuyên gia này. Nhưng vị chuyên gia này không chỉ kiên định với ý kiến của mình, mà còn cho rằng, chưa nói đến việc Kim Tệ không phải là nhân loại, cho dù có nhân loại đi chăng nữa cũng không thể lọt vào hàng ngũ người thần tử. Hơn nữa còn quả quyết nói rằng, Kim Tệ sẽ gặp phải mối nguy vô cùng lớn ở vòng thứ 5, quá lắm chỉ có thể chống đỡ đến vòng thứ 7 rồi sẽ bị loại. Lúc này Hàn Sâm cũng đang nhìn đối thủ ở vòng thứ 5 của mình. Lúc trước hắn chỉ thấy ở vòng thứ bảy mình sẽ gặp phải Ngọc Tu La, được nghỉ ngờ là nữ vương Tu La, nhưng lại không chú ý đến, ở vòng thứ năm hắn còn gặp phải một đối thủ khá đáng gờm. Thần thú bích tình định, một sinh vật thần siêu cấp cùng bạo, trước kia hàn sâm không có để ý lắm, bây giờ mới phát hiện còn có một đối thủ như vậy. Thế nhưng mục tiêu của hàn sâm là giành được vị trí đầu, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm đối thủ ở bên trong là ai, nếu như không phải do Ngọc Tu La có thân phận đặc biệt, thì ngay cả ngọc tu la thì hàn sâm cũng sẽ không quá để tâm đến thật ra trận đấu mà hàn sâm xem trọng nhất không phải là của ngọc tu la mà là trận đấu của cố khuynh thành chủ nhân thiên ngoại và chủ nhân thần vực đáng tiếc là không ai trong số họ gặp được đối thủ mạnh đa số các sinh linh gặp phải chủ nhân thiên ngoại và chủ nhân thần vực đều lựa chọn bỏ cuộc một vài tên chưa biết sự đời vào trận quyết đấu với cố khuynh thành kết quả đã bị cố khuynh thành một đao giết chết trong tích tắc đến cả kiếm còn chưa kịp rút ra vào ngày diễn ra trận chiến với thần thú Bích Tình Định, số lượng sinh vật đến xem trận chỉ có tăng không giảm, thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Bởi vì ở bốn trận trước đối thủ của Hàn Sâm đều lựa chọn bỏ cuộc, cho nên sinh vật đến xem trận này vô cùng nhiều. Bọn họ muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của Hàn Sâm thông qua trận đấu này. Hình như vị chuyên gia gì đó cũng có chút hiểu biết có khi nào hắn là bán thần không. Nếu không sao hắn biết được ở vòng thứ năm này đối thủ của Kim Tệ là một con sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo chứ. Vương Vũ Hàng nhìn hình ảnh trên bia võ đạo, nói. Sao hả, ngươi biết lai lịch của thần thú bích tình định này sao? Đường chân lưu nhìn Vương Vũ Hàng nói Vương Vũ Hàng gật đầu nói. Ta đã cho miên dương đi thăm dò rồi, nghe nói thần thú bích tình định này có lai lịch rất đáng gờm, đã chiếm 8 vạn dặm vùng biển Bích Ba, còn nuốt chửng một đại đế, sức mạnh khôn lường, có lẽ trận này thần thú bích tình định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Người biết thần thú bích tình định có năng lực như thế nào không? Lâm Phong cũng lên tiếng hỏi. Không rõ, chỉ biết rằng tất cả những sinh vật đến quấy nhiễu vùng biển Bích Ba đều nằm ở trong bụng của thần thú Bích Tình Định. Hoàn toàn chưa từng có sinh vật nào nhìn thấy được nó rốt cuộc có chiêu thức gì. Vương Vũ Hàng lắc đầu nói. Lúc này Cố Khuynh Thành cũng bước đến, nghe thấy vậy hắn thản nhiên nói. Xét về sức mạnh thì thần thú Bích Tình Định không bằng diệt thế chi lang, thế nhưng rất nhiều cường giả siêu cấp ở tí hộ sở. Thứ tư thà đi giết diệt thế chi lang, còn hơn là đặt chân đến biển Bích Ba nửa bước, từ đó có thể thấy được nó ghê gớm đến mức nào chị cố biết thuộc tính sức mạnh của hắn sao vương vũ hằng hỏi không biết cố khuynh thành khẽ lắc đầu xem ra vị chuyên gia kia có chút bản lĩnh đấy thần thú bích tình định thần bí như vậy không chừng thật sự sẽ gây phiền phức cho kim tệ đường chân lưu nhíu mày nói có gì đáng sợ đâu chứ ngay cả lục đạo đại đế cũng lật đổ được còn phải sợ mỗi một con thú này sao vương vũ hằng rất có lòng tin vào kim tệ trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện trận chiến giữa kim tệ và thần thú bích tình định cũng đã đến hàn sâm với cơ thể được bao phủ bởi thánh quang trắng sáng rực rỡ bước vào đấu trường thế nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của thần thú bích tình định đâu mãi đến khi giờ thi đấu sắp đến mới nhìn thấy một cánh cửa dựng thẳng ở trong đấu trường một dị thú bước ra khắp người tựa như điêu khắc từ phỉ thúy gần giống như một con kỳ lân thu nhỏ nhìn thấy hàn sâm đứng ở phía đối diện thần thú bích tình định không nói lời nào mà phun ra một viên ngọc màu xanh biếc viên ngọc có kích thước bằng hai quả bóng rổ xanh biếc lấp lánh giống như một hạt giống băng bằng phỉ thúy còn có thể lờ mờ thấy được một ký hiệu thần bí đang phát sáng, ở bên trong viên ngọc. Ngay khi viên ngọc xuất hiện, một luồng sáng xanh kỳ lạ ngay lập tức bao phủ toàn bộ đấu trường. Hàn sâm kích hoạt thánh quang ngăn chặn bích quang, nhưng lại phát hiện luồng bích quang ấy dường như không hề gây thương tích, cũng hoàn toàn không chịu tác động, không biết rốt cuộc nó dùng để làm gì. Trong lúc hàn sâm đang cảm thấy khó hiểu, thì nghe thấy thần thú bích tình định gầm lên một tiếng, quang phủ bên trong viên ngọc bỗng chốc sáng rực. Sau đó trên người của hàn sâm, thế mà lại lờ mờ hiện lên một ký hiệu thần bí giống y như vậy, nó cứ tựa như một ác ma bám lấy trên người hàn sâm thôi xong, đó là sức mạnh của hệ phong ấn. Kinh cực vụ cả kinh, cùng một hệ sức mạnh với ngươi sao. Sắc mặt của Lâm Phong cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn kinh cực vụ hỏi kinh cực vụ gật đầu, tuy rằng cùng hệ, nhưng ta chỉ là cấp bỏ thạch, kém xa nó. Rõ ràng là sức mạnh phong ấn của nó mạnh hơn ta rất nhiều. Bây giờ kim tệ đã bị ánh sáng phong ấn của nó chiếu vào, cơ thể cũng bị phong ấn e rằng muốn cử động cũng chẳng được sức mạnh này phong ấn được cả cường giả như kim tệ sao đường chân lưu kinh ngạc hỏi kinh cực vụ cười khổ nói ta mới chỉ ở cấp bảo thạch thôi nhưng sức mạnh phong ấn của ta đã có thể phong ấn được một số sinh vật thần siêu cấp trong hai ba giây khiến bọn chúng hoàn toàn không động đậy được chẳng biết thần thú bích tình định mạnh hơn ta gấp mấy lần nữa e là kể cả lục đạo đại đế có ở đây thì cũng sẽ bị nó tạm thời khống chế chả trách nó lại có thể thống trị một phương xem ra không thể coi thường bất kỳ một sinh vật thần siêu cấp nào được. Đường chân lưu kinh sợ nói, kim tệ quá sơ suất, không nên để cho ánh sáng phong ấn chiếu thẳng vào. Vương Vũ Hàng bất lực nói, tên chuyên gia kia thật sự đã đoán chúng, kim tệ gặp rắc rối to rồi. Đường chân lưu cũng lên tiếng, những cường giả theo dõi trận chiến, cũng nhìn thấy sức mạnh phong ấn của thần thú bích tình định, trong lòng họ đều cảm thấy bất ngờ. Dựa vào sức mạnh mà Hàn Sâm thể hiện lúc đấu với lục đạo đại đế, muốn trực diện đánh bại hắn thật sự không phải là một chuyện dễ dàng chẳng ai có thể nắm chắc được điều đó dường như sức mạnh phong ấn của thần thú bích tình định đã nhắc nhở họ không biết kim tệ có thể tháo bỏ phong ấn được không nữa tu di nhìn hàn sâm rồi nói khó lắm thần thú bích tình định có thể coi là kẻ có sức mạnh hệ phong ấn cao nhất nếu không bị ánh sáng phong ấn của nó chiếu vào thì còn dễ tính bây giờ đã bị nó phong ấn luôn rồi cho dù là sức mạnh cấp đại đế đi chăng nữa cũng e là rất khó tháo bỏ hư lô đại đế nói thần thú bích tình định cũng cho rằng hàn sâm không gỡ bỏ được phong ấn sau khi khống chế hàn sâm đã đưa miệng đến định nuốt chừng hàn sâm vào trong bụng nhìn thấy thần thú bích tình định sắp nuốt lấy đầu của hàn sâm rồi lại nhìn thấy hàn sâm nhẹ nhàng lấy ra một ống đá đặt bên miệng nhổ vào miệng thần thú bích tình định vù một tia huyết quang thổi vào miệng của thần thú bích tình định chẳng hề phòng bị gì đầu của nó bị bắn toạc từ bên trong một dòng máu tươi từ đỉnh đầu tuôn ra truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé cộng đồng ảo của chuyên gia gần như bị người ta phá nát, đều để lại câu hỏi chuyên gia đó có suy nghĩ như thế nào đối với đối thủ của vòng thứ năm trực tiếp bị kim tệ đánh vỡ đầu. Chuyên gia, lời tiên đoán của người chuẩn quá, đối thủ này thật sự đã gây ra phiền phức rất lớn cho đại thần, máu phun khắp cả người, phải mắc công tắm rửa rồi đây. Chưa đầy một phút mà đã nổ tung đầu, cái này đúng là phiền phức thật đấy thần tiên tri, lần này phiền phức lớn rồi, dị sinh vật lớn thế này, sợ là phải được mấy tấn thịt lợn đó. Đem kho hay là nướng ăn nhỉ? Lầu trên, đương nhiên là nấu người kiểu rồi, chiên, xào, trưng, nướng, rán, om, hầm, kho, quay, vẫn còn thừa. Không phải chuyên gia nói kim tệ cùng lắm chỉ có thể đến vòng 7 sao. Lần này ta yên tâm rồi. Vị chuyên gia này chẳng hề thấy phản hồi, rất lâu sau mới để lại thông tin, cho thấy kim tệ nhất định không qua được vòng 7. Thông tin này đương nhiên lại dẫn đến một luồng trào phúng mới. Trong tí hộ sở thứ tư, tất cả sinh vật đều đang nghiên cứu rốt cuộc sức mạnh của kim tệ có thuộc tính gì. Sức mạnh cường đại, hơn nữa sức mạnh hệ phong ấn hoàn toàn không có hiệu quả gì với hắn, dường như có thể nói là hoàn hảo không chút khe hở, khiến rất nhiều sinh vật muốn tranh đoạt vị trí quán quân của người thần tử, đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Rất, nhiều cường giả siêu cấp nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cũng chẳng nghiên cứu ra được nguyên do gì, nhưng mà cũng đã xác nhận rồi, hàn sâm sử dụng cái ống dẫn đó, có lẽ là hạch gen suy huyết năm đó của ẩm huyết đại đế. Như thế càng xác nhận được sức mạnh hệ phong ấn không có hiệu quả đối với Kim Tệ, suy cho cùng Hạch Gen suy huyết vẫn đang trong trạng thái phong ấn, trải qua nhiều năm như thế cũng không có ai có thể hóa giải phong ấn, bây giờ vào trong tay Kim Tệ lại có thể dùng trực tiếp, hiển nhiên là Kim Tệ đã hóa giải được phong ấn. Hơn nữa, bây giờ đã có thể xác định được đại khái, trước đấy Hạch Gen Kim Tệ trực tiếp đứng đầu trong bảng Hạch Gen, có lẽ chính là Hạch Gen của Kim Tệ. Bây giờ mọi người đều đang thảo luận, rốt cuộc còn ai có thể ngăn chặn được bước chân của Kim Tệ? cho nên tất cả mọi người đều bắt đầu nghiên cứu bảng giao đấu của kim tệ ngoại trừ thần thú bích tình định ra đến vòng thứ bảy này kim tệ sẽ gặp ngọc tu la biểu hiện của ngọc tu la rất là bắt mắt tuy không giống uy phong của hàn sâm khi đánh bại lục đạo và thần thú bích tình định nhưng cũng không hề thua kém đặc biệt là sự xuất hiện của sức mạnh phi thiên rất nhiều sinh vật đều khá ám ảnh về nó đáng tiếc là đại la sát thần không tham chiến cũng không có ai dám đi hỏi đại la sát thần ngọc tu la và hắn có quan hệ gì cho nên đến nay lai lịch của Ngọc Tu La vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng mà xét đến cái tên và thân thế Tu La của nàng, rất nhiều người đều đoán rằng nàng là nữ hoàng của tộc Tu La, thế nhưng việc tại sao nữ hoàng Tu La lại biết sức mạnh phi thiên của nhà họ La, cũng khiến mọi người xôn xao dò đoán. Bởi vì thân phận thần bí của Kim Tệ và Ngọc Tu La, cũng khiến cho cuộc đối chiến vòng 7 này càng thêm hấp dẫn, ngay cả dị sinh vật và dị linh cũng muốn biết Kim Tệ quyết đấu với Ngọc Tu La, ai sẽ là người mạnh hơn. Xét về sức mạnh tuyệt đối, đương nhiên sẽ cho rằng Kim tệ mạnh hơn, nhưng sức mạnh phi thiên có sức mạnh nhắm đánh chính xác, chưa chắc không thể giết được Kim tệ, cho nên rất nhiều sinh linh đều rất trông mong trận chiến lần này. Những sinh vật ở phía sau có thể đối đầu với Hàn Sâm hoặc Ngọc Tu La, thì càng quan tâm đến trận đấu này hơn, bất kể ai thắng ai thua, bọn họ cũng muốn mượn trận chiến này để nhìn ra một chút gì đó. Lúc này, trong hoàng cung tộc Tu La, một thiếu nữ Tu La trẻ tuổi đứng bên cạnh nữ hoàng Tu La nếu hàn sâm nhìn thấy được thiếu nữ tu la này thì nhất định sẽ kinh ngạc một phen bởi vì thật ra thiếu nữ tu la này rất giống linh ngoại trừ độ tuổi hơi lớn hơn linh một chút ra thì những mặt khác dường như đều rất giống minh nhi trận chiến ngày mai ngươi phải cẩn thận quả thật kim tệ đó rất không bình thường nữ hoàng tu la nói với thiếu nữ tu la đó mẫu hoàng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiến thắng hắn hơn nữa còn sẽ giành được vị trí đầu tiên trong vị trí thần tử để tất cả sinh vật đều biết dòng dõi ngọc tu la chúng ta mới là mạnh nhất trong tất cả sinh vật. Ngọc Minh Nhi vô cùng tự tin. Nữ hoàng Tu La mỉm cười, kéo tay Ngọc Minh Nhi nói, đừng quá lơ là, suy cho cùng sức mạnh phi thiên của chúng ta vẫn còn khiếm khuyết, trước khi chưa lấy được nửa bộ sau của phi thiên kinh, thì tuyệt đối không thể coi là hoàn hảo được. Ta hiểu rồi, mẫu hoàng yên tâm, khế ước 10 năm lần sau, ta nhất định sẽ thắng La Hải Đường, lấy được nửa phần sau của phi thiên kinh. Ngọc Minh Nhi nói, nữ hoàng Tu La khẽ lắc đầu, nàng quá hiểu đứa con gái này của mình, biết bản thân có nói gì thì nó cũng không chịu nghe nhưng mà nữ hoàng tu la cũng không lo lắng lắm quả thật ngọc minh nhi là người có thiên phú nhất có thể tu luyện được phi thiên kinh hơn nữa sức mạnh cũng đã đạt đến cảnh giới cực cao bây giờ là người mạnh nhất trong dòng dõi ngọc tu la cũng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của nàng cho dù không thể chiến thắng đối thủ giữ lại tính mạng cũng không thành vấn đề lúc này hàn sâm đang cầm một thứ để nghiên cứu sau khi hắn giết chết thần thú bích tình định tuy không lấy được thú hồn nhưng có được hạch gen và thi thể của thần thú bích tình định, còn có tinh hoa hạch gen sinh mệnh nữa. Tinh hoa hạch gen sinh mệnh đã không còn tác dụng gì với hàn sâm, máu thịt đã đưa cho đám tiểu ngân ngân dùng, còn hạch gen đó thì được hàn sâm mang theo bên mình. Màu xanh biếc đó giống như hạt châu phỉ thúy, bên trong có quang phù huyền bí đang lưu chuyển cùng với sức mạnh phong ấn mãnh liệt. Nếu như đổi lại là người khác, không có sức mạnh hệ phong ấn thì hoàn toàn không thể khởi động viên định thần châu này thế nhưng bây giờ nó đã cho thấy lợi ích của hạch gen dị linh mà năm đó hàn sâm thu thập được tuy hắn không phải hệ phong ấn nhưng bởi vì có hạch gen dị linh hệ phong ấn cho nên có thể tạo ra sức mạnh hệ phong ấn ảo để khởi động định thần châu chưa kể định thần châu tương đối hữu dụng chỉ cần bị ánh sáng phong ấn của định thần châu bắn chúng thì ngay cả tiểu tinh tinh đã là thần siêu cấp cũng phải đứng yên khó mà cử động đúng là thứ tốt hàn sâm ngắm nghĩa định thần châu càng nhìn càng thấy thích nhưng mà định thần châu cũng không phải là thứ vạn năng nếu Tiểu Tinh Tinh ở trong trạng thái xuyên qua tinh hải, ánh sáng phong ấn của Định Thần hoàn toàn không thể chiếu đến người nó, đương nhiên cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa ánh sáng phong ấn có thể bị những thứ khác cản lại, những thứ giống như khiên đều có thể ngăn chặn được ánh sáng phong ấn. Những ngay lúc khiên ngăn chặn được ánh sáng từ Định Thần Châu, nó cũng sẽ bị phong ấn lại, mà áo giáp cũng có hiệu quả tương tự, cho nên không thể dùng làm khiên, nếu áo giáp bị cố định lại thì có khác gì cơ thể, cũng bị cố định lại luôn đâu. Hàn Sâm cất Định Thần Châu đi tiếp tục tham gia thần chiến. Đối thủ vòng thứ 6 đã từ bỏ quyền lợi, sau khi nhìn thấy thần thú Bích Tình Định bị đánh nổ tung đầu, những dị sinh vật khác cũng không dám đối chiến với Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ đánh rút khỏi chiến trường, đợi đến vòng đối chiến thứ 7, hắn cảm thấy rất tò mò về Ngọc Tu La kia. La Hải Đường chưa bao giờ chú ý đến trận chiến thần, thế nhưng khi bắt đầu vòng thứ 7, hắn lại đi vào bên trong võ đạo trường, xem ra là muốn quan sát trận chiến đó của Kim Tệ và Ngọc Tu La. La Lệ thì đi theo bên cạnh La Hải Đường vẻ mặt hắn có chút hơi nghiêm trọng hỏi tiên sinh ngọc tu la kia thực sự là nữ hoàng tu la sao la hải đường ngồi ở đó lạnh nhạt lên tiếng nếu như không phải là nữ hoàng tu la thì mọi chuyện sẽ lại càng phiền phức hơn vì sao chứ trong phút chốc la lị vẫn chưa kịp phản ứng nếu như không phải là nữ hoàng tu la vậy thì chỉ có thể nói dòng dõi ngọc tu la lại xuất hiện một tên vô cùng đáng sợ nữa la hải đường bình tĩnh nói la lị suy nghĩ lại thì quả thật đúng là như vậy một nữ hoàng tu la đã làm cho la hải đường vô cùng đau đầu rồi bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa thì tình hình của nhà họ la lại càng không ổn đối với việc nhân tài của dòng dõi ngọc tu la cứ liên tục xuất hiện thì đúng là bước đi của nhà họ la hiện tại cực kỳ chật vật ngoại trừ la hải đường ra thì cũng không còn người nào có thể đứng ra chống đỡ giữ lại thể diện được nữa thực sự rất hy vọng kim tệ có thể giết chết được ngọc tu la cho dù nàng có phải là nữ hoàng tu la hay không giết được nàng thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc trong lòng la lị đang âm thầm suy nghĩ nhưng mà cũng không dám nói ra những lời này ở ngay trước mặt la hải đường la hải đường không nói thêm gì nữa hắn chỉ ngồi trên thềm đá nhìn vào hình ảnh ở trên bia võ đạo chờ đợi trận quyết đấu của kim tệ và ngọc tu la bắt đầu lúc đến lượt kim tệ và ngọc tu la đối chiến hàn sâm tiến vào bên trong chiến trường trước một bước ngọc tu la vẫn còn chưa đến hắn chỉ có thể đứng ở giữa trường chờ đợi mãi đến khi thời gian chờ đợi ra trận đã sắp kết thúc thì mới nhìn thấy ngọc tu la đạp đổ quang môn bước vào Trang phục vẫn giống như trước đây, áo giáp toàn thân màu đen, trên đỉnh đầu là một cặp sừng cong màu tím và trên mặt đeo mặt nạ. Nàng không phải là Nữ hoàng Tu La. La Hải Đường chỉ nhìn lướt qua đã lập tức nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt đẹp đối với nhà họ La. Hàn Sâm cũng cũng đang quan sát Ngọc Tu La, tiếc là hắn chưa từng nhìn thấy Nữ hoàng Tu La, đương nhiên cũng không nhận ra được rốt cuộc người này có phải là Ngọc Tu La hay không. Cao thủ đều thích một giây cuối cùng mới ra trận, điều này sẽ thể hiện sự vô cùng lợi hại sao? hàn sâm nhìn ngọc tu la đang chậm rãi đi tới rồi nói thứ mà hắn để ý đến không phải là việc ngọc tu la đến sớm hay đến muộn hắn chỉ muốn thông qua lời nói của đối phương để phán đoán xem rốt cuộc ngọc tu la này có phải là nữ hoàng tu la hay không ngọc tu la lạnh lùng nói đến muộn không tốt sao ít ra ngươi có thể sống lâu hơn một chút đây là một kiểu nhân từ đấy hàn sâm nghe thấy nàng lên tiếng thì nhìn chung cũng đã biết rõ vị này không phải là nữ hoàng tu la với độ tuổi và sự tu dưỡng của nữ hoàng tu la thì có lẽ sẽ không sử dụng cách thức và giọng điệu nói chuyện như vậy hàn sâm đoán rằng đây là một thiếu nữ tu la có độ tuổi không quá lớn không phải là nữ hoàng tu la thì cũng có thể là người của dòng dõi ngọc tu la hàn sâm suy nghĩ một chút rồi lại nói ngươi đến là có lòng tốt rồi chưa nói đến lòng tốt nhưng mà bây giờ ngươi chịu nhận thua thì còn có thể giữ lại được một cái mạng ngọc tu la lại nói hàn sâm nở nụ cười ngươi rất tự tin nhưng mà không biết thực lực như thế nào thử xem một chút thì không phải sẽ biết hay sao ngọc tu la hử lạnh một cái chậm rãi giơ ngọc thủ lên sức mạnh phi thiên nhấp nhô ngưng tụ ở trên tay nàng như ẩn như hiện khiến cho người ta có cảm giác giống như đã nhìn thấy gì đó nhưng hình như lại chưa từng nhìn thấy gì cả hàn sâm tập trung tư tưởng nhìn về phía tay trái đang giơ lên của ngọc tu la hắn không nhịn được mà khẽ nhíu mày có lẽ dòng dõi ngọc tu la chỉ có nửa phần phi thiên kinh thế nhưng dưới cái nhìn của hàn sâm thì sức mạnh phi thiên mà ngọc tu la này ngưng tụ ra đã cực kỳ gần với sức mạnh phi thiên hoàn mỹ rồi đương nhiên la hải đường cũng đã nhìn thấy chỗ có vấn đề hắn lập tức nhíu mày làm sao có thể như vậy được chứ sức mạnh phi thiên của nàng rất giống với của tiên sinh lẽ nào dòng dõi ngọc tu la đã có được nửa phần sau của phi thiên kinh rồi sao la lị vô cùng hoảng sợ kêu lên gương mặt nàng ngập tràn vẻ không thể tin nổi la hải đường khẽ lắc đầu không nàng chưa có được nửa phần sau của phi thiên kinh vậy thì tại sao sức mạnh phi thiên của nàng lại có thể la lị không nói thêm gì nữa Phi Thiên Kinh hoàn chỉnh vẫn luôn nằm trong tay của La Hải Đường. Nàng nói như vậy chẳng khác nào đang nghỉ ngơi La Hải Đường. La Hải Đường nhìn tay trái của Ngọc Tu La rồi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Phi Thiên Kinh thuộc sở hữu của nhà họ La, nhưng mà dù sao đó cũng là thứ bị đánh cắp từ ngôi mộ của Tu La Hoàng. Hơn nữa nhất định phải có một phần huyết thống của Tu La thì mới có thể tu luyện được, và lại nói đúng ra nó là võ kỹ của tộc Tu La. Dòng dõi Ngọc Tu La đã trải qua bao nhiêu đời kết thông gia với tộc tu la như vậy gần như huyết thống đã hoàn toàn hóa thành tu la rồi nhưng cũng không giống với những tu la thuần trùng không thể tu luyện được phi thiên kinh huyết thống của ngọc tu la này đã mạnh đến mức có thể khiến cho bán thiên kinh tự mình hoàn thiện được đã cực kỳ gần tới sự hoàn chỉnh của phi thiên kinh so với nữ hoàng tu la nàng còn đáng sợ hơn nhiều nếu để cho nàng hoàn chỉnh phi thiên kinh thì thật sự không biết nàng còn có thể đi được đến mức nào nữa kim tệ có thể chiến thắng được nàng chứ la lị có chút không cam lòng hỏi la hải đường có chút khó khăn nói khó đấy sức mạnh phi thiên của nàng đã rất gần với ta không có nhiều sinh vật ở trong tí hộ sở thứ tư có thể đỡ được đòn của nàng đâu trừ khi kim tệ có thể giải quyết được nàng trước khi nàng ra tay nếu không đợi đến sau khi ra tay thì tất cả cũng đều đã muộn rồi la lị nghe thấy la hải đường nói như vậy thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng sốt ruột ngọc tu la đã ngưng tụ sức mạnh phi thiên ở trên tay nhưng mà kim tệ cũng chỉ đứng nhìn cũng không có ý định muốn ra tay tên kia xảy ra chuyện gì vậy lẽ nào hắn không biết sự lợi hại của sức mạnh phi thiên hay sao còn ngơ ngẩn đứng ở đó làm gì chứ không mau chóng ra tay giết chết ngọc tu la đi trong lòng la lị vô cùng sốt ruột thế nhưng mà dù nàng có gấp gáp như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát thực ra có rất nhiều sinh vật cũng có suy nghĩ giống với la lị những sinh vật biết rõ sức mạnh khủng khiếp của sức mạnh phi thiên cũng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ tại sao kim tệ lại không giành thế tấn công trước kim tệ đó tự cao tự đại thật đấy xem ra hắn vẫn còn đang đợi đến lúc ngọc tu la ra tay trước hư lô đại đế nhìn kim tệ ở trên sân rồi nói hắn không biết sức mạnh phi thiên đánh đâu chúng đó sao để cho ngọc tu la ra tay trước vậy không phải hắn sẽ chết chắc hay sao chứ tu di nói với vẻ mặt vô cùng khó hiểu theo lý thuyết thì quả thật đúng là như thế nhưng mà tên kim tệ đó thực sự hơi kỳ lạ nói không chừng hắn có sức mạnh nào đó có thể chống lại được sức mạnh phi thiên hư lô đại đế cũng không dám khẳng định ngọc tu la nhìn thấy kim tệ không hề nhúc nhích rõ ràng là đang đợi nàng ra tay trước trong lòng nàng cũng không nhịn được mà hơi bực bội nếu như ngươi đã muốn tìm đến cái chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi nói xong ngọc thủ của nàng vung ra một sức mạnh vô hình chém về phía hàn sâm ánh mắt của tất cả sinh vật đều tập trung lên trên tay trái của nàng cú đánh này không lộng lẫy cũng không có thần quang chấn động bầu trời thậm chí còn chẳng có một chút dao động nào thế nhưng những sinh vật biết rõ sự lợi hại của sức mạnh phi thiên đều biết đây mới chính là một cú đánh nguy hiểm tàn ác nhất trên thế giới ra tay thì chắc chắn chết hàn sâm cũng nhìn vào tay trái của ngọc tu la hắn không ra tay trước đơn giản là muốn nhìn xem rốt cuộc ngọc tu la này đã luyện phi thiên kinh đến trình độ nào rồi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung lên trên người hàn sâm bởi vì bọn họ biết rõ tiếp tục nhìn ngọc tu la cũng không còn tác dụng gì nữa vốn dĩ sức mạnh phi thiên huyền diệu khó mà tả nổi ấy không thể nhìn thấy rốt cuộc nó giết chết đối thủ như thế nào. Có phải thần bê kiêu ngạo quá rồi hay không, đây chính là sức mạnh phi thiên đó. Trong lòng bàn tay của đường chân lưu đã toàn là mồ hôi, hắn không có quan hệ gì với nhà họ la. Hơn nữa người sử dụng sức mạnh phi thiên rõ ràng là người của tu la, đương nhiên hắn hy vọng kim tệ có thể chiến thắng. Không có người nào trả lời hắn cả, bởi vì chẳng có ai biết đáp án, tất cả mọi người đều đang nhìn kim tệ ở trên sân. Khi gần như tất cả mọi người đều cho rằng chỉ sợ kim tệ, cũng sắp dính máu ngay tại chỗ, đột nhiên, nhìn thấy Kim Tệ khẽ nhúc nhích một chút, giống như là rất ngẫu nhiên lướt qua nửa bước. Thế nhưng sau bước đi này thì tất cả mọi người đều trở nên sững sờ. Sau bước đi này không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng cũng chính việc không có gì xảy ra đó mới làm cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Sức mạnh phi thiên đã chém ra mà lại chẳng có cái gì xảy ra cả, điều này không phải là vô cùng kỳ lạ hay sao? Tất cả mọi người đều có chút giật mình nhìn Hàn Sâm ngay cả chính bản thân Ngọc Tu La cũng ngây ra một lúc. Không một ai có thể tin được sức mạnh phi thiên lại không chém chúng được kim tệ. Hắn tránh được sức mạnh phi thiên sao? Đôi mắt xinh đẹp của La Lị trợn trừng lên, mặc dù đã nhìn thấy được sự thật nhưng vẫn không thể tin tất cả những thứ mà chính mình đã chứng kiến. Trên mặt La Hải Đường cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn kim tệ ở trên sân không nói thêm gì cả, cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngọc Tu La đeo mặt nạ nên người ngoài không thể nhìn thấy được biểu cảm của nàng nhưng bây giờ chính bản thân ngọc tu la lại rất rõ ràng nhất định trên gương mặt nàng đang tràn ngập vẻ sợ hãi và không thể tin nổi trên thực tế nàng cũng không thể nào chấp nhận được kết quả này không tin có người có thể tránh né được sức mạnh phi thiên của nàng bởi vì dòng dõi ngọc tu la chỉ có nửa bộ phi thiên kinh nên bị người ta tránh được cũng không coi là chuyện kỳ lạ nhưng mà nàng lại không như thế bởi vì quan hệ huyết thống mà sức mạnh phi thiên của nàng gần như đã trở nên hoàn mỹ mấy năm gần đây đã không còn ai có thể né tránh được sức mạnh phi thiên của nàng nữa rồi vẻ mặt của ngọc tu la lạnh lẽo không nói một lời lại vung sức mạnh phi thiên ra một lần nữa hơn nữa còn liên tục vung hai tay lên lần lượt chém từng nhát về phía kim tệ nhưng vẻ mặt của hàn sâm lại không hề thay đổi thân hình của hắn dường như di chuyển rất tùy ý vậy mà sức mạnh phi thiên của ngọc tu la lại hoàn toàn không thể đánh trúng được hàn sâm tất cả đều bị hắn tránh né được đừng nói là sức mạnh phi thiên gần như đã hoàn mỹ của ngọc tu la cho dù thật sự là sức mạnh phi thiên hoàn mỹ thì cũng sẽ bị động huyền kinh của hàn sâm khống chế, gần như không có khả năng đánh chúng được hắn. Là giả sao? Đó là sức mạnh phi thiên giả sao? Chết tiệt, thần bê mạnh quá. Sức mạnh phi thiên không có một chút tác dụng nào ở trước mắt hắn. Nhất định là ta đã nhìn thấy sức mạnh phi thiên giả rồi. Kim tệ thực sự quá đáng sợ, không những sức mạnh phong ấn. Thậm chí ngay cả sức mạnh phi thiên cũng đều không làm hắn bị thương được. Rốt cuộc còn có sức mạnh gì có thể đánh một trận với hắn được chứ? Bây giờ người đứng đầu 10 thần tử không ai khác chính là Kim tệ. Rồi trong lòng toàn bộ sinh linh đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, năm đó Đại La sát thần đã bùng nổ giết chết tất cả dựa vào sức mạnh phi thiên, mạnh mẽ chiếm đoạt được một tòa tí hộ sở, siêu cấp để cho nhân loại có được một chỗ đứng ở trong tí hộ sở thứ tư, cũng làm cho dị sinh vật và dị linh thấy được sức mạnh khủng khiếp của sức mạnh phi thiên. Cho dù là dị sinh vật hay dị linh đỉnh cấp thì cũng không dám coi thường một chút nào đối với sức mạnh phi thiên, nhưng mà hôm nay bọn họ nhìn thấy Kim tệ, tùy ý cũng có thể tránh né được sức mạnh phi thiên. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng nghỉ ngờ. Thứ mà bọn họ nhìn thấy lúc này có phải là sức mạnh phi thiên giả hay không? Sức mạnh phi thiên là thật, chẳng qua là tên kim tệ đó quá mạnh mẽ, đánh bại lục đạo, miễn dịch với sức lực phong ấn. Ngay cả sức mạnh phi thiên cũng đều không thể làm cho hắn bị thương một chút nào. Rốt cuộc hắn chui ra từ đâu chứ? Tại sao từ trước đến nay lại hoàn toàn chưa được nghe nói đến sức mạnh như vậy? Chủ nhân thần vực nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn sâm ha ha nhìn thấy được chưa đó chính là cường giả của nhân loại chúng ta sức mạnh phi thiên thì coi là cái gì chứ thần b là thần đó ở trước mặt thần thì tất cả đều là cạn bã rất nhiều bán thần nhân loại vừa mới được thăng cấp trước đây cũng đã từng là fans hâm mộ của kim tệ lúc này bọn họ đều cảm thấy nhiệt huyết đang xuôi trào hận chính mình không thể giống với kim tệ giành được vinh quang chiến thắng cho nhân loại ở trên trận chiến thần và đại chiến với dị tộc đương nhiên dị sinh vật và dị linh đều không tin kim tệ là con người cái gì mà cường giả của nhân loại các ngươi chứ đó rõ ràng là dị sinh vật dị sinh vật cái gì chứ đó là bộ tộc dị linh của chúng ta khắp nơi trên khán đài đều là tiếng cãi nhau ẩm còn ở bên trong chiến trường ngọc minh nhi lại đang sợ hãi đến cực điểm sức mạnh phi thiên luôn để cho nàng tự cao tự đạo lại không có một chút tác dụng nào đối với kẻ địch ở trước mặt cho dù nàng có cố gắng như thế nào thì sức mạnh phi thiên trước đây làm gì cũng thuận buồm xuôi gió bây giờ lại hoàn toàn mất đi đỉnh cao mà nó đáng có thân thể tùy ý chuyển động của hàn sâm đó lại trở nên càng lúc càng cao lớn trong ánh mắt của ngọc minh nhi càng ngày càng thần bí không thể đoán trước được làm cho lòng tự tin của ngọc minh nhi phải nhận lấy đà kích cực kỳ lớn nhìn chung hàn sâm đã biết được sức mạnh phi thiên của ngọc minh nhi đạt đến trình độ nào rồi khoảng cách đến sức mạnh phi thiên thật sự hoàn mỹ vẫn còn cách một đoạn so với linh còn kém hơn rất nhiều nếu như hàn nghiên có thể đạt đến siêu cấp thì tuyệt đối sẽ không thua kém gì so với ngọc minh nhi ngọc tu la này thật sự là một tai họa Mới chỉ một nửa Phi Thiên Kinh đã có thể đạt được đến trình độ này, vẫn nên giết nàng trước đi thì tốt hơn, tránh để cho sau này sẽ trở thành phiền phức. Đáy mắt Hàn Sâm xuất hiện một tia sát khí, đột nhiên thân hình của hắn trở nên hung bạo, trong phút chốc đã đến trước mặt Ngọc Minh Nhi. Lúc này lòng tự tin của Ngọc Minh Nhi đã phải chịu đựng sự đả kích vô cùng nghiêm trọng, khí thế đã rơi xuống mức thấp nhất, nhưng mà vẫn nhanh chóng thoát được khỏi nắm đấm của Hàn Sâm đang hướng về phía ngực nàng. Hàn Sâm cũng không đuổi theo hắn đưa suy huyết tới bên khóe miệng rồi mạnh mẽ thổi về phía ngọc minh nhi một tia huyết quang lập tức nhằm thẳng về phía ngọc minh nhi ngọc minh nhi xứng đáng là huyết thống xuất sắc nhất từ trước tới nay của dòng dõi ngọc tu la trong tình huống như thế này mà vẫn mạnh mẽ giữ được bình tĩnh xoay người né tránh tia huyết quang đó nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tránh né được huyết quang bay sượt qua gò má của nàng cắt cái mặt nạ trên mặt nàng rơi xuống thành hai nửa thân hình của hàn sâm giống như di chuyển tức thời xuất hiện ở trước mặt ngọc minh nhi nắm đấm cũng đã gần như sắp đánh lên trên mặt nàng, nhưng khi thấy được gương mặt của nàng thì hắn lại hơi ngẩn ra, theo bản năng hắn thu nắm đấm lại không đánh vào gương mặt của Ngọc Minh Nhi. Làm sao có thể giống như vậy chứ? Trong lòng hàn sâm thầm giật mình, gương mặt của Ngọc Minh Nhi quả thực rất giống Linh, nếu như không phải Ngọc Minh Nhi lớn tuổi hơn một chút thì thậm chí hàn sâm, còn nghỉ ngờ đây chính là Linh. Muốn giết thì cứ giết. Ngọc Minh Nhi đứng đó nhìn nắm đấm của Hàn Sâm đang dừng lại ở trước gương mặt nàng, cắn môi nói, nói cho ta biết ngươi tên là gì ngươi thuộc về nhánh nào của tộc tu la hàn sâm nhìn ngọc minh nhi hỏi hàn sâm vẫn luôn điều tra về thân thế của linh từ trước tới nay chưa bao giờ từ bỏ nhưng trước sau cũng chẳng có chút manh mối nào bây giờ nhìn thấy ngọc minh nhi khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt trước khi biết rõ được quan hệ của nàng với linh thì hàn sâm không có ý định sẽ giết nàng thế nhưng ngọc minh nhi lại không nói một lời nào ở phía sau đột nhiên có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện nàng lách mình lùi vào phía trong đó Đồng thời cũng căm hận nói, Kim tệ đúng không? Ta sẽ ghi nhớ ngươi, lần sau tuyệt đối ta sẽ không thua nữa." Hàn Sâm nhìn Ngọc Minh Nhi nhận thua rút lui, hắn cũng không ngăn cản, nếu như hắn không định giết Ngọc Minh Nhi thì có chặn nàng lại, cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù Ngọc Minh Nhi không nói thì có lẽ Hàn Sâm cũng biết nàng chắc chắn là dòng dõi Ngọc Tu La, có chạy trời cũng không khỏi nắng. Bây giờ hai chữ Kim tệ đã trở thành đề tài sốt dẻo nhất ở trong tí hộ sở, thứ tư và thậm chí là toàn bộ thế giới hiện tại chủ đề nóng hổi nhất chính là kim tệ rốt cuộc là ai. Mà đối với sinh vật của tí hộ sở thì kim tệ là ai cũng đều không quan trọng, hiện tại tất cả sinh vật đều cho rằng, kim tệ chắc chắn có thể gia nhập vào hàng ngũ của người thần tử, thậm chí rất có thể còn giành được vị trí đứng đầu của người thần tử. Nhưng Hàn Sâm lại không có tâm trạng quan tâm đến những thứ này, sau khi hắn trở lại liên minh lập tức kéo Linh qua nhìn trái nhìn phải, càng nhìn lại càng thấy dáng vẻ giống Ngọc Tu La kia như đúc. Cái người Ngọc Tu La đó không phải là chị gái hay mẹ của Linh chứ? trong lòng hàn sâm âm thầm suy nghĩ nhưng suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy không đúng mặc dù nhìn linh vẫn còn giống như một cô gái trẻ nhưng mà tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa có thể ngọc tu la kia thực sự còn ít tuổi hơn linh hàn sâm nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn tìm người đi dò xét xem rốt cuộc ngọc tu la kia là ai nàng đã để lộ ra khuôn mặt hơn nữa là tộc tu la chắc chắn không tránh khỏi có quan hệ với dòng dõi ngọc tu la có lẽ cũng không quá khó khăn để thăm dò về nàng sau khi hàn sâm tìm được các loại phương pháp thì đúng là để cho người ra ngoài nghe ngóng thực ra không có một chút khó khăn nào bởi vì chuyện ngọc minh nhi bị kim tệ đánh bại cũng đã gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi ở trong tộc tu la rất nhanh hàn sâm đã biết được cái người ngọc minh nhi kia đúng là người của dòng dõi ngọc tu la hơn nữa còn là con gái của nữ hoàng tu la chỉ là trước đó không ai biết ngọc minh nhi lại có thể lợi hại đến như vậy con gái của nữ hoàng tu la sao chẳng lẽ linh cũng có thể là con gái của nữ hoàng tu la không đúng nếu như nàng là con gái của nữ hoàng Tu La, vậy làm sao ngày thường nàng lại có dáng vẻ của nhân loại chứ? Hàn Sâm cảm thấy việc này có chút không đáng tin, trong phút chốc cũng đoán được lý do vì sao lại như vậy. Xem ra chỉ có thể tìm đáp án từ trên người của dòng dõi Ngọc Tu La thôi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, trận chiến thần vẫn còn đang tiếp tục, tất cả những đối thủ mà Hàn Sâm gặp phải tiếp đó đều lựa chọn bỏ cuộc, vốn dĩ không có người nào dám tranh đấu với hắn cả. Bên Hàn Sâm vẫn luôn sóng yên biển lặng, nhưng mà ở trên chiến trường thần lại xảy ra một việc lớn chủ nhân của thiên ngoại lại bị một sinh vật không biết từ đâu tới đánh bại hơn nữa còn bại trận cực kỳ thảm thương bị một quyền trực tiếp oanh tạc cơ thể gây nên chấn động vô cùng to lớn ở trong tí hộ sở thứ tư không thua gì với việc hàn xâm đánh bại được lục đạo đại đế cũng may chủ nhân của thiên ngoại là dị linh nên cũng không thực sự bị đánh chết điều ấy khiến cho hàn xâm cảm thấy có hơi tiếc nuối sau khi nghe xong nhưng mà một cường giả có thể giết chết được chủ nhân của thiên ngoại làm cho hàn xâm Vô cùng cảnh giác, hắn nghe ngóng kỹ càng xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, sau khi nhận được đáp án lại làm cho sắc mặt của Hàn Sâm thay đổi. Nghe Vương Vũ Hàng miêu tả trận đối chiến mà hắn xem lúc đó, không nhìn ra được tên giết chết chủ nhân của Thiên Ngoại, chỉ bằng một quyền là dị sinh vật hay là dị linh, toàn thân hắn mặc áo giáp màu đen, đấm ra một quyền mang theo hào quang mãnh liệt, nhưng mà hào quang lại vô cùng lạnh lẽo. Chủ nhân của Thiên Ngoại đã bị đóng băng toàn thân cùng với hạch gen của mình sau đó bị nổ tung vỡ tan, hoàn toàn không có chỗ trống để phản kháng. Là quái nhân áo giáp ở trong cái lò sắt lớn đó sao? Sau khi Hàn Sâm nghe xong những miêu tả của Vương Vũ Hàng, một bóng dáng kinh khủng lập tức nhảy ra ở trong đầu Hàn Sâm, làm cho hắn không tránh khỏi cảm giác có chút hơi nhức đầu. Nếu như đúng là quái nhân áo giáp ở trong lò sắt lớn đó, Hàn Sâm cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại được hắn. Trận chiến lúc trước giữa người đá không đầu và quái nhân áo giáp đó Đến tận bây giờ vẫn còn chưa phai nhạt trong ký ức của Hàn Sâm, ở trong ấn tượng của Hàn Sâm, trình độ khủng khiếp của quái nhân áo giáp đã vượt qua rất nhiều sự tồn tại hàng đầu ở trong tí hộ sở. Thứ tư, giết chết chủ nhân của thiên ngoại chỉ bằng một quyền, Hàn Sâm tự cảm thấy bản thân mình cũng chưa chắc có thể làm được. Khi đến vòng kế tiếp, Hàn Sâm đã đi xem quái nhân áo giáp đối chiến từ sớm, mặc dù đối thủ bỏ cuộc không hề xuất hiện, thế nhưng mà Hàn Sâm lại vẫn thấy được quái nhân áo giáp kia, quả thực chính là người ở trong cái lò sắt lớn đó không ở lại trong lò sắt lớn sống hưởng phúc mà còn chạy tới đây tham gia trận chiến thần gì đó hàn sâm cảm thấy có hơi đau đầu hàn sâm nghiên cứu về quái nhân áo giáp và lộ trình thăng cấp của bản thân một chút hắn phát hiện trước khi vào được người thần tử sẽ không gặp phải quái nhân áo giáp kia hắn thở phào nhẹ nhõm lỡ như hắn và quái nhân áo giáp chiến đấu cả hai cùng bị thiệt hại quay đầu lại để cho người khác nhặt được món hời thì không tốt lắm cứ vào được tốt người trước đã rồi nói sau đến lúc đó sẽ lại nhìn xem tình hình thế nào bởi vì sự xuất hiện của quái nhân áo giáp đã khiến cho tình thế ban đầu xuất hiện những thay đổi, trước đó tất cả đều cho rằng Kim Tệ gần như đã có thể giành được vị trí đầu tiên của người thần tử, bây giờ bọn họ lại đều đang bàn luận rốt cuộc Kim Tệ và quái nhân áo giáp đó ai mạnh hơn một chút, nhắc tới cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng chẳng có người nào biết rốt cuộc quái nhân áo giáp từ đâu đến, cũng không truyền ra được một chút tin tức nào, có lẽ ngoại trừ Hàn Sâm, vốn dĩ những sinh vật khác cũng không thể nào biết được quái nhân áo giáp chui ra từ cái lò sắt lớn. Cái này đúng thật là một phiền phức vô cùng lớn. Lúc trước người đã không đầu sử dụng tháp thiên mệnh, cũng không thể thu phục được cái tên quái nhân áo giáp kia. Không biết ta có thể thu phục được hay không. Trong lòng Hàn Sâm cũng không hoàn toàn chắc chắn được. Tất cả các cuộc quyết đấu của bản thân Hàn Sâm gần như đều luôn là đèn xanh, không gặp phải thêm cản trở nào. Mấy lần lại đi xem quái nhân áo giáp chiến đấu thì đối thủ cũng đều bỏ cuộc rồi lại bỏ cuộc, vốn dĩ không có người nào dám ngăn chặn con đường lên cấp của hắn. Ngay cả rất nhiều bán thần đỉnh cấp cũng đều trực tiếp bỏ cuộc, nghĩ đến kết cục của chủ nhân thiên ngoại, vốn dĩ chẳng có một ai có đủ dũng khí chiến đấu một trận với quái nhân áo giáp. Hàn Sâm nhìn quái nhân áo giáp một cái rồi tiếp đó lại nhìn đối thủ, sau khi nhìn một lát thì hắn không khỏi có hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trước khi thăng cấp vào 10 thần tử, vậy mà Cố Khuynh Thành lại đụng phải tên quái nhân áo giáp kia. Mặc dù Cố Khuynh Thành rất mạnh, nhưng cái tên quái nhân áo giáp kia lại cực kỳ quỷ quái tốt hơn hết ta phải đi khuyên nhủ nàng, không được để cho nàng xuất chiến. Hàn Sâm chạy về tí hộ sở, sau khi tìm được cố khuynh, thành hắn kể lại chuyện mình gặp phải quái nhân áo giáp ở di tích thần cho nàng nghe. Chị cố, cái tên quái nhân áo giáp đó cực kỳ quỷ quái, nói không chừng sức mạnh của hắn còn không thuộc về tí hộ sở thứ tư, ngươi đừng có tranh chấp với hắn, làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của ngươi sẽ không tốt đâu. Hàn Sâm nói giống như đang đùa giỡn. Làm sao, ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn sao? Cố Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm hỏi. Không phải, ta chỉ cảm thấy hắn chính là một con quái vật, cũng không khác gì so với súc sinh, một đại mỹ nhân ra thịt yêu kiều mềm mại, như người chiến đấu với một tên súc sinh cũng chẳng có lợi gì hết. Hàn Sâm nói. Nụ cười của Cố Khuynh Thành biến mất, nàng nhìn Hàn Sâm nói. Nếu như thật sự giống như lời ngươi nói, hắn xuất hiện từ cái lò sắt lớn kia, vậy ta lại càng muốn đi gặp hắn. Vì sao? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Ngươi có biết cái lò sắt lớn đó là cái gì không? Cố Khuynh Thành không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, ngược lại còn hỏi một câu hỏi kỳ quái. "Làm sao ta biết được?" Hàn Sâm cười khổ nói, "Nếu như hắn biết lò sắt lớn là cái gì thì lúc trước cũng không đi trêu chọc nó." Vẻ mặt của Cố Khuynh Thành có phần hơi phức tạp nói, "Nếu đúng như ngươi miêu tả, vậy thì cái lò sắt lớn đó có lẽ là lò luyện đan của một luyện khí sĩ vô cùng nổi tiếng trước đây. Ngươi nói cái lò sắt lớn đó là của nhân loại thời cổ đại sao?" Hàn Sâm lập tức trợn trừng đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Khuynh Thành ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nên tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn." Cố Khuynh Thành bình tĩnh nói, "Thời cổ đại nhân loại chúng ta có thứ như vậy sao?" Hàn Sâm vẫn còn không tin tưởng lắm, mặc dù lịch sử nhân loại cũng đã có hơn mấy vạn năm, có lẽ trước đó còn có lịch sử chỉ được truyền tai kể lại mà không có trong tư liệu lịch sử, nhưng mà coi như có gộp hết những thứ này vào chung một chỗ thì cũng không so sánh được với lịch sử của tộc Tu La, lại càng không thể nào bằng những chủng tộc như tinh tộc cổ xưa đó. Nếu như nói thời cổ đại nhân loại có bảo vật mạnh đến như vậy thì thực sự hàn sâm, có chút không thể tin được, nếu nhân loại có thứ mạnh mẽ, như thế thì đã nổi lên ở trong thế giới từ sớm rồi, cũng sẽ không tiến vào thế giới muộn đến như vậy, càng không thể biến thành nước phụ thuộc vào tộc Tu La. Nhân loại cổ đại thực sự có một số thứ kỳ quái, thật ra trên người ngươi cũng một thứ, chẳng qua bây giờ không có được sức mạnh như vậy nữa. Cố khuynh thành cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói, ngươi đang nói đến thái A kiếm, hàn sâm nghĩ tới nghĩ lui trên người hắn mình cũng chỉ có thanh kiếm này thuộc về lịch sử cũng không khác biệt lắm với thời đại đó của cố khuynh thành cố khuynh thành gật đầu trước khi thái a kiếm bị gãy thì nó vô cùng mạnh mẽ lúc mà ta rời đi thái a kiếm vẫn là một trong số thập đại thần kiếm về sau không biết vì sao mà lại bị gãy khi đó có rất nhiều thứ cũng đã không còn tồn tại nữa ta cũng không biết rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng mà có một chuyện ta có thể khẳng định nếu như cái lò sắt lớn kia thật sự giống với miêu tả của ngươi Vậy thì đến 89 phần 10 nó chính là cái lò luyện đan đó. Lò luyện đan dùng để luyện chế đan dược sao?" Hàn Sâm hỏi. Cố Khuynh thành do dự một lúc rồi nói, "Thời đại đó mục đích cuối cùng của rất nhiều luyện khí sĩ đều là có thể bay lên trời thành tiên, đan dược chính là một trong những phương pháp tu luyện của trường phái đó, được lưu truyền rất rộng rãi bên trong các luyện khí sĩ. Trong số đó, một cái lò luyện đan nổi tiếng nhất chính là Trường Sinh Lô của luyện khí sĩ Từ Phúc." Từ Phúc Hình như ta đã từng nghe nói qua về cái tên này, có phải là người đã ra biển tìm tiên dược Trường Sinh bất lão cho vị hoàng đế đầu tiên của thời cổ đại không?" Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn đã từng được nghe qua trong câu chuyện cổ tích ở nhà trẻ. Cố Khuynh Thành lắc đầu nói, "Trước khi ta bước vào tí hộ sở vẫn còn chưa có vị hoàng đế đầu tiên nào cả, Từ Phúc mà ta biết là một luyện khí sĩ vô cùng nổi tiếng, sở trường chính là luyện đan thuật, chỉ có điều đan mà hắn luyện cũng không phải đan dược, mà chính là cơ thể của hắn." Luyện chính cơ thể của mình sao? Hắn muốn luyện chính bản thân mình thành đan dược. Hàn Sâm lại càng trở nên kinh ngạc hơn. Đương nhiên không phải hắn mượn lò để luyện cơ thể, hấp thụ khí của đan dược, dùng nội đan ngưng tụ, cuối cùng đạt được đến mục đích bay lên trời thành tiên. Nhưng mà thật sự rất đáng tiếc, khoa học hiện đại đã chứng thực tiên giới không hề tồn tại. Ở thời điểm đó của bọn ta, thuật luyện khí thật sự có thể phá vỡ hư không bay lên trời, giữa ban ngày cực kỳ nhỏ, phần lớn cũng chỉ là tin đồn mà thôi có lẽ chỉ sợ cũng chưa có người nào thực sự thành công, cho dù có thật sự thành công thì cũng chẳng biết đã đi đến nơi nào rồi, dù sao cũng không thể nào là tiên giới. Cố Khuynh Thành nhún vai nói. Hàn Sâm nghe vậy thì trong lòng khẽ dao động, trước đó động huyền tử phá vỡ hư không, kết, quả đã đến được tí hộ sở, như vậy những luyện khí sĩ khác phá vỡ hư không, có khả năng cũng sẽ đến được tí hộ sở hay không? Nếu như thật sự từ phúc đã thành công phá vỡ hư không, rất có thể hắn cũng đến được tí hộ sở, nếu như cái lò đó thực sự là trường sinh lô của tử phúc không phải quái nhân áo giáp chính là tử phúc đấy chứ nhưng mà hàn sâm suy nghĩ lại thì hình như có chút gì đó không đúng tiểu sư tử vương chiếu ngọc đã từng nói lão sư vương cha của hắn đã từng nhìn thấy cái lò sắt lớn kia khi còn trẻ có lẽ tuổi tác của lão sư vương còn lớn hơn lịch sử của nhân loại rất nhiều thứ mà nó đã từng nhìn thấy lúc còn trẻ gần như không thể nào là của nhân loại ta thấy có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp giống nhau mà thôi cái lò sắt lớn đó đã tồn tại ở bên trong di tích thần không biết bao nhiêu năm tháng, chắc chắn còn lâu hơn cả lịch sử của nhân loại, không có khả năng nó là trường sinh lô của tứ phúc gì đó đâu. Hàn Sâm nói với Cố Khuynh Thành, có đúng hay không thì phải thử qua mới biết được. Cố Khuynh Thành cố chấp nói, nhìn thấy Cố Khuynh Thành khăng khăng muốn chiến đấu một trận với quái nhân áo giáp, Hàn Sâm cũng không còn cách nào, dù sao thì tất cả những thứ cần nhắc nhở hắn đều đã nói rồi, Cố Khuynh Thành có xảy ra chuyện gì thì cũng thể trách hắn được. Trận chiến thần vẫn còn đang tiếp tục, hàn xâm và quái nhân áo giáp gần như không có bất cứ trở ngại gì những dị linh và dị sinh vật gặp phải bọn họ đều chủ động bỏ cuộc để cho bọn họ cứ thế đi thẳng tới hết vòng này tới vòng khác trải qua nửa tháng cuối cùng cũng đã tới trận chiến của cố khuynh thành và quái nhân áo giáp ở trong trận chiến trước đó biểu hiện của cố khuynh thành vẫn vô cùng đáng ngạc nhiên vậy nên dường như cuộc tranh tài này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều dị sinh vật và dị linh toàn bộ sinh linh đều đang suy đoán cố khuynh thành có dám chiến đấu một trận với quái nhân áo giáp hay không? Sự thật đã chứng minh Cố Khuynh Thành quả thực là người vô cùng cố chấp, mặc dù Hàn Sâm đã nhắc nhở một lần nữa, nhưng mà Cố Khuynh Thành vẫn kiên trì xuất chiến, khi nàng xuất hiện ở bên trong chiến trường, thì đã lập tức giấy lên những tiếng gieo hồ vô cùng lớn. Đây là hoan hô cho tinh thần can đảm của Cố Khuynh Thành, đồng thời cũng ẩn chứa một ý nghĩa khác, cuối cùng bọn họ lại có thể nhìn thấy quái nhân áo giáp ra tay rồi. Bởi vì lúc đầu chẳng có ai chú ý đến cái tên quái nhân áo giáp này, Mãi cho đến khi hắn đấu một trận với chủ nhân thiên ngoại thì mới thu hút được sự chú ý của rất nhiều sinh linh, mà sau trận chiến ấy, vốn dĩ không có sinh linh nào còn có can đảm chiến đấu với quái nhân áo giáp nữa, vậy nên phần lớn mọi người đều chưa từng nhìn thấy quái nhân áo giáp ra tay, cũng càng không biết rốt cuộc thực lực của hắn là như thế nào. Bây giờ Cố Khuynh thành chịu ra tay đánh một trận, vừa hay bọn họ có thể nhìn xem quái nhân áo giáp có bất khả chiến bại giống như trong truyền thuyết hay không. Hôm nay Hàn Sâm không thi đấu. Cho nên hắn lập tức quay trở về tí hộ sở ly ảnh, xem trận so tài này cùng với đám người Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm biết rõ Cố Khuynh Thành rất mạnh, nhưng mà đồng thời quái nhân áo giáp cũng cực kỳ khủng khiếp, Cố Khuynh Thành có thể chiến thắng hay không, Hàn Sâm cũng không hề chắc chắn một chút nào, trong lòng chỉ có thể cầu chúc Cố Khuynh Thành may mắn. "Lão Hàn, chị Cố sẽ không có vấn đề gì chứ?" Vương Vũ Hàng không yên tâm hỏi, hắn đã tận mắt nhìn thấy quái nhân áo giáp giết chết chủ nhân thiên ngoại chỉ bằng một quyền, biết rõ sự đáng sợ của quái nhân áo giáp, vậy nên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như nàng dám đi thì có lẽ sẽ không có chuyện gì, với bản lĩnh của nàng, cho dù có không đấu lại được muốn chạy trốn để giữ mạng, có lẽ không một ai trong tí hộ sở thứ tư có thể ngăn cản được nàng. Hàn Sâm chỉ có thể hướng đến phương diện tích cực mà nói, ai chạy trốn chứ? Là cái tên quái nhân áo giáp kia chạy trốn mới đúng. Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một cái, nàng đi tới ngồi xuống thêm đá ở bên cạnh hy vọng là như thế hàn sâm cười khổ nói tất cả đám miên dương và thanh ngưu cũng đều tới đây cổ vũ cố khuynh thành cố lên chỉ tiếc cố khuynh thành ở bên trong hội trường của trận chiến thân không nghe được nhìn thấy chiến trường đã mở ra cố khuynh thành bước vào bên trong chiến trường gần như cùng lúc đó phía đối diện cố khuynh thành cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tên quái nhân áo giáp đi ra từ bên trong môn quan đó ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào quái nhân áo giáp ít nhiều gì trong lòng bọn họ cũng đều đang chờ đợi xem những biểu hiện của hắn sẽ như thế nào chấn động giết chết chủ nhân thiên ngoại chỉ bằng một quyền làm cho các sinh vật đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn dùng mình sâu thẳm trong trái tim của một số người còn hy vọng sẽ có hình ảnh như vậy xuất hiện trở lại đôi mắt xinh đẹp của cố khuynh thành nhìn chằm chằm quái nhân áo giáp dường như đang suy nghĩ điều gì đó cũng không biết có phải nàng đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không quái nhân áo giáp cũng không nói gì hắn cứ thế giơ nắm đấm lên hào quang trên người lập tức bùng cháy lên chẳng qua thứ hào quang bùng cháy phát ra không phải nhiệt lượng, vậy mà khí lạnh đã gần như đông cứng vào tận trong xương tủy. truy cập haleydi.com hoặc link ở phần mô tả để mời mcly cà phê nhé. cố khuynh thành còn thẳng thắn hơn, nàng trực tiếp rút kiếm ra chém. thuần quân cổ mang theo kiếm quang bá đạo lập tức chém ngay trước mặt quái nhân áo giáp. cú va chạm giữa nắm đấm và thanh kiếm khiến cho ngọn lửa chập chờn và kiếm quang vỡ tan, rồi bùng nổ sức mạnh khủng khiếp làm nổ tung chiến trường kiên cố thành một cái hố lớn, hơn cả sân bóng rổ. Uy lực của thanh kiếm và nắm đấm này không thua kém gì sức mạnh lục đạo quy nhất cuối cùng của lục đạo đại đế, tất cả các sinh vật đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Hàn Sâm nhìn cũng thầm cau mày, kiếm pháp của Cố Khuynh Thành mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Nhưng quái nhân áo giáp vân không hề động đậy, ngọn lửa trên người càng lúc càng bùng cháy, sức mạnh trên người cũng càng ngày càng mạnh. Khi nắm đấm tới, ngọn lửa ánh sáng như ngục như uy nuốt chửng Cố Khuynh Thành vào bên trong. Trên thực tế toàn bộ chiến trường giống như núi lửa đang phun trào chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa cuộn trào dữ dội phun thẳng lên trời, đồng thời cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa đó mà thôi, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của cố khuynh thành và quái nhân áo giáp. Dầm, chỉ nhìn thấy một ngôi sao băng lao ra khỏi ngọn lửa, rồi va vào chiếc vòng bảo hộ trên chiến trường. Điều ấy khiến cho vòng bảo hộ dung chuyển một phen. Sau khi nhìn rõ thì phát hiện đó chính là cơ thể của cố khuynh thành, máu tươi phun ra từ miệng nàng bắn tung tóe lên bề mặt vòng bảo hộ nhưng trên người của cố khuynh thành đã được đông cứng bởi một lớp băng xương khi nhìn từ xa thì giống như một người được bao phủ bởi một lớp bột trắng một giây sau ngọn lửa lại bùng lên vẻ mặt của cố khuynh thành thay đổi cơ thể nàng lùi lại phía sau rồi bước vào một cánh cửa ánh sáng bất ngờ nhận thua và rời khỏi chiến trường những người xem trận đấu đều đã sớm trận mắt ngoác mồm trên mặt đầy vẻ sợ hãi cố khuynh thành bộc phát sức chiến đấu khủng khiếp như vậy nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được hai quyền trước mặt quái nhân áo giáp mà thôi loại sức mạnh này thật sự khủng khiếp, cả hiện trường đều chết lặng. Sức mạnh tuyệt đối, áp chế tuyệt đối. Chị cố, ngươi không sao chứ? Hàn sâm nhanh chóng bước lên đỡ cố khuynh thành xuyên qua từ trong bia võ đạo. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể nàng rất lạnh. Khi chạm vào người nàng, hàn sâm lại cảm thấy lòng bàn tay của mình gần như bị đóng băng. Ta vẫn chưa chết được. Cố khuynh thành run rẩy nói. Tiểu ngân ngân, mau đến đây giúp. Hàn sâm vội vàng gọi tiểu ngân ngân đến để tiểu ngân ngân dùng lôi điện ngân sắc, chữa trị vết thương cho cố khuynh thành lôi điện ngân sắc hạ trên người cố khuynh thành sau khi kéo dài nửa giờ thì tình trạng của cố khuynh thành đã dần dần có chuyển biến tốt được rồi sau hơn một giờ cố khuynh thành mở miệng nói chuyện sắc mặt cũng đã hoàn toàn hồi phục tiểu ngân ngân mới dừng việc điều trị lại chị cố quái nhân áo giáp đó thực sự mạnh như vậy sao vương vũ hàng không nhịn được bèn hỏi cố khuynh thành chỉ lắc đầu không nói gì cả sau khi rời khỏi võ đạo trường mới gọi một mình hàn sâm đến và nói Phương pháp quái nhân áo giáp sử dụng thật sự là phương pháp của luyện khí sĩ. Nói như vậy thì hắn thật sự là từ phúc." Hàn Sâm giật mình nói. Cố Khuynh Thành lại lắc đầu nói, "Không, mặc dù phương pháp hắn sử dụng là là phương pháp của luyện khí sĩ, nhưng sức mạnh của hắn lại khiến ta cảm thấy không giống như một luyện khí sĩ, mà càng giống một dị sinh vật hơn." Hàn Sâm cau mày nhìn Cố Khuynh Thành, vẫn không hiểu được rốt cuộc Cố Khuynh Thành muốn biểu đạt điều gì. Cố Khuynh Thành sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó tiếp tục nói, Người nói xem có khả năng dị sinh vật học được phương pháp của luyện khí sĩ không? Có thể sao? Theo như ta biết, cho dù là dị sinh vật hay dị linh, sức mạnh của chúng đều là bẩm sinh, không cách nào thay đổi được. Học kỹ xảo của con người và một số thứ đại loại như ý cảnh, thì còn có thể được. Nhưng nếu nói là sức mạnh bản thân, e rằng rất khó thay đổi. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Cố khuynh thành do dự nói, không phải trước đây người nói quái nhân áo giáp ở trong lò sắt lớn sao? Nếu đó thật sự là trường sinh lô, có lẽ đã có người sử dụng phương pháp của luyện khí sĩ, liên tục luyện hóa trong trường sinh lô, từ đó khiến cho thể chất của hắn phát sinh một số thay đổi, một dị sinh vật có năng lực của luyện khí sĩ. Hàn Sâm ngẫm nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù Hàn Sâm chưa trải qua thời đại đó, cũng không biết luyện khí sĩ mạnh đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn năng lực của Cố Khuynh Thành, hắn lập tức biết được luyện khí sĩ không hề đơn giản, chút nào, nếu một dị sinh vật mạnh mẽ có năng lực của luyện khí sĩ, thì quả thực rất đáng sợ quái nhân áo giáp lại đại thắng một lần nữa khiến cho toàn bộ tí hộ sở, thứ tư phải kinh ngạc. Vốn tưởng rằng kim tệ có khả năng cạnh tranh với sinh vật quái nhân áo giáp, thế nhưng sau khi xem trận đấu này, họ đều cho rằng kim tệ không phải là đối thủ của quái nhân áo giáp. Quái nhân áo giáp tùy ý tung ra một đòn đều có thể được so với đòn mạnh nhất của lục đạo đại đế. Hơn nữa đó không phải là giới hạn của hắn, xem ra sự tranh lệch về thực lực khá rõ ràng. Tại sao tí hộ sở thứ tư chúng ta có thể có một cường giả mạnh như vậy được? hắn ta vẫn chưa phá vỡ hư không đã thăng cấp thành thần, không hợp lý chút nào hết. Có thể là thần đã xa ngã xuống tí hộ sở thứ tư. Có lẽ cuộc chiến thần này không còn gì phải hồi hộp nữa, quái nhân áo giáp đứng thứ nhất, kim tệ đứng thứ hai. Đúng là không có gì hồi hộp, quái nhân áo giáp thật sự quá lợi hại. Ngay cả một cường giả mạnh như chủ nhân của thần vực cũng đã chết rồi, chỉ hy vọng có thể vào top 10, không còn mong đợi giành được vị trí thứ nhất, quái nhân áo giáp mạnh quá mức khiến người khác phải tuyệt vọng. Hàn Sâm lại không nghĩ vậy, mặc dù quái nhân áo giáp rất mạnh nhưng cũng không phải là vô địch tuyệt đối ít nhất cố khuynh thành vân nhận của hắn hai quyền mà không chết chỉ cần không phải là vô địch tuyệt đối nghĩa là vẫn có cơ hội hàn sâm tỉ mỉ hỏi các chi tiết trong trận đấu giữa cố khuynh thành và quái nhân áo giáp cũng như rốt cuộc quái nhân áo giáp đã sử dụng những phương pháp luyện khí sĩ nào theo những gì cố khuynh thành nói sức mạnh quái nhân áo giáp sử dụng chính là đan sát thuật rất nổi tiếng vào thời của nàng lấy sức mạnh ngưng tụ trong nội đan lúc cần có thể bộc phát ra vượt xa sức mạnh của bản thân nội đan tương đương với một khí hải tinh hoa phiên bản nén tất cả sức mạnh chứa đựng bên trong còn mạnh mẽ và thuần khiến hơn rất nhiều so với sức mạnh của chính nó cố khuynh thành nói với hàn sâm rằng cơ thể của quái nhân áo giáp đó không mạnh hơn nàng bao nhiêu quyền đầu tiên của quái nhân áo giáp là sức mạnh của chính hắn cố khuynh thành có thể chống lại được nhưng sức mạnh trong nội đan của quái nhân áo giáp lại mạnh hơn cố khuynh thành rất nhiều đến quyền thứ hai Cố Khuynh Thành khó có thể chống đỡ được sức mạnh bộc phát từ trong nội đan, cho nên mới phải thua. Trận chiến thần vẫn đang tiếp tục diễn ra, Hàn Sâm đã thuận lợi lọt vào trong top 10 thần tử. Quái nhân áo giáp thì không cần phải nói tới, căn bản không ai dám đánh với hắn, đồng thời hắn cũng lọt vào top 10 thần tử sau khi quyết định 10 thần tử, trận chiến thần cũng coi như là đã kết thúc, chỉ còn lại lượt chiến đấu xếp hạng của 10 thần tử cuối cùng. Mỗi thần tử đều phải lần lượt quyết đấu với 9 thần tử khác, cuối cùng sẽ đưa ra bảng xếp hạng của 10 thần tử. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng quái nhân áo giáp nhất định sẽ đứng đầu 10 thần tử. Ngay cả một số người trong 10 thần tử cũng đã nói sẽ không tham dự trận chiến với quái nhân áo giáp. Dù sao cũng không có sinh vật nào hoàn toàn không sợ chết, cho dù là dị linh có năng lực sống lại, cũng không muốn bị người khác giết một cách vô ích. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa để bắt đầu chiến đấu xếp hạng. Hàn Sâm vẫn đang nghiên cứu khả năng đánh bại quái nhân áo giáp, bởi vì không biết khi bộc phát triệt để rốt cuộc nội đan của quái nhân áo giáp có thể bộc phát sức mạnh lớn như thế nào. Nếu vỏn vẹn chỉ có những thứ hàn sâm, nhìn thấy được thì chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ thể của hàn sâm, cộng thêm sự hợp thể với tiểu thiên sứ và hỗ trợ của bí kỹ huyết mạch mệnh thần kinh, thì có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại quái nhân áo giáp. Ở nơi không có người, hàn sâm thử nghiệm hợp thể với tiểu thiên sứ. Sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân hắn và vượt qua cả cấp đại đế trong nháy mắt. Hợp thể với tiểu thiên sứ không có tác dụng phụ, Hàn Sâm vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong trạng thái này. Nhưng rất khó để nói liệu trạng thái này có thể đánh bại quái nhân áo giáp hay không, cho nên Hàn Sâm đã thử nghiệm sử dụng bí kỹ huyết mệnh trong trạng thái này. Máu toàn thân dỉ ra từ huyết quản, chảy vào trong xương thịt khiến cơ thể Hàn Sâm sản sinh ra một sự thay đổi kỳ diệu. Cùng lúc đó, tháp thiên mệnh ở trong hồn hải cũng bắt đầu rung lên tựa như đang đáp lại Hàn Sâm, không nặng nề từ khí và chẳng có một chút dao động nào như lúc bình thường. Hàn Sâm triệu hồi tháp thiên mệnh rồi cầm trong tay, thử nghiệm khống chế sự công kích của tháp thiên mệnh. Hàn Sâm cũng không chính thức chiến đấu, hắn chỉ muốn xem thử, trong trạng thái này thì hắn có thể kiên trì được bao lâu. Tình hình tốt đến mức nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ và sử dụng dụng bí kỹ huyết mệnh, hắn không cảm thấy cơ thể có gánh nặng quá lớn. Hắn liên tục duy trì trạng thái này, gần một ngày mới dần dần cảm thấy cơ thể xuất hiện cảm giác, mệt mỏi. Thế là đủ rồi, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian cũng đã phân ra thắng bại sau khi hàn sâm và tiểu thiên sứ tách ra hắn lập tức cảm thấy trên người xuất hiện một cảm giác suy nhược xem ra bí kỹ huyết mệnh đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể của hắn chỉ là sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ ảnh hưởng này đã bị suy yếu đi rất nhiều lúc trở lại liên minh hắn thấy tiểu hoa và bảo nhi đang chơi trong sân linh thì đang uống trà ở trước chiếc bàn đá bên cạnh đồng thời trông chừng hai đứa nhóc linh ở nhà trông chừng hai đứa nó có cảm thấy buồn chán không nếu ngươi cảm thấy buồn chán thì có thể đến tí hộ sở trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút áy náy. Vì sự an toàn của người thân mà vẫn để Linh ở liên minh, trông non tiểu hoa và kỳ yên nhiên, điều này thật không công bằng với Linh. Linh nở một nụ cười đơn thuần, sau đó rót một tách trà để trước mặt Hàn Sâm, cũng rót đầy ly của mình, hai tay bưng lấy chén trà nóng hổi, để chén trà vẫn đang bốc khói sát vào miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụ. Nhìn Linh, không biết tại sao Hàn Sâm lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu, như thể mọi thứ không còn quá quan trọng nữa. Cho dù thân phận của nàng ấy là gì, Ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng ấy." Hàn Sâm Thầm thề thốt, cũng bưng tách trà tiến đến gần miệng, tận hưởng khoảng thời gian thanh thản hiếm có này. Giáo quan vẫn chưa tìm thấy Thanh Nhã, e rằng hắn đã chết rồi. Bên trong cung điện, một người đàn ông mặc áo choàng sau khi hành lễ với người ngồi trên bảo tọa rồi nói, "Là ai đã giết Thanh Nhã?" Người đàn ông ngồi trên bảo tọa trông có vẻ rất trẻ, nhưng không giống nhân loại cho lắm. Hắn có một mái tóc dài màu bạc, giữa hai đầu lông mày có một vết máu trên đỉnh đầu có một cái sừng hình xoắn ốc giống như kỳ lân nhưng sau lưng lại có một đôi cánh rồng màu vàng kim ngoài hình được tôn lên bởi bộ áo giáp pha lê màu vàng kim trông cực kỳ hùng tráng vẫn chưa điều tra ra được nhưng dựa vào năng lực của thanh nhã thuộc hạ cũng không nghĩ ra được kẻ nào có thể giết được hắn cho dù là mấy tên thánh đồ của huyết mệnh giáo muốn đánh bại thanh nhã thì không hề khó nhưng muốn giết chết thanh nhã thì e rằng không dễ như vậy thuộc hạ nghi ngờ người có thể giết chết thanh nhã một cách âm thầm như vậy có thể là xã trưởng Tân Lưu xã." Người đàn ông mặc áo choàng nói, "Tại sao là hắn? Hắn có thực lực làm chuyện đó sao?" Người đàn ông được gọi là giáo quan kia rất hứng thú nhìn người đàn ông mặc áo choàng nói. Người đàn ông mặc áo choàng hơi cúi đầu xuống và nói, "Lai lịch của xã trưởng Tân Lưu xã rất bí ẩn. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra thông tin chi tiết của hắn, cũng không biết hắn có phải là người của huyết mệnh giáo giống chúng ta và hay không." Sở Dĩ Thanh Nhã muốn điều tra hắn nên mới lẻn vào Tân Lưu xã. Hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Chỉ dựa vào những điều này vẫn không đủ để chứng minh rằng hắn đã giết Thanh Nhã giáo, qua nói một cách bình tĩnh. Muốn biết hắn có phải là người giết Thanh Nhã hay không rất đơn giản. Chỉ cần để ta thử hắn, tự nhiên sẽ biết hắn có năng lực đó hay không ngay. Người đàn ông mặc áo choàng nói, dù sao Tân Lưu xã cũng là một phần của tổ chức chúng ta. Ta và trưởng lão Tân Lưu xã đã có ước định sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của Tân Lưu xã. Nếu không thể xác định được xã trưởng Tân Lưu xã, Mới có lai lịch giống như chúng ta hay không thì tạm thời đừng nên động đến hắn." Giáo quan bình tĩnh nói. "Vậy thanh nhã phải tính sao?" Người đàn ông mặc áo choàng ngẩng đầu lên hỏi. "Chuyện này tạm thời để qua một bên, nếu thật sự là xã trưởng Tân Lưu xã làm, sớm muộn gì cũng có thể điều tra ra. Bây giờ còn có một việc quan trọng hơn cần ngươi đi làm." Giáo quan nói. "Xin giáo quan hãy căn dặn." Người mặc áo choàng vội vàng cúi đầu hành lễ. "Ngươi có nghe nói đến hai sinh vật xuất hiện trong trận chiến thần của tí hộ sở?" thứ tư không? Giáo quan nói. Ta có nghe nói, giáo quan nghi ngờ bọn chúng là người của huyết mệnh giáo sao? Người đàn ông mặc áo choàng nói. Giáo quan khẽ lắc đầu, bọn chúng không thể là người của huyết mệnh giáo được, nhưng thực sự có gì đó không bình thường. Hãy tìm vài người trong tí hộ sở để điều tra thân phận thật sự của bọn chúng. Giáo quan, sức mạnh của bọn chúng gần như là vô địch ở tí hộ sở thứ tư, và lại chúng ta không thể vào tí hộ sở thứ tư. Chỉ dựa vào sinh vật của tí hộ sở, thứ tư thì e rằng chúng ta cũng khó để đối phó với chúng. Người đàn ông mặc áo choàng nói, không cần đối phó với bọn chúng, chỉ cần xem qua và xác nhận bọn chúng có phải là nhân loại hay không. Giáo quan bình tĩnh nói, vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay. Mắt thiên thần vẫn ở trong tí hộ sở thứ tư, dựa vào năng lực của nó, có thể nhận biết được bọn chúng có phải là nhân loại hay không. Người đàn ông mặc áo choàng nói, đã điều tra ra chủ nhân của ba hạch gen kia chưa? Giáo quan lại hỏi, vẫn chưa tra ra được chủ nhân của chân huyết và giả thiên tán, nhưng rất có thể chủ nhân của tinh hạch chính là Hàn Sâm, vẫn đang chờ xác nhận. Người đàn ông mặc áo choàng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Là người của nhà họ Hàn sao? Đúng là âm hồn không tan. Người hãy đi đi, mau chóng xác nhận thân phận của hắn." Trong mắt giáo quan lóe lên vẻ thích thú. Vài ngày sau, cuối cùng trận đấu xếp hạng của 10 thần tử cũng bắt đầu. Đối thủ của Hàn Sâm ở vòng đầu tiên lại chính là chủ nhân thần vực Đương nhiên bây giờ Hàn Sâm không sợ chủ nhân thần vực. Nếu không phải vì gần đây phải tham gia trận chiến thần, hắn đã không thể chờ đợi được mà xông vào thần vực giết chết thần nữ từ lâu rồi. Bây giờ Hàn Sâm chỉ hy vọng chủ nhân thần vực sẽ không từ bỏ quyền thi đấu, xử lý chủ nhân của thần vực trước cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu muốn giết chủ nhân thần vực trong trận chiến thần thì chỉ cần một trọi một. Nhưng nếu tới tí hộ sở thần vực, Hàn Sâm phải đối mặt với rất nhiều cường giả siêu cấp, độ khó cũng không cùng một đẳng cấp. Sau khi vào chiến trường, Hàn Sâm phát hiện chủ nhân thần vực đang ở trong chiến trường, không từ bỏ quyền thi đấu, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần nữ đang theo dõi trận chiến thần trong võ đạo trường tại tí hộ sở thần vực. Ánh mắt nàng nhìn vào một người đàn ông toàn thân dường như được bao phủ, bởi thánh quan đang bước vào trong chiến trường. Người đàn ông được gọi là kim tệ này đã quá đỗi quen thuộc với thần nữ rồi. Bây giờ trong cả tí hộ sở thứ tư, thật sự có quá ít người không biết đến hai chữ kim tệ nhưng khi thần nữ nhìn kim tệ thì luôn cảm thấy có chút quen thuộc đây không phải là cảm giác quen thuộc với kim tệ mà là một cảm giác dường như trước đây đã từng gặp kim tệ nhưng nàng lại không nhớ ra được mình đã từng nhìn thấy hắn ở đâu cũng khó trách thần nữ không nhớ ra được bất kể như thế nào nàng cũng không có cách nào kết nối một cường giả tuyệt thế như vậy với một người trước kia từng bị hắc bối khuyển dùng tiếng gầm đánh bay mất lúc đó thần nữ còn chưa nhìn kỹ hàn sâm thì hắn đã bị hắc bối khuyển đuổi vào trong vách núi rồi trong lòng nàng ấy nghĩ rằng người đó đã chết, vì vậy thần nữ mới cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra được rốt cuộc đã gặp Hàn Sâm ở đâu. Chủ nhân thần vực nhìn Hàn Sâm, tiến vào chiến trường thì trực tiếp triệu hồi một cây quyền trượng màu vàng kim cầm trong tay. Trên lưng chủ nhân thần vực mọc ra mọc đôi cánh, trên áo giáp trên người lộng lẫy, quyền trượng màu vàng kim tỏa hào quang rực rỡ. Tạo hình này thật sự vô cùng uy phong, trông giống như thần sáng thế trong một số truyền thuyết tôn giáo. Hàn Sâm nhìn chủ nhân thần vực trong lòng đang tính toán làm sao có thể trực tiếp giết chết hắn, không để hắn có cơ hội nhận thua mà rút khỏi chiến trường. Tộc thần vực đều là sinh vật thần siêu cấp, chủ nhân thần vực còn là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Cho dù hiện tại gen thần siêu cấp của Hàn Sâm đã đầy đủ, thế nhưng hắn vẫn rất có hứng thú với thú hồn thần siêu cấp cuồng bạo và hạch gen. Không đợi Hàn Sâm ra tay, chủ nhân thần vực động thủ trước. Chỉ thấy hắn nâng quyền trượng trong tay lên, tinh thể màu vàng kim trên đỉnh quyền trượng lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Toàn bộ chiến trường được bao phủ bởi ánh vàng kim rực rỡ ấy. Hàn Sâm ở trong trạng thái Đế Linh siêu cấp sở hữu năng lực vạn pháp bất nhập, đương nhiên sẽ không sợ ánh sáng vàng kim rực rỡ kia. Nhưng sau khi ánh sáng vàng kim rực rỡ đó chiếu đến người Hàn Sâm, thì khiến cho hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì ánh sáng vàng kim rực rỡ đó dường như hoàn toàn không phát ra chút sức mạnh nào, cho nên không ảnh hưởng đến cơ thể Hàn Sâm. Tuy trạng thái Đế Linh siêu cấp vạn pháp bất nhập, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được nếu có sức công phá hoặc hay tiêu cực thì hàn sâm vẫn sẽ cảm nhận được chút gì đó nhưng bây giờ không có chút cảm giác nào cả có nghĩa là ánh sáng vàng kim rực rỡ đó không hề có tính công kích hàn sâm không nhìn ra được ánh sáng vàng kim rực rỡ đó có lợi ích gì cũng không có thời gian suy nghĩ về nó chủ nhân thần vực nâng quyền trượng trong tay lên rồi tấn công về phía hàn sâm hàn sâm bất động như núi nhìn thấy quyền trượng sắp đánh trúng người mình hàn sâm mới đột nhiên đưa suy huyết lên miệng rồi thổi một cái về phía chủ nhân thần vực Dầm. Ngay cả một cường giả như chủ nhân thần vực, cũng không thể chịu được sức công phá của suy huyết, trực tiếp bị tia máu xuyên thẳng qua đầu, toàn bộ phần đầu đều bị nổ tung. Nhưng một giây sau, đầu của chủ thần vực lập tức tái sinh như thể không có một chút ảnh hưởng nào, quyền trượng vẫn đập vào hàn sâm. Hàn sâm khẽ cao mày, đánh một quyền lên trên quyền trượng. Sức mạnh to lớn bất ngờ đánh bật quyền trượng ra, nhưng cũng không thể làm bị thương chủ nhân thần vực. Chủ nhân thần vực thấy sức mạnh của mình cũng không quá thua kém, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Lại đập quyền trượng mang theo ánh sáng vàng kim rực rỡ khủng khiếp về phía Hàn Sâm, một lần nữa. Hàn Sâm vừa chống lại sự tấn công, dữ dội của chủ thần vực, vừa dùng miệng liên tục phun ra tia máu. Những tia máu đó phun vào người chủ nhân thần vực, khiến cơ thể hắn nổ tung hết lần này đến lần khác. Thế nhưng dường như chủ nhân thần vực lại có chân thần sinh mệnh vô hạn, cho dù cơ thể của hắn có chịu bao nhiêu thương tích, thì cũng sẽ lập tức hồi phục ngay trong tức khắc. Đó là sự hồi phục chứ không phải lành vết thương. Máu thịt bị nổ tung ra lập tức biến mất, cơ thể hắn cùng hồi phục theo. Đó không đơn giản chỉ là lành vết thương, Hàn Sâm nhìn ra một số manh mối. Chủ nhân thần vực có thể hồi phục nhanh chóng hiển nhiên không phải là nhờ năng lực cơ thể vốn có của hắn, mà có được nhờ vào phạm vi của ánh sáng màu vàng kim rực rỡ đó. Trong phạm vi ánh sáng vàng kim rực rỡ, dường như chủ nhân thần vực có được khả năng hồi phục vô hạn, bất kỳ tổn thương nào đều vô dụng với hắn thậm chí không thể làm suy yếu sức mạnh của hắn khó trách ánh sáng vàng kim rực rỡ, của hắn không có lực công kích, hóa ra sức mạnh này là dùng cho bản thân hắn. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Sức mạnh của Kim Tệ cũng không phải quá mạnh, cũng chỉ mạnh hơn chủ nhân thần vực một chút mà thôi. Xem ra quả nhiên Kim Tệ không bằng kẻ mặc áo giáp kia, mà rõ ràng chủ nhân thần vực còn kém, hơn cả chủ nhân thiên ngoại đã bị kẻ mặc áo giáp dùng một nắm đấm giết chết, thế nhưng hắn lại không thể phá nổi lĩnh vực thần của chủ nhân thần vực nếu hắn thua trận này thì e rằng ngay cả vị trí thứ hai thần tử hắn cũng không thể lấy được chủ nhân thần vực không hổ là bán thần đỉnh cấp danh tiếng kim tệ vẫn còn non lắm dường như sức mạnh của kim tệ yếu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta hoàn toàn không hề thô bạo áp chế tất cả như của kẻ mặc áo giáp kia theo như ta thấy kim tệ chỉ đơn thuần dựa vào hạch gen mà thôi nếu không có hạch gen hắn cũng chỉ miễn cưỡng được cho là đỉnh cấp mà thôi không thể nói như vậy kim tệ vẫn chưa sử dụng hạch gen bản mệnh của hắn thắng bại còn chưa thể biết được. Khoan hãy nói hắn có thể thắng hay không, cho dù là thắng, ngươi cảm thấy trạng thái bây giờ của hắn có đủ tư cách để tranh vị trí thứ nhất, với kẻ mặc áo giáp hay không? Còn tranh vị trí thứ nhất gì chứ? Không còn nghỉ ngờ gì nữa, kẻ mặc áo giáp nhất định là thứ nhất. Kim tệ vẫn còn hy vọng đoạt được vị trí thần tử thứ hai. Chủ nhân thần vực không hổ danh là cường giả đỉnh cấp danh tiếng. Đối mặt với hàn sâm trong trạng thái đế linh siêu cấp mà không hề yếu thế hơn. Trong lĩnh vực của thần, hắn giống như một vị thần bất diệt, rất khó phân thắng bại với Hàn Sâm. Hàn Sâm rất có hứng thú với lĩnh vực của chủ thần vực. Mặc kệ người khác nói gì, hắn thu hoạch ghen suy huyết lại, đồng thời triệu hồi thanh lục đạo kiếm do lục đạo đại đế để lại ra. Tuy lục đạo kiếm trong tay của Hàn Sâm không hề lợi hại như khi ở trong tay lục đạo đại đế, Hàn Sâm cũng không có dự định luyện toàn bộ lục đạo kiếm pháp mà chỉ mô phỏng một chiêu lục đạo kiếm quy nhất cuối cùng của lục đạo đại đế. Tuy chỉ có 6-7 phần giống, nhưng uy lực đã hết sức kinh người. Sức mạnh mãnh liệt của trời đất đều ngưng tụ trong Lục Đạo Kiếm, khiến cho sức mạnh trên Lục Đạo Kiếm càng lúc càng mạnh. Tất cả những người xem đều rất ngạc nhiên, những người bên cạnh không thể nhìn thấy căn cơ của Hàn Sâm. Tất cả đều ngạc nhiên rằng Hàn Sâm có thể sử dụng Lục Đạo Kiếm pháp. Đây là điều mà Lục Đạo dùng cả đời mới ngộ ra, không phải cầm được Lục Đạo Kiếm là có thể sử dụng được nó. Nhưng Hàn Sâm sử dụng hầu như không khác gì mấy so với Lục Đạo, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Khi sức mạnh trên kiếm đã ngưng tụ đến mức cực đại, Hàn Sâm chém xuống một kiếm. Nhưng mục tiêu lại không phải là chủ nhân thần vực, mà là quyền trượng trong tay hắn. Chủ nhân thần vực đột nhiên biến sắc, không dám liều mạng với lục đạo kiếm, lập tức né tránh kiếm quang của lục đạo kiếm. Lục đạo quy nhất cũng không phải chỉ có thể xuất ra một nhát kiếm. Hàn Sâm chém liên tiếp vài nhát kiếm. Tuy uy lực không mạnh bằng lúc trong tay lục đạo đại đế, nhưng cũng vô cùng khủng khiếp. Chủ nhân thần vực không dám để lục đạo kiếm chém chúng viên bảo thạch trên đỉnh quyền trượng cuối cùng không nói lời nào đành phải nhận thua rút lui khỏi chiến trường tuy hàn sâm thắng trong trận chiến thần này thế nhưng lại khiến lòng tin của người khác với hắn giảm đi rất nhiều hầu như không có ai nghĩ rằng kim tệ có tư cách tranh hạng nhất thần tử với kẻ mặc áo giáp nữa trận chiến giữa hàn sâm và kẻ mặc áo giáp là trận thứ tư của hàn sâm ngoại trừ chủ nhân thần vực hàn sâm còn đánh bại hai vị thần tử khác tuy được coi là có lợi thế giành chiến thắng nhưng hắn vẫn còn kém xa so với quái nhân áo giáp quái nhân áo giáp hoàn toàn không chiến đấu các đối thủ trong những trận trước đều từ bỏ quyền thi đấu không ai dám lên đấu với hắn chỉ xét riêng mặt khí chất thì hàn sâm còn thua xa bây giờ tất cả sinh linh đều đang suy đoán liệu kim tệ có dám đấu một trận với kẻ mặc áo giáp không hàn sâm không nghĩ nhiều như vậy vẫn tập luyện động huyền kinh như bình thường hy vọng có thể nâng cấp già thiên tán lên siêu cấp kỳ yên nhiên đã đến công ty trong nhà chỉ còn lại hàn sâm tiểu hoa và bảo nhi tiểu hoa và bảo nhi đang chơi trong vườn hàn sâm tự mình tu luyện động huyền kinh buổi trưa vẫn chưa ai về kỳ yên nhiên rất bận buổi trưa phải tăng ca ở công ty hàn sâm suy nghĩ một lúc bèn đưa tiểu hoa và bảo nhi đi dạo phố ăn vặt cha ta muốn ăn kem bảo nhi ôm lấy cổ hàn sâm vui vẻ nói ừm um, nhân lúc mẹ các ngươi không có ở nhà hôm nay ba cha con ta thoải mái một bữa muốn ăn gì thì ăn ăn cho no thì thôi hàn sâm cười nói cha vạn tuế bảo nhi bất ngờ reo lên hàn sâm cũng không lái phi hành khí đường tự động thuận tiện hơn nhiều sau khi ra ngoài phố thì ba người lập tức bước lên đường tự động rất nhanh đã đến được khu thương mại ba cha con để dành bụng đi ăn sau khi đi xem hết một lượt các của hàng ăn hàn sâm không dám cho bảo nhi và tiểu hoa ăn quá nhiều với thể chất của chúng bây giờ có uống thuốc độc vào cũng không sao cả đừng nói là thức ăn bình thường tiểu hoa mới hơn một tuổi sức ăn đã vô cùng kinh người có thể ăn nhiều hơn một người trưởng thành bình thường nhưng hắn rất nhã nhặn và ít nói dưới sự dạy dỗ của kỳ yên nhiên ngay cả việc ăn uống cũng rất lễ tiết sau khi đã ăn uống no say hàn sâm muốn đi vệ sinh nên đã đưa bảo nhi và tiểu hoa đến khu vui chơi thiếu nhi rồi tự mình đi vệ sinh bảo nhi và tiểu hoa ngồi ở hai bên chiếc bập bênh nhỏ người lên người xuống vô cùng vui vẻ lúc này đột nhiên có một người phụ nữ đi về phía khu vui chơi thiếu nhi khi đến trước hàng rào bảo vệ đột nhiên bị trí não chặn lại vị nữ sĩ này Ngươi không gửi trẻ con ở đây, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi không? Chí não nói với người phụ nữ. Đương nhiên. Người phụ nữ cười nhẹ, dùng bàn tay ngọc ngà võ nhẹ lên người trí não, máy móc liền nổ tung trong nháy mắt. Nhưng vụ nổ không gây ra hỗn loạn. Toàn bộ khu vui chơi thiếu nhi ngay lập tức bị cắt rời ra khỏi tòa nhà cao ốc. Mọi thứ diễn ra bên trong giường như không liên quan gì đến tòa nhà cao ốc cả, như thể nơi này đã bị tất cả mọi người phớt lờ và lãng quên. Những đứa trẻ khác vẫn đang chơi, nhưng Bảo Nhi lại đột nhiên nhảy ra khỏi bập bênh và đứng trước mặt Tiểu Hoa, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang bước từng bước về phía mình với đôi mắt to tròn. Ngươi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của ta cơ đấy. Xem ra ngươi không đơn giản chỉ là một sủng vật làm cảnh vô dụng. Người phụ nữ nhìn Bảo Nhi mỉm cười nói. Chị ơi, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Cha ta rất hung dữ, hắn không thích phụ nữ. Nếu quay lại và nhìn thấy ngươi, hắn sẽ rất tức giận và giết ngươi đó, Bảo Nhi che chắn trước mặt tiểu hoa, nhìn người phụ nữ nói. Vậy ta thật sự phải đi nhanh một chút rồi, ta cũng không thích đàn ông hung hăng. Ta chỉ thích những cậu bé đáng yêu và xinh đẹp. Người phụ nữ nói, thân hình lóe lên, trong phút chốc đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh tiểu hoa, đưa tay nắm lấy cổ áo thằng bé. Bàn tay nhỏ nhắn mũ mĩm của Bảo Nhi kéo lấy tiểu hoa, liền nhảy người lên, né tránh bàn tay của người phụ nữ, nhanh chóng xông ra bên ngoài khu giải trí thiếu nhi. Người phụ nữ lộ vẻ mặt ngạc nhiên, mấy tên đó đúng là phế vật, thông tin tình báo lại sai lệch như vậy. Còn nói gì là sùng vật làm cảnh, với tốc độ này, bán thần đỉnh cấp bình thường cũng khó làm được. Dầm. Bảo Nhi kéo tiểu hoa lao đến rìa khu vui chơi thiếu Nhi, nhưng lại giống như va phải một bức tường vô hình, và lập tức bị dội ngược lại, hai chị em té lộn nhào vào nhau. Người phụ nữ mỉm cười bước đến nói, cho dù ngươi là thú cưng cấp bán thần cũng vô dụng. Nếu không muốn bị giết thì cứ ngoan ngoãn đứng sang một bên đừng nhúc nhích chị ơi bảo nhi cũng không muốn chết nhưng nếu để mất em trai cha sẽ đánh chết bảo nhi chị đẹp như vậy nhất định có một tấm lòng tốt giúp bảo nhi với đừng đưa em trai đi được không đôi mắt to tròn của bảo nhi lộ ra vẻ vô tội đáng thương nói đúng là sùng vật đáng yêu ta rất muốn mang theo ngươi về để ăn người phụ nữ đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi đầu lưỡi nàng vừa mảnh vừa dài như con rắn hơn nữa phía trước lại còn phân nhánh trông rất kỳ dị bảo nhi còn nhỏ thịt ít quá ăn không ngon, hay là chị đợi thêm vài năm nữa, đợi Bảo Nhi lớn lên một chút, mập lên rồi hãy đến ăn Bảo Nhi được không?" Bảo Nhi bảo vệ Tiểu Hoa đang ở phía sau, chớp chớp đôi mắt to nói. Tiểu Hoa thò đầu qua khỏi vai Bảo Nhi, tò mò nhìn người phụ nữ. "Ngươi thật thông minh, đáng tiếc, ngươi có kéo dài thời gian cũng vô dụng. Cho dù ngươi là thú hồn của Hàn Sâm thì cũng khó có thể xuyên qua huyễn cảnh Sâm La của ta để liên lạc với hắn, hãy từ bỏ hy vọng đó đi người phụ nữ nói." cơ thể lại lóe sáng một lần nữa, dịch chuyển tức thời đến túm lấy tiểu hoa. Bảo Nhi kéo tiểu hoa với tốc độ nhanh đến kỳ lạ. Cơ thể người phụ nữ lóe sáng lên vài lần nhưng vẫn không bắt được tiểu hoa, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi. Người phụ nữ nghiêm túc quan sát Bảo Nhi rồi lạnh lùng nói, những tên đó đúng là phế vật, thú hồn sùng vật mạnh như vậy, bọn chúng lại cho rằng đó chỉ là vật làm cảnh. Khi trở về nhất định phải xin giáo quan phạt bọn chúng thật nặng. Dứt lời, khói khí đen tím trên người người phụ nữ bốc lên trong khu vực trẻ em khói khí đen tím nổi lên khắp nơi những làn khói đó giống như những giải duy băng quấn lấy bảo nhi và tiểu hoa bởi vì khắp nơi đều là khói khí đen tím bảo nhi và tiểu hoa không còn chỗ để di chuyển nữa những làn khói đen tím đó lan đến những đứa trẻ khác lập tức giống như một sợi dây thừng trực tiếp trói lây cơ thể bọn chúng khiến cho từng đứa một ngã xuống đất một vài đứa trẻ sợ hãi đến mức muốn gào khóc nhưng sau khi bị làn khói đen tím trói bọn chúng lại khóc không thành tiếng miệng như bị bịt kín chỉ có thể trợn tròn mắt khóc thầm. Một loạt khói đen tím, như những chiếc xúc tu chặn đường rút lui của Bảo Nhi và Tiểu Hoa, bốn phương tám hướng đều không có lối thoát. Bảo Nhi vỗ tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cái hồ lô nhỏ. Nàng mở nắp hồ lô ra, vỗ một cái về phía làn khói khí màu đen tím, những làn khói khí đen tím đó lập tức bị hút vào bên trong hồ lô nhanh chóng, như một chiếc máy hút khói. "Hả? Đó là cái gì? Hạch gen ư? Tại sao thú hồn sủng vật lại có hạch gen được?" Người phụ nữ hơi kinh ngạc nhìn Bảo Nhi đang hút làn khói khí đen tím ngập trời vào, trong hồ lô. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau khi Bảo Nhi hút luồng khói đen tím kia đi, nàng kéo tiểu hoa đâm thẳng vào bức tường ở phía sau để phá vỡ bức tường ấy. Nhưng mà sau khi bức tường kia bị phá vỡ, thì vẫn còn một bức tường vô hình khác chặn lại khiến Bảo Nhi và tiểu hoa bật trở lại. Bảo Nhi đảo mắt, đôi chân nàng đạp lên mặt đất một cái, rồi lập tức đạp thành một cái hố to trên mặt đất. Từ đây có thể thấy được trung tâm thương mại ở tầng dưới, nhưng mà bọn họ không hề rơi xuống, dường như có một màn chắn vô hình đang bọc lấy Bảo Nhi và Tiểu Hoa, không để hai đứa rơi xuống trung tâm thương mại ở tầng 1. Trong trung tâm thương mại ở bên dưới ấy vẫn có người ra ra vào vào, nhưng lại hoàn toàn không một ai phát hiện ra rằng, bên trên đã bị đục thành một cái lỗ to đùng. Người cần đi dạo thì cứ đi dạo, người cần mua đồ thì vẫn cứ mua đồ, hoàn toàn không có ai chú ý đến nơi này cả. Ta đã nói rồi, vô dụng thôi, ở trong huyễn cảnh xâm la của ta, ngươi không tài nào trốn thoát nổi đâu người phụ nữ kia thích thú đánh giá Bảo Nhi, rồi nói, ngươi thật sự là một sùng vật thú vị đấy, đáng tiếc ta không còn thời gian nữa, nếu hàn xâm trở về thì sẽ rất phiền phức, cho nên tốt nhất là ngươi lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách ta giết ngươi ngay bây giờ. Ngươi đáng yêu tới như vậy, bây giờ mà giết thì thật sự đáng tiếc lắm đó. Mà cho dù phải giết thì cũng phải giết trên bàn ăn mới thú vị hơn chứ. Chị ơi, ngươi cần tiểu hoa làm gì vậy? Hắn còn chẳng nhiều thịt bằng ta, nếu ngươi muốn ăn thịt thì chi bằng mang Bảo Nhi đi này." Bảo Nhi chớp mắt nói. Người phụ nữ kia khịt mũi một tiếng, không nói thêm gì nữa, khói đen tím trên cơ thể lại bốc lên, nhưng mà lần này không hề cuốn về phía Bảo Nhi và Tiểu Hoa mà là cuốn về cơ thể mình. Thân thể người phụ nữ kia nhanh chóng bị làn khói tím đen bao trùm, làn khói ấy vặn vẹo ngưng tụ lại, dần dần hình thành lên một chiếc áo giáp tỉnh thể màu tím đen trên cơ thể người phụ nữ kia khiến nàng trông như một người máy âm sau khi mặc xong chiếc áo giáp tinh thể màu tím đen ấy người phụ nữ kia lại bước ra thân hình của nàng sẽ toạc không gian lao thẳng tới trước mặt bảo nhi và tiểu hoa bảo nhi biến sắc nàng kéo tiểu hoa nhanh chóng bay lùi về phía sau nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi đôi bàn tay của người phụ nữ kia mắt cũng đã thấy đôi bàn tay ấy sắp tóm được bắp tay của tiểu hoa bảo nhi lập tức kéo lấy tiểu hoa đồng thời bàn tay nhỏ siết chặt thành quyền tung về phía bàn tay của người phụ nữ kia ẩm bảo nhi lập tức bị chấn văng ra ngoài rồi va phải bức màn chắn vô hình máu tươi không ngừng trào ra từ khuôn miệng nhỏ của nàng người phụ nữ kia không hề quan tâm tới bảo nhi nàng ta lại vươn tay bắt lấy tiểu hoa một lần nữa bảo nhi nghiến răng nàng nhanh chóng lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất lắc mình xuất hiện ngay trước mặt tiểu hoa dùng hồ lô trong tay chặn lấy bàn tay của người phụ nữ kia nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi trong lòng người phụ nữ kia hơi bực tức Đôi bàn tay được bao bọc trong lớp giáp tinh thể màu tím đen ấy siết lại thành quyền đánh, về phía Hồ Lô ẩm, Bảo Nhi lại bị chấn văng ra một lần nữa, lại tiếp tục va phải màn chắn, máu tươi trong miệng trào ra, nhưng mà bởi vì có Hồ Lô làm đệm đỡ cho nên không hề bị thương nặng, như trước đó. Bảo Nhi lại nhanh chóng bò lên tiếp, gắt gao bảo vệ ở trước mặt của Tiểu Hoa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng chẳng hề do dự, từng quyền liên tiếp được tung ra. Bảo Nhi nắm lấy Hồ Lô để chống cự cơ mà nàng lại tiếp tục bị chấn văng ra ngoài nhưng cũng lại xông trở về một lần nữa răng rắc sau nhiều lần liếp tiếp nhận lấy đòn tấn công trên mặt hồ lô của bảo nhi cũng đã xuất hiện những vết nứt trong đó còn có vết nứt thành cả một cái lỗ bảo nhi nghiến răng quay trở về trước người tiểu hoa lần nữa tiếp tục sử dụng hồ lô để nghênh đón một quyền của người phụ nữ kia chỉ nghe rắc một tiếng hồ lô bỗng chốc bị đánh vỡ tan tành trong miệng bảo nhi điên cuồng phun ra máu tươi sắc mặt lập tức trắng bệch Trông có vẻ việc hồ lô bị vỡ ảnh hưởng rất nhiều đến nàng. Bảo Nhi lại tiếp tục bò dậy, khắp nơi trên thân thể nàng đều nhuộm đỏ bằng máu tươi, đến cả thân hình cũng hơi lắc lư. Ấy vậy mà nàng vẫn quay về trước người tiểu hoa, giang hai tay đứng trước mặt hắn. Một sùng vật cấp bán thần nhỏ nho như ngươi mà, cũng có thể kiên trì chống đỡ được nhiều đòn của ta như vậy, không tệ đâu. Nhưng mà đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi, lần này ta sẽ lấy mạng của ngươi. Người phụ nữ kia chậm rãi giờ nắm đấm lên, Đôi bàn tay được bọc trong giáp tinh thể màu tím đen tỏa ra khói hệt như một đôi tay của ác ma, nó toát ra khí tức khủng bố không tài nào tưởng tượng nổi. Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào nắm đấm của người phụ nữ kia, nàng lạnh lùng nói, "Hắn là con trai của cha, là em trai của Bảo Nhi, không một ai có thể làm hại hắn trước mặt Bảo Nhi hết." "Vậy sao?" Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, nắm đấm đáng sợ lập tức xé toạc không gian rồi đánh về phía Bảo Nhi. Thậm chí sức mạnh khủng bố ấy, của nàng ta còn có thể hủy diệt được cả một thế giới bảo nhi siết lấy bàn tay nhỏ rồi đón lấy nắm đấm của người phụ nữ kia bảo nhi bay ra ngoài hệt như một ngôi sao băng thân thể của nàng va phải tấm màn chắn vô hình rồi vang lên thứ âm thanh hệt như gãy xương máu tươi trong miệng cũng hệt như đang nở rộ thân hình nhỏ bé ấy ngã xuống đất nảy lên mấy cái rồi mới nằm im bất động bảo nhi gắng ngượng chịu đựng muốn bò dậy nhưng mà nàng dãy dụa mấy lần mà vẫn không tài nào bò lên nổi xương cánh tay của nàng đã bị gãy nó vặn vẹo thành một hình dạng rất quái dị khó mà có thể dùng sức được nữa người phụ nữ kia thấy bảo nhi chỉ còn sót lại nửa cái mạng bởi vậy cũng chẳng thèm lãng phí thời gian nữa lập tức vươn tay tóm lấy tiểu hoa ở bên cạnh ta đã nói rồi đừng có mà động vào tiểu hoa một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh giọng nói ấy vẫn là của bảo nhi người phụ nữ kia quay đầu nhìn lại chỉ thấy bảo nhi vẫn đang quỳ trên đất đôi bàn tay chống lấy mặt đất cố gắng đứng dậy nhưng mà làm thế nào cũng không thể đứng dậy rồi có bản lĩnh thì tới ngăn ta đây này người phụ nữ kia khinh thường nói một câu nàng ta không thèm quan tâm tới Bảo Nhi nữa, tiếp tục bắt lấy Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn thấy chiếc áo giáp màu tím đen hệt như ác ma và bóng của đôi bàn tay trên đỉnh đầu sắp bắt được hắn, hắn oa một tiếng khóc quả lên, nước mắt không ngừng rơi xuống ầm. Người phụ nữ sắp bắt được Tiểu Hoa kia đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức khủng bố bốc lên từ ngay bên cạnh, khiến nàng cảm nhận được mối nguy hiểm tột độ. Nàng ta lập tức phản ứng lại, lắc mình lùi về phía sau một khoảng. Ánh mắt nàng ta nhìn qua đó, chỉ thấy bảo nhi đã vùng vẫy đứng dậy từ mặt đất dường như không khí xung quanh cơ thể bảo nhi đã trở nên vặn vẹo khiến người ta không tài nào nhìn rõ được không thể tha thứ không thể tha thứ dám làm tiểu hoa khóc không thể tha thứ được bảo nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khủng bố hệt như một lệ quỷ đang bỏ ra từ địa ngục người phụ nữ kia lạnh hết cả sống lưng nàng không tự chủ được mà lùi về phía sau nửa bước giờ đây mới phản ứng lại được, trong lòng cũng thầm khinh thường bản thân, nó chỉ là một sùng vật cấp bán thần mà thôi, vậy mà ta lại sinh ra dao động, xem ra thời gian an nhàn của ta quá lâu rồi. Hóa ra ngươi còn thú vị tới như vậy, ta còn định giữ lại cái mạng cho ngươi để ngươi tới báo tin cho Hàn Sâm. Nhưng nếu ngươi đã muốn chết tới vậy, thế thì ta đành thành toàn cho ngươi thôi. Người phụ nữ kia xa sầm mặt mày, quyền cước trong tay nàng ngưng tụ ra sức mạnh khủng bố một lần nữa, đánh về phía Bảo Nhi. Chỉ có ta mới được phép ức hiếp hắn, vậy mà ngươi dám làm hắn khóc, ngươi đáng chết." Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, như thể chưa hề nhìn thấy quyền cước mang theo sức mạnh đáng gờm kia vậy. Sát khí trong đôi mắt nàng càng ngày càng nồng đậm hệt như đôi mắt của lệ quỷ, bất cứ ai cũng phải sinh ra cảm giác không lạnh mà run. Nắm đấm mang theo diễm khí màu tím đen của người phụ nữ kia đánh về phía Bảo Nhi, nhưng mà Bảo Nhi không hề né tránh, cũng không hề dùng tay để ngăn lại, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy ầm đôi đồng tử của người phụ nữ kia có rút lại nắm đấm của nàng ta gần như đã chạm vào cơ thể của bảo nhi nhưng mà một ánh sáng sặc sỡ kỳ lạ xuất hiện từ trong bộ quần áo rách nát của bảo nhi một phiến lá non mềm vươn ra từ trong vết rách của của quần áo tóm lấy nắm đấm của người phụ nữ kia sức mạnh khủng bố ấy đánh vào phía bên trên của chiếc lá màu vàng kim trông có vẻ cực kỳ yếu ớt nhưng mà nó cũng chẳng đủ để đánh nát chiếc lá hay khiến chiếc lá dao động dù chỉ một chút sao có thể như vậy được người phụ nữ kia kinh hãi nhìn bảo nhi chắc chắn cho dù là bán thần, đỉnh cấp cũng chẳng thể nào ngăn chặn nổi sức mạnh của nàng, sau khi đã khoác lên mình chiến giáp gen, nàng không biết rốt cuộc chiếc lá đó là thứ gì mà lại có thể cản được một quyền của nàng. Nàng ta lùi lại phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi với vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Chỉ thấy từng chiếc lá hệt như hoàng kim kia lại tiếp tục vươn ra từ trên cơ thể, bao phủ lấy Bảo Nhi hệt như một lớp vải rồng, rồi hình thành lên một tấm áo giáp từ lá vô cùng đặc biệt. Nó bao bọc cả cơ thể Bảo Nhi, ở trong đó trông giống như một đứa trẻ mặc một bộ giáp vảy rồng hoàng kim vậy. Chẳng qua những phiến lá ấy không phải là vảy rồng mà chỉ là từng chiếc lá hoàng kim giống như lá phong mà thôi. Chiến giáp gen, không thể nào. Tại sao một sùng vật có thể sở hữu chiến giáp gen cơ chứ? Không thể thế được. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Rốt cuộc người phụ nữ kia cũng chẳng thể nhìn ra cái gì hết. Quả thật nàng ta kinh hãi đến mức không dám tin vào mắt mình. Dùng máu của ngươi để đền bù lại cho nước mắt của tiểu hoa đi dường như bảo nhi không hề nghe thấy người phụ nữ kia nói gì cả đôi mắt như lệ quỷ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó rồi bước từng bước tới gần nàng ta không thể nào không thể nào như vậy được không thể nào có sinh mệnh sử dụng được chiến giáp ghen bản mệnh trong này không thể nào người phụ nữ kia hét lên một tiếng quang diễm màu tím đen trên người lại bùng nổ hệt như núi lửa phun trào đánh về phía bảo nhi dường như nàng ta đã điên cuồng lên rồi trước đó người phụ nữ kia còn khống chế sức mạnh chứ không hề bộc lộ tất cả mà giờ đây, nàng ta đã không còn kiêng rè gì nữa, chỉ muốn giết chết Bảo Nhi ngay tức khắc. Sức mạnh khủng bố ấy tuôn ra ào ạt, chỉ sợ riêng làn sóng xung kích, cũng đủ để nghiền nát khu vui chơi trẻ em này thành cho. Cho dù tiểu hoa có thể sống sót thì mấy đứa trẻ khác cũng sẽ chết chắc. Nhưng mà người phụ nữ kia vừa mới vung nắm đấm ra, thân hình của Bảo Nhi vèo cái xuất hiện trước mặt nàng ta như một bóng ma. Đôi bàn tay nhỏ bé được bọc lớp lá hoàng kim ấy đè lên nắm đấm của người phụ nữ kia. Sức mạnh hệt điên cuồng hệt, như ma diễm kia tan thành mây khói dưới bàn tay của bảo nhi dường như cả thế giới bỗng im ắng cả lại người phụ nữ kia trợn tròn hai mắt nhìn bảo nhi hệt như đang thấy một con quỷ nàng ta dùng sức muốn thu tay về nhưng mà lại phát hiện hoàn toàn không thể nào động đậy nổi đôi bàn tay của nàng bị bàn tay nhỏ kia nắm lấy cứ như là bị cố định trong một cái kẹp sắt vậy thấy ánh mắt ác liệt của bảo nhi tràn đầy sát khí người phụ nữ kia thầm dùng mình trong lòng cũng sinh ra nỗi sợ hãi bất an đến tột độ người đáng chết Bảo Nhi gần từng chữ một cứ như đang ép từng chữ ra khỏi kẽ răng vậy, dường như chữ nào chữ nấy đều mang theo mùi máu. Giây phút chữ cuối cùng được nói xong, đôi bàn tay bé nhỏ đang tóm lấy nắm đấm của người phụ nữ kia đột nhiên dùng sức, cả thân thể của người phụ nữ đó không tự chủ được mà bị nàng quăng lên không trung. Bịch, bịch. Bảo Nhi xuất hiện ngay trước cơ thể của người phụ nữ đang bị ném văng lên không trung cứ, như dịch chuyển tức thời, đôi bàn nắm đấm nhỏ liên tiếp giáng vào trên cơ thể người phụ nữ đó, hệt như búa bổ mỗi một quyền đều trực tiếp tạo thành một lỗ thủng trên áo giáp của người phụ nữ kia khiến máu thịt và xương cốt ở bên trong đều bị dày xéo. Chiến giáp ghen, vậy mà lại bị đánh vỡ. A, à, người phụ nữ kia không ngừng kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì khác. Nắm đấm của Bảo Nhi đập vỡ bộ giáp rồi đánh vào cơ thể hết lần này, tới lần khác khiến nàng giấy rụa kêu la thảm thiết, máu tươi tung tóe như mưa, đồng thời mảnh vỡ của chiến hồn ghen cũng bay tán loạn, thân thể của nàng ta hoàn toàn vặn vẹo cuối cùng không phát ra tiếng kêu gào nào được nữa ẩm. Cú đấm cuối cùng giáng trên cơ thể của người phụ nữ ấy trực tiếp khiến cho cơ thể đã không còn hình người, và chiến giáp ghen rách nát cùng nhau nổ tung, hóa thành một màn xương máu ngập trời rơi xuống. Người phụ nữ kia vừa chết, huyễn cảnh sâm la lập tức biến mất, áo giáp lá hoàng kim trên người bảo nhi cũng biến mất theo luôn, trong tay lại có thêm một quả hồ lô, quả hồ lô ấy hút lấy màn xương máu và mảnh vỡ vào bên trong ngay tức khắc. Trừ mặt đất đã nứt toác ra và các thiết bị vận hành ra, thì dường như không còn nhìn thấy được chút vết tích nào nữa. Tiểu Hoa, đừng sợ, có chị ở đây rồi. Sẽ không có bất kỳ một kẻ nào có thể làm hại đến ngươi đâu. Bảo Nhi bước đến trước mặt Tiểu Hoa, nàng vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Hoa rồi, nở một nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, Bảo Nhi lại ngã khụy về phía trước, bất tỉnh ngay bên cạnh Tiểu Hoa. Chị Bảo Nhi, Tiểu Hoa vội vàng ôm lấy Bảo Nhi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mấy đứa trẻ con vừa được trả lại tự do kia lập tức khóc quả lên, hệ thống trí não của trung tâm thương mại cũng phát hiện ra khu vực dành cho trẻ em bị tổn hại, thế là trí não lập tức phát ra cảnh báo, nhân viên bảo an cũng nhanh chóng chạy tới khu vui chơi trẻ em kia. Giờ đây tất cả mọi người cũng đều phát hiện ra điều bất thường, bất kể là người gửi hay không gửi con ở đó, đều chạy tới muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì, xem xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Cảnh tượng nơi này bỗng chốc vô cùng hỗn loạn, lúc Hàn Sâm chạy tới thì phát hiện Bảo Nhi đã hôn mê nằm bên cạnh tiểu hoa. Thế là lập tức biến sắc, vội vàng kiểm tra thân thể Bảo Nhi. Cũng may là mặc dù sinh cơ của Bảo Nhi vô cùng yếu ớt, nhưng mà ít nhất là vẫn còn. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi và Tiểu Hoa lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao về nhà, ôm Bảo Nhi vào tí hộ sở để tìm Tiểu Ngân Ngân xin giúp đỡ. Giờ phút này cũng chỉ có Tiểu Ngân Ngân mới cứu được Bảo Nhi thôi. Tiểu Ngân Ngân sử dụng sức mạnh từ lôi điện màu bạc chữa trị cho Bảo Nhi, tuy rằng hồi phục rất chậm, nhưng mà quả thật sinh cơ của Bảo Nhi cũng đang từ từ được khôi phục lại. Hàn Sâm cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Bảo Nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua vết thương quá nặng, phái điều trị từ từ mới được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Bảo Nhi lại bị thương nặng đến như thế? Hàn Sâm để Tiểu Ngân Ngân tiếp tục trị thương cho Bảo Nhi, còn mình thì quay trở lại liên minh hỏi Tiểu Hoa xem đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hoa mới hơn một tuổi, nhưng mà bản thân hắn cũng đã có thể nói được khá nhiều. Mặc dù không thể nào kể lại một cách hoàn chỉnh được, cơ mà Hàn Sâm vẫn hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì lẽ nào người phụ nữ đó là người của tổ chức thân ư thế mà dám ra tay với tiểu hoa cơ đấy may mà còn có bảo nhi ở đó nếu không thì thật sự để bọn họ thành công rồi mẹ kiếp trong lòng hàn sâm giận sôi cả máu sau quá trình điều trị của tiểu ngân ngân trong một thời gian dài mười mấy tiếng sau cuối cùng bảo nhi cũng tỉnh lại nhưng mà cơ thể vẫn cực kỳ yếu ớt nếu như muốn hồi phục hoàn toàn thì chắc chắn không thể trong một sớm một chiều được tiểu hoa không sao chứ sau khi bảo nhi tỉnh lại thì nhìn thấy hàn sâm Nàng bắt lấy tay hắn rồi hỏi, "Tiểu Hoa rất an toàn, không hề bị thương gì cả, đều là do ngươi đã bảo vệ hắn, ngươi là một người chị tốt, à không, phải là người chị giỏi nhất mới đúng." Không biết vì sao mà Hàn Sâm cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. "Hừ, Tiểu Hoa là đồ chơi của Bảo Nhi, chỉ có Bảo Nhi mới được ức hiếp hắn, những kẻ khác thì không được phép ức hiếp hắn." Bảo Nhi rầu môi nhỏ nói. Hàn Sâm đã biết được câu chuyện hoàn chỉnh thông qua lời nói của Bảo Nhi, cũng càng chắc chắn rằng người phụ nữ kia là người của tổ chức thần từ đầu đến cuối. Hàn Sâm lặng im không nói câu nào, nghe xong thì còn hỏi thêm mấy câu, cơ mà cũng chẳng bực tức hay nói năng gì cả. Hắn chỉ để Bảo Nhi tiếp tục nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì quay về đấu trường võ đạo. Quy mô của tổ chức thần kia rất lớn, những thành viên nòng cốt trong đó, đều là những sinh vật thăng cấp đến tí hộ sở thứ năm. Hơn nữa rõ ràng trong tay của bọn họ cũng sở hữu rất nhiều chiến giáp gen. Hàn Sâm biết rằng nếu bản thân muốn thật sự diệt trừ mối đe dọa này, vậy thì hắn phải đứng ở một đẳng cấp cao tương tự như thế sức mạnh, ta cần một sức mạnh lớn hơn nữa. Hàn Sâm dảo bước về phía đấu trường võ đạo, ngọn lửa tức giận trong lòng bỗng cháy lên hừng hực. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác bất lực đến như này, vậy mà hắn lại không hề phát hiện ra rằng, người của tổ chức thần ra tay với Bảo Nhi và Tiểu Hoa, nếu như không có Bảo Nhi ở đó, thì hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Mạnh hơn, ta nhất định phải mạnh hơn nữa. Cơ thế của Hàn Sâm dần dần chuyển hóa thành trạng thái đế linh siêu cấp, trong lúc hắn bước vào bia võ đạo, cả người đã hoàn toàn chuyển đổi thành trạng thái đế linh siêu cấp. Hôm nay là ngày hắn giao chiến với quái nhân áo giáp kia, đáng lẽ hắn còn hơi do dự có nên xuất chiến hay không, bởi lẽ hắn không hề nắm chắc có thể đánh thắng quái nhân áo giáp kia 100%, cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng mà giờ đây Hàn Sâm không còn do dự gì nữa, bởi lẽ hắn ý thức được rằng, bản thân hắn chẳng hề có con đường lui nào hết, hắn phải nhanh chóng mạnh hơn nữa, thì mới có thể đối phó được những kẻ địch cường đại không biết tên kia sinh vật của các tộc đã có mặt đông đủ trên chiến trường thần từ lâu, đến cả võ đạo trường của các tí hộ sở lớn cũng đã đông nghìn nghịt hệt như thế. Tất cả các sinh vật đều muốn biết liệu rằng Kim Tệ có xuất chiến đánh một trận với quái nhân áo giáp hay không. Đến thật rồi kia, xem ra Kim Tệ không cam tâm chịu thất bại. Cho dù đến đây thì cũng vô dụng thôi, quả thật thực lực của hắn yếu hơn kẻ mặc áo giáp kia một chút, nhưng có thể chứng kiến trận chiến như này cũng không tệ đâu, nếu như là Kim Tệ thì có lẽ đủ để khiến kẻ mặc áo giáp kia bộc lộ thêm chút thực lực đấy thấy bóng dáng, với thần quang chói lòa xuất hiện, trên chiến trường, tất cả những sinh vật đang quan sát trận chiến đều hưng phấn cả lên, hầu hết bọn họ đều không quan tâm Kim Tệ thắng hay thua, chỉ cần được chứng kiến một trận đại chiến thì chắc chắn ai nấy đều sẽ rất hào hứng. Thần B không có vấn đề gì chứ? Ngay cả Đường Chân Lưu cũng không khỏi hơi lo lắng. Thực lực mà kẻ mặc áo giáp kia bộc lộ ra thật sự quá mạnh, quả thật khiến cho người ta không tài nào thấy được hy vọng đánh bại hắn thương thế của cố khuynh thành gần như đã lành rồi nàng cũng tới võ đạo trường để xem trận quyết đấu này nhưng mà nàng chẳng hề nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của kim tệ và kẻ mặc áo giáp vừa mới tiến vào chiến trường kia la hải đường cũng đang theo dõi trận đấu này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc dường như tất cả những cường giả của tý hộ sở thứ tư đều đang chú ý tới trận chiến này trong số bọn họ còn có một tồn tại vô cùng đặc biệt đó là một sinh vật trông như rồng chẳng qua trên đầu của nó lại có bốn cặp mắt tám con mắt đó chia thành hai hàng gần như sắp mọc lên đến cả đỉnh đầu tám con mắt ấy khác với những con mắt bình thường ở chỗ dường như mỗi một con mắt đều là một thái cực trắng đen rõ ràng lòng trắng thì sẽ có đồng tử màu đen mà lòng đen thì sẽ có đồng tử màu trắng nhìn qua trông cực kỳ quỷ dị mắt thiên thần thần đại nhân phân phó rằng phải để ngươi nhìn cho kỹ rốt cuộc bọn họ là những sinh vật như thế nào ngươi phải nhìn cho thật tỉ mỉ đừng có mà làm hỏng chuyện của thần đại nhân ngay bên cạnh con rồng tám mắt kia là một dị sinh vật giống như một con sóc nói người yên tâm đi có mắt thiên thần của ta ở đây thì cần gì phải lo không nhìn ra bọn họ là yêu nghiệt gì chứ mắt thiên thần vô cùng tự tin nói đồng thời tám con mắt như âm dương thái cực đang nhìn về phía đốm sáng trên bia võ đạo mắt âm dương thái cực không ngừng chuyển động dường như nó muốn kéo cả cái đốm sáng kia vào trong mắt vậy trong mắt nó cũng dần dần xuất hiện một bóng dáng nhưng mà điều kỳ lạ lại là bóng dáng được phản chiếu trong đôi mắt của nó không phải hàn sâm, cũng không phải kẻ mặc áo giáp kia mà là một bộ xương trắng hiếu. Xương cốt của bộ xương đó được nối liền với nhau, hệt như pha lê mà cũng hệt như ngọc, bên trong hốc mắt là quang diễm quỷ dị đang cháy hừng hực, khoảng trống giữa các xương với nhau cũng có băng diễm đang thiêu đốt, trông thì có vẻ vừa kỳ lạ vừa lộng lẫy. Mắt thiên thần nhìn một lúc rồi mới cười xòa nói, cái tên mặc áo giáp này là một dị sinh vật thuộc hệ cốt lâu, chứ không phải nhân loại, thần đại nhân có thể yêu tâm rồi quả thật thứ này quá đơn giản với mắt thiên thần của ta. Kẻ còn lại thì sao? Rốt cuộc cái tên kim tệ kia là sinh vật gì? Con sóc kia không hề vui vẻ vì điều ấy, nó lại chỉ bóng người của Hàn Sâm rồi hỏi. Đợi đã, bây giờ ta sẽ xem. Ánh sáng trong tám con mắt âm dương thái cực của mắt thiên thần biến mất, đồng thời nó cũng vận chuyển lại lần nữa. Dần dần trong tám con mắt của hắn xuất hiện một bóng dáng, mà bóng dáng hiện ra kia lại chính là Hàn Sâm đang ở trong trạng thái đế linh, siêu cấp với mái tóc dài màu trắng buông xõa trên mặt đất thánh quang trên người hệt như lửa hoàn toàn không sai chút nào con sóc kia cứ nhìn vào mắt của mắt thiên thần mãi sau khi nhìn thấy bóng dáng của hàn sâm phản chiếu lên thì lập tức hỏi không phải mắt thiên thần của ngươi xảy ra vấn đề gì đấy chứ sao mà bóng dáng phản chiếu lên lại không phải là dáng vẻ hiện giờ của hắn thế mắt thiên thần nhíu mày nói mắt thiên thần của ta tuyệt đối sẽ không thể sai được bởi lẽ những gì được phản chiếu lên là dáng vẻ của hắn vậy có thể chứng minh rằng đây chính là bản thể của hắn nói cách khác thì hắn không phải nhân loại ư con sóc kia hỏi chắc là như vậy mắt thiên thần nhìn hàn sâm trên chiến trường ngập ngừng nói trên chiến trường sau khi kẻ mặc áo giáp tiến vào một ngọn quang diễm khủng bố bốc lên từ trên cơ thể hắn hệt như một vị thần băng và lửa đang từng bước tiến về phía hàn sâm mỗi một bước đi ngọn quang diễm trên người lại mạnh thêm một phần hắn còn chưa tới trước mặt hàn sâm mà quang diễm ấy đã bao trùm hơn nửa chiến trường rồi quang diễm ấy nối gót theo kẻ mặc áo giáp trông như thể cả trời đất đều hóa thành quang diễm áp sát về phía hàn sâm vậy tất cả mọi người đều nín thở khí thế này quá áp bức khiến bọn họ bất giác dừng việc hô hấp lại hai mắt nhìn chằm chằm vào hàn sâm hàn sâm trực tiếp triệu hồi tiểu thiên sứ hợp nhất với bản thân hắn những người khác không thể nhìn thấy tiểu thiên sứ mà chỉ thấy được thánh quang lóe lên trên người hàn sâm hệt như một ngọn núi lửa đang phun trào đồng thời một đôi cánh màu tuyết trắng dương ra từ phía sau lưng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hào quang thiên sứ, trong tay là một thanh đại kiếm trong suốt phát ra khí tức, và thứ ánh sáng thuần khiết nhất dưới thánh quang. Sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ, hàn sâm lại bắt đầu vận chuyển bí kỹ huyết mệnh, khiến cho cả cơ thể lại phát sinh biến hóa thêm một lần nữa. Máu chảy ra khỏi huyết quản rồi thẩm thấu vào các cơ quan, thấm vào máu thịt và cả xương cốt. Điều ấy khiến cơ thể hắn hoàn toàn khác biệt với nhân loại bình thường, thậm chí là khác biệt với tất cả sinh vật. Cảm nhận được sức mạnh cường đại do cơ thể sinh ra, Hàn Sâm không hề do dự chút nào mà triệu hồi Tháp Thiên Mệnh, hắn phải thắng trận chiến ngày hôm nay. Tháp Thiên Mệnh vừa xuất hiện, sắc lạnh trong đôi mắt của kẻ mặc áo giáp càng thêm mở rộng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tháp Thiên Mệnh trong tay Hàn Sâm, quang diễm trên cơ thể cũng càng thêm khủng bố. Các sinh vật đang quan sát trận chiến thấy kim tệ, triệu hồi ra một hạch gen hình tháp thuộc tính kim mà không phải kim tệ, hay là hạch gen chân huyết thì đều cảm thấy kỳ lạ. Tháp Thiên Mệnh đã biến mất từ rất lâu, hầu hết các sinh vật đều chỉ mới nghe nói đến chứ chưa một ai từng nhìn thấy dáng vẻ của tháp thiên mệnh, cũng hoàn toàn không ngờ rằng thứ trong tay hàn sâm chính là tháp thiên mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ mặc áo giáp nhìn chằm chằm vào tháp thiên mệnh, quang diễm trên cơ thể phun ra như núi lửa, khí tức khủng bố đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. Kẻ mặc áo giáp muốn trực tiếp nổ chết kim tệ đấy à, sức mạnh tỏa ra trên người hắn đáng gờm tới như vậy. Trông có vẻ còn đáng sợ hơn cả cú cầm thứ hai đã đánh bại cố khuynh thành kia. Ta lại không cho là như vậy, kẻ mặc áo giáp vừa mới lên sân đã bùng nổ ra khí tức khủng bố tới như thế thì chứng tỏ kim tệ còn mạnh hơn cả cố khuynh thành cho nên mới khiến kẻ mặc áo giáp không thể ân không nghiêm túc hẳn lên thần bê cố lên đánh bại hắn sức mạnh khủng bố tới như vậy chỉ e rằng một đòn cũng đã phân ra thắng bại rồi nếu như bây giờ kim tệ mà không lui thì đến lúc đó muốn nhận thua cũng chẳng có cơ hội nữa đâu ẩm kẻ mặc áo giáp tung một quyền về phía hàn sâm quang diễm hệt như ánh mặt trời vạn trượng cả chiến trường đều bị hòa tan bởi ngọn lửa băng ấy, trói lóa tới mức khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Hàn Sâm cảm nhận được sức mạnh cường đại ấy phóng tới, nhưng hắn chẳng hề hoảng loạn, bàn tay khẽ nhúc nhích, tháp thiên mệnh trong tay chấn áp xuống. Vốn dĩ quang diễm nồng đậm khiến cho người ta kinh hồn bạt vía kia lại lập tức biến mất hoàn toàn không thấy đâu nữa. Dưới sự chuyển đổi luân phiên giữa ánh sáng và bóng tối ấy, đôi mắt của các sinh vật đang quan sát trận chiến bỗng chốc mù tạm thời. Đợi đến khi thị lực của bọn họ khôi phục lại, nhìn rõ tình cảnh chiến trường thì đều kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Quang diễm trên chiến trường đã hoàn toàn biến mất, nhưng không chỉ quang diễm, ngay cả bóng dáng của kẻ mặc áo giáp cũng mất hút chẳng thấy đâu, chỉ còn thấy, trên chiến trường là một tòa tháp kim loại hình bát giác khổng lồ đang chấn áp. Không phải chứ, kẻ mặc áo giáp bị tòa tháp kim loại kia chấn áp rồi sao? Không đơn giản như vậy được, với sức mạnh của kẻ mặc áo giáp, cho dù tòa tháp kia là hạch gen hệ phong ấn thì e rằng, cũng đã bị một quyền của hắn đánh vỡ rồi vậy cũng có nghĩa là thật sự không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là loại hạch gen gì mà có thể chấn áp được sức mạnh cường đại, tới nhường ấy đợi xem tòa tháp kim loại kia bị đánh vỡ đi. Mọi người đều cho rằng, chắc chắn tòa tháp kim loại kia không thể nào nhốt được kẻ mặc áo giáp, đều đang chờ đợi cảnh tượng nó bị đánh vỡ, bởi lẽ chẳng một ai tin rằng kẻ mặc áo giáp bị chấn áp như vậy. Sự thật thì quả thật Hàn Sâm cũng cảm nhận được áp lực bên trong tháp thiên mệnh. Một nguồn sức mạnh khủng bố đang đối kháng với sức mạnh của tháp thiên mệnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ tung tháp thiên mệnh vậy. Tháp thiên mệnh không phải là hạch gen bản mệnh của Hàn Sâm. Theo lý mà nói thì sức mạnh của Hàn Sâm không thể ảnh hưởng tới tháp thiên mệnh. Thế nhưng sau khi vận chuyển bí kỹ huyết mệnh, Hàn Sâm lại cảm nhận được dường như tháp thiên mệnh là hạch gen bản mệnh của hắn vậy. Độ mạnh yếu của hạch gen đều bị ảnh hưởng bởi huyết mạch mệnh thần kinh và sức mạnh của bí kỹ huyết mệnh. Sức mạnh của bản thân Hàn Sâm cũng đang tuôn ra mãnh liệt tràn vào trong tháp thiên mệnh khiến sức mạnh của nó càng ngày càng cường đại thế nhưng sức mạnh ở trong tháp kia cũng đang dần dần bành trướng. Hàn Sâm dùng hết sức để áp chế nó mà trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Giờ đây Hàn Sâm đâm lao thì phải theo lao, hắn chỉ đánh dốc hết sức chấn áp quái nhân áo giáp ở trong tháp. Nếu như hắn buông tay vào lúc này, thì tháp thiên mệnh sẽ bị nổ tung vì vượt quá giới hạn, bản thân hắn cũng sẽ bị chấn thương. Hàn Sâm dốc hết sức vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh và bí kỹ huyết mệnh, chuyển hóa sức mạnh của bản thân hắn sao cho tương đồng với sức mạnh trong tháp rồi, rót vào trong tháo thiên mệnh chẳng qua sức mạnh mà kẻ mặc áo giáp kia bộc phát ra còn mạnh hơn cả của Hàn Sâm, vậy nên cũng khiến Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Đang lúc Hàn Sâm đang lưỡng lự không biết nên giải quyết như thế nào thì hạch gen chân huyết lại tự động bay ra, nhưng lần này nó không bay về phía hạch gen của kẻ khác hay là cái gì đó mà là dung hợp vào trong cơ thể của Hàn Sâm, dần dần hòa tan vào máu của Hàn Sâm theo đường máu chảy. Sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh và bí kỹ huyết mạch đột nhiên tăng vọt khiến sức mạnh của Hàn Sâm tăng lên rất nhiều. Tháp thiên mệnh cũng tỏa ra ánh sáng chói lòa, sức mạnh cường đại ấy gắt gao chấn áp nguồn sức mạnh đang từng bước bành trướng bên trong tháp xuống. Hàn Sâm thầm vui mừng, hắn không ngờ rằng hạch gen chân huyết còn có năng lực như vậy, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường. Bản thân hạch gen chân huyết chính là hạch gen đã ngưng tụ ra huyết mạch mệnh thần kinh, chẳng có gì phải nghi ngờ khi nó là thứ có thể tương thích cao nhất với bí kỹ huyết mệnh, có thể tăng cường bí kỹ huyết mệnh cũng là điều rất bình thường. Chân huyết không ngừng lưu động trong cơ thể Hàn Sâm khiến máu trong cơ thể hắn đều đồng hóa thành chân huyết, đồng thời cũng khiến cho huyết mạch mệnh thần kinh và bí kỹ huyết mệnh càng ngày càng mạnh hơn. Sức mạnh vô hạn ấy thông qua tháp thiên mệnh để chấn áp nguồn sức mạnh bên trong tháp, hai sức mạnh bên trong tháp va chạm mạnh mẽ với nhau, nhưng mà cuối cùng Hàn Sâm vẫn chiếm thế thượng phong. Mà hạch gen chân huyết trong máu Hàn Sâm cũng bắt đầu tiến hóa, nó trở thành siêu cấp, máu trong cơ thể hoàn toàn hóa thành chân huyết khiến cho huyết mạch mệnh thần kinh đột phá được bình cảnh, tiến vào một cấp bậc khác tất cả mọi người đều đang đợi chờ giây phút tòa tháp kim loại kia bị đánh vỡ thế nhưng từng phút từng giây cứ trôi qua mọi người vẫn chưa thấy tháp kim loại kia có phản ứng gì chứ đừng nói đến việc nó bị đánh vỡ đến cả một vết dạn dứt trên bề mặt kim loại của tháp cũng chẳng có không phải chứ kẻ mặc áo giáp không đánh vỡ được tòa tháp đó sao không biết nữa trông có vẻ tòa tháp kia rất kiên cố tòa tháp kia là hạch gen gì vậy sao có thể chấn áp được kẻ mặc áo giáp thế cho dù là hạch gen siêu cấp thì cũng không thể nào chấn áp nổi kẻ mặc áo giáp mới đúng chứ tất cả những sinh linh quan sát trận chiến đều bắt đầu rối loạn cả lên kẻ nào kẻ nấy đều không dám tin một tồn tại mạnh mẽ như kẻ mặc áo giáp lại bị tòa tháp kia chấn áp tòa tháp kia hình như chủ nhân thần vực nhìn thấy tòa tháp kia trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngờ vực đó không phải là tháp thiên mệnh đấy chứ rất nhiều cường giả kỳ cực để giống hệt như chủ nhân thần vực trong mắt của họ đều tràn đầy vẻ nghi ngờ thần bê kinh người quá đi mất liền một lúc đã chấn áp được cái tên kẻ mặc áo giáp gì đó rồi mạnh quá đường chân lưu không khỏi vui mừng thốt lên cố khuynh thành cũng hơi ngạc nhiên mặc dù nàng không cho rằng kim tệ sẽ dễ dàng thua cuộc nhưng mà cũng không thể ngờ được sẽ xuất hiện tình huống như thế này thậm chí hắn còn chưa ra tay chỉ dùng một tòa tháp đã chấn áp được kẻ mặc áo giáp kia bên trong tháp thiên mệnh lúc này kẻ mặc áo giáp kia phẫn nộ gào thét băng diễm trên người phun trào như núi lửa muốn phá tan tháp thiên mệnh nhưng huyết quang phát ra từ tòa tháp kim loại này lại hệt như từng vòng hào quang máu nó từ từ thu nhỏ phạm vi ở bên ngoài cơ thể kẻ mặc áo giáp đè ép băng diễm lại từng chút một bất kể kẻ mặc áo giáp có gào thét bùng nổ tới mức nào thì vòng hào quang máu ấy vẫn không ngừng thu nhỏ lại bùm quang diễm bị ép đến nứt toạc dưới vòng hào quang máu kia mà vòng hào quang máu ấy cũng bao phủ lên trên áo giáp của kẻ mặc áo giáp hơn nữa cũng đang không ngừng thu nhỏ lại kỳ lạ hơn chính là cơ thể của kẻ mặc áo giáp cũng theo đó mà thu nhỏ lại, cuối cùng cùng nhau biến mất với hào quang máu. Nhưng cùng lúc đó, trên tầng thứ bảy của tháp thiên mệnh xuất hiện một bệ đá lơ lửng, bên trên bệ đá ấy chính là bóng dáng của kẻ mặc áo giáp, chẳng qua bây giờ hắn không thể nào cử động được, cứ như là một tù nhân đã bị khóa trên bệ đá. Hàn Sâm chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh đối chọi lại, với tháp thiên mệnh đã hoàn toàn biến mất, thế là hắn vươn tay vẫy một cái, tháp thiên mệnh dần dần thu nhỏ lại rồi bay trở về trong lòng bàn tay hắn khán đài và cả võ đạo trường của tất cả tí hộ sở đều im bặt. Trước khi trận quyết chiến này diễn ra, bọn ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ có duy nhất khả năng này là chưa từng. Một kẻ mặc áo giáp mạnh mẽ đến như thế lại bị chấn áp ngay sau khi giáp mặt, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đang cầm tháp đứng trên chiến trường, mãi một hồi lâu mà vẫn không phản ứng lại được. Mãi đến khi Hàn Sâm rời khỏi chiến trường, rất nhiều sinh linh vẫn chưa phản ứng lại được, tất cả mọi thứ đến quá đột ngột, và quá nhanh khiến bọn họ khó mà chấp nhận được ngay lập tức cứ tưởng rằng đây sẽ là một trận đại chiến kinh hãi thế tục, nhưng ai mà biết được vừa phóng hạch gen ra rồi thu lại, thì tất cả mọi thứ đã kết thúc. Người ngoài không thể nào biết được sự biến hóa của cơ thể hàn sâm, và bên trong tháp thiên mệnh, thứ duy nhất mà bọn họ nhìn thấy là hàn sâm, sử dụng tháp kim loại để chấn áp kẻ mặc áo giáp, sau đó thì thu luôn cả kẻ mặc áo giáp. Thật kinh khủng, hóa ra kim tệ mới là kẻ đáng sợ nhất, một cường giả như kẻ mặc áo giáp mà vẫn bị hắn chấn áp. Ai nói dựa vào hạch gen thì không thể thắng chứ, dù thực lực mạnh đến mức nào thì chẳng phải cũng bị thu mất hay sao thần bê mạnh quá bất khả chiến bại rốt cuộc tòa tháp kia là hạch gen gì vậy đúng là mạnh thật trận chiến đó đã kết thúc rất lâu rồi cơ mà sinh vật của các tộc vẫn còn đang thảo luận về trận chiến của kim tệ và kẻ mặc áo giáp ấy đặc biệt là chủ đề liên quan đến hạch gen tháp kia còn được bàn tán không ngớt rất nhiều cường giả siêu cấp nghi ngờ rằng tòa tháp đó chính là tháp thiên mệnh nhưng theo lý mà nói Đáng lẽ tháp thiên mệnh đã theo chủ nhân của nó thăng cấp tới tí hộ sở, thứ năm rồi mới đúng. Nhân loại không hề quan tâm tòa tháp kia có lai lịch như thế nào, tất cả các phương tiện truyền thông đều đang đưa tin về trận chiến kim tệ, chấn áp kẻ mặc áo giáp kia, đồng thời kim tệ cũng được mệnh danh là nhân loại mạnh nhất. Hàn Sâm không hề có tâm trạng để quan tâm đến mấy chuyện đó, bây giờ hắn đang ở bên trong tháp thiên mệnh, quan sát kẻ mặc áo giáp đã bị giam cầm trên bệ đá kia. Kẻ mặc áo giáp ở trong đó đang phẫn nộ gào thét với Hàn Sâm cơ mà đến cả bức màn chắn không gian kia mà hắn cũng không thể thoát ra được, thế nên cũng chỉ có thể gào thét với Hàn Sâm mà thôi. Ta phải giết ngươi. Kẻ mặc áo giáp lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói này. Trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ xem xét đến việc thả ngươi. Hàn Sâm nhìn kẻ mặc áo giáp rồi hỏi, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với chủ nhân của tháp thiên mệnh? Kẻ mặc áo giáp vẫn không thèm quan tâm tới Hàn Sâm, hắn chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu nói kia hệt như đần độn vậy hàn sâm hỏi mấy câu liền mà kẻ mặc áo giáp vẫn không phản ứng bình thường lại thế là chỉ đành tạm thời tự bỏ đợi đến khi hắn ta bình tĩnh lại thì mới tới giao lưu hỏi han một phen hàn sâm cực kỳ tò mò về lai lịch của kẻ mặc áo giáp cũng như người đá không đầu của tháp thiên mệnh bởi vì trận chiến hàn sâm chấn áp kẻ mặc áo giáp quá chấn động đáng sợ hơn là sau khi trận chiến kết thúc kẻ mặc áo giáp hoàn toàn biến mất đến cả các trận chiến thần tiếp sau đó còn chưa kịp tham gia tất cả sinh linh của các tộc đều cho rằng Kẻ mặc áo giáp đã bị chấn áp rồi chết luôn, trong lòng ai nấy càng thêm kinh sợ kinh tệ, cho nên mấy trận chiến tiếp sau đó của Hàn Sâm, hoàn toàn không có một ai dám đánh với hắn, sợ rằng sẽ bị tháp của hắn chấn áp. Cho dù là những dị linh có thể hồi sinh được cũng không dám mạo hiểm, nếu như bị giết chết thì còn may, nhưng nếu như bị chấn áp trong tháp mà không sống cũng chẳng chết, vậy thì đó mới là tình cảnh bi thảm nhất với dị linh. Bảng xếp hạng 10 thần tử chẳng có gì phải nghi ngờ cả, Kim Tệ lấy được vị trí đầu tiên trong 10 thần tử đứng đầu. Đây cũng là vị trí đứng đầu 10 thần tử duy nhất mà Hàn Sâm lấy được. Mặc dù trước đó hắn đã từng tham gia trận chiến thần mấy lần liền, cơ mà đáng tiếc rằng vì đủ loại nguyên nhân, mà cuối cùng không thể lấy được vị trí đầu bảng. Bây giờ Kim Tệ đã được các tộc công nhận là kẻ mạnh nhất tí hộ sở thứ tư, đây là điều không cần phải nghi ngờ nữa. Mà sau khi trận chiến thần kết thúc, Hàn Sâm bí mật bước vào võ đạo trưởng nhận lấy phần thưởng của hắn. 10 thần tử đều có một cơ hội được ban thưởng ngẫu nhiên, có thể là thú hồn, võ trang gen, hạch gen. Điều này đều dựa vào may mắn cả. Ngoài ra còn một phần thưởng khác khiến Hàn Sâm cực kỳ tò mò, hắn không biết rốt cuộc lễ rửa tội của thần là gì. Bàn tay Hàn Sâm ấn lên bia võ đạo, lập tức chỉ thấy bia võ đạo sáng lên một cái, bên trên mặt bia xuất hiện ánh sáng của một vài vật phẩm, sau đó ánh sáng kia chuyển động, các loại vật phẩm cũng xoay chuyển theo, Hàn Sâm nhìn mà hoa hết cả mắt. Nên là phần thưởng gì thì mới tốt đây? Hàn Sâm muốn xin vận vay từ thần Phật trên trời, nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy hình như bản thân hắn chẳng hề có mong muốn đạt được thứ gì đó lắm. Tại tí hộ sở thứ tư, hắn đã trở thành tồn tại bất khả chiến bại, cho dù lấy được thú hồn siêu cấp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao lắm, cùng lắm lấy được thì cũng đem đi bán, hoặc là tặng cho người thân hay bạn bè của mình. Hạch gen hay là võ trang gen cũng như vậy, bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng thăng cấp lên tí hộ sở, thứ năm để xem thử xem liệu thật sự có thể trở về liên minh hay không. Nhận được một hạch gen thú hồn sủng vật, giây phút ánh sáng kia dừng lại, hàn sâm bỗng sửng sốt hạch ghen thú hồn sủng vật còn có cả thứ như này sao hàn sâm hơi kinh ngạc ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía phần thưởng của mình dù gì thú hồn cũng là thú hồn bản thân nó không hề có hạch ghen kể cả thú hồn loại hình sủng vật cũng không ngoại lệ hàn sâm nhìn thấy một viên ngọc óng ánh hệt như dạ minh châu trên bia võ đạo sau đó viên ngọc ấy hóa thành một tia sáng rồi chui vào trong hồn hải của hàn sâm tiểu thiên sứ nhìn thấy viên ngọc đó thì chủ động bay qua vươn tay bắt lấy nó rồi há miệng nuốt xuống. Chỉ thấy thánh quang trên người tiểu thiên sứ bỗng chốc dao động hệt như những con sóng, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, mà hình như tiểu thiên sứ cũng có chỗ nào đó hơi khác. Hàn Sâm nhìn tư liệu về tiểu thiên sứ một cái nhưng chẳng thấy có gì thay đổi cả, vẫn giống hệt như trước đây. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nghiên cứu về sự thay đổi của tiểu thiên sứ, Hàn Sâm vẫn phải tiếp tục nhận phần thưởng thứ hai của hắn, cũng là phần thưởng mà hắn xem trọng nhất. Bàn tay Hàn Sâm lại ấn lên bia võ đạo một lần nữa. Bia võ đạo bỗng chốc tản ra như nước hồ, vậy mà bàn tay của Hàn Sâm có thể vươn vào trong đó. Hàn Sâm không hề thấy xa lạ gì với tình huống như thế này, lúc truyền tống vào hội trường trận chiến thần cũng hệt như vậy, thế nên hắn không hề hoảng sợ mà đi thẳng vào trong đó. Nhưng sau khi đi xuyên qua bia võ đạo, Hàn Sâm lại phát hiện bản thân không hề tiến vào hội trường trận chiến thần mà là xuất hiện ở trong một thông đạo. Thông đạo này dạng tròn như một ống nước, đường kính khoảng 3 mét, được tạo thành từ tinh thể không màu trông cũng không hề có vết nối gì, hình như là được đúc nguyên khối. Hàn Sâm nhìn thấy thông đạo tinh thể kia thì thầm giật mình. Bởi lẽ tinh thể này trông rất quen mắt, rất giống với nguyên liệu tinh thể trong phòng điều khiển chính của tinh tộc. Chẳng lẽ tí hộ sở thật sự liên quan đến tinh tộc ư? Hàn Sâm nhíu mày đi dọc theo thông đạo, chỉ thấy tinh thể trên vách phát ra những tỉnh quang tự do. Tinh quang ấy hạ lên trên người Hàn Sâm, giống như lông vũ rồi tan chảy hệt như những bông tuyết. Hàn Sâm cảm thấy từng làn sóng điện chạy vào bên trong cơ thể, sau đó lại phóng từ cơ thể ra bên ngoài, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy sức mạnh của bản thân tăng lên, cũng không cảm thấy được thanh lọc, không biết rốt cuộc những tinh quang tự do đó có tác dụng gì. Thông đạo này thẳng tắp dài khoảng mấy vạn mét, sau khi Hàn Sâm đi đến cuối thì phát hiện nơi đó có một cánh cửa lớn. Nhưng Hàn Sâm chưa kịp đẩy cửa, mới đứng trước cánh cửa đó thôi mà nó đã tự động mở ra, để lộ một căn phòng phía đằng sau. Hàn Sâm liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, hắn lập tức trợn chừng hai mắt. Nội thất bên trong căn phòng này giống y hệt như phong cách của phòng điều khiển chính, trong đó còn có rất nhiều thiết bị của tinh tộc. Trước đó Hàn Sâm cũng đã nghỉ ngờ điều này, cho nên cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy một người bên trong căn phòng trông có vẻ giống kiến trúc của tinh tộc này. Hàn Sâm không biết đó có phải người sống không, bởi vì một người đàn ông đang lơ lửng trong một cái bình được tạo thành từ thủy tinh. Có thể nhìn thấy cái bình ấy chứa đầy chất lỏng, người đàn ông kia đang lơ lửng ở trong chất lỏng ấy, Người đàn ông có có mái tóc ngắn màu đen, trên người mặc một chiếc áo giáp tinh thể trông rất giống chiến giáp gen mà Hàn Sâm đã lấy được từ chỗ Tina. Ngoài ra thì người đàn ông đó không còn chỗ nào đặc biệt nữa, trông giống hệt như một nhân loại bình thường, không hề có bộ phận đặc biệt nào như dị sinh vật hay dị linh. Đây là nhân loại ư. Hàn Sâm không dám xác định, hắn sử dụng động huyền khí chẳng quét qua cái bình trong suốt kia, thế nhưng không thể xuyên qua được vách bình làm từ thủy tỉnh ấy, cũng chẳng thể xác nhận người đàn ông kia còn sống hay đã chết đồng thời cũng không cảm nhận được khí thức của hắn. Đúng lúc Hàn Sâm đang muốn bước tới gần chiếc bình, thì đột nhiên nghe được một âm thanh phát ra từ trong phòng, thiết bị trục chặt, không thể hoàn thành lễ rửa tội của thần. Xin chờ trong chốc lát hoặc lựa chọn trở về theo đường cũ. Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá khắp nơi, thế nhưng lại không phát hiện được nơi mà âm thanh phát ra. Nhưng mà Hàn Sâm có thể đại khái đoán được rằng, chắc hẳn đây là âm thanh của một thứ tương tự, như trí não của nhân loại chứ không phải là một sinh vật sống sờ sờ đang nói chuyện. Hàn Sâm không hề lựa chọn rời đi, tiến triển của việc này đã vượt khỏi dự liệu của hắn, nhưng cũng cho hắn thêm một cơ hội hiểu rõ nơi này. Rõ ràng nơi này đã từng xảy ra chuyện gì đó, cho nên thiết bị của tinh tộc mới xảy ra vấn đề. Nếu như ta đoán không lầm, thì có lẽ chiếc bình làm từ thủy tinh này là một công cụ để tiến hành thứ gọi là lễ rửa tội của thần. Hàn Sâm đi một vòng trong căn phòng, sau khi đánh giá tỉ mỉ tất cả mọi thứ, thì lại nhìn vào chiếc bình thủy tinh kia rồi ngẫm nghĩ, bây giờ điều hàn sâm nghi ngờ là rốt cuộc người đàn ông trong chiếc bình này là sinh vật đã tiến vào đây để tiến hành lễ rửa tội vào lần trước hay là người điều khiển căn phòng này rốt cuộc nơi này đã từng xảy ra chuyện gì tại sao lại xuất hiện sự cố rốt cuộc người đàn ông này còn sống hay đã chết trong lòng hàn sâm hiện lên vô số nghi vấn trông có vẻ căn phòng này không hề bị phá hoại ngoại trừ người đàn ông ở trong bình kia ra thì không còn chỗ đặc biệt nào khác kết nối với phòng điều khiển thành công phát hiện một cánh cửa có mở ra hay không? Đồ án của Độc Giác Tiên trên tay Hàn Sâm lóe sáng, nó phát ra âm thanh hệt như trí não của nhân loại. Mở. Hàn Sâm thầm vui mừng, bây giờ hắn càng thêm chắc chắn, quả nhiên nơi này là một địa điểm thuộc sở hữu của Tinh tộc. Xem ra quả nhiên Tí Hộ Sở có quan hệ mật thiết với Tinh tộc, chẳng qua không biết Tinh tộc phát hiện ra Tí Hộ Sở trước, hay là bọn họ sáng tạo ra Tí Hộ Sở. Hàn Sâm nhìn đồ án Độc Giác Tiên bắn ra hào quang, trong lòng thầm suy nghĩ, một bức tường tinh thể lặng lẽ trượt đi. Hàn Sâm nhìn từ ngoài vào thì nhất thời ngạc nhiên. Bên ngoài vẫn là kiến trúc của tinh tộc, nhưng mà rất nhiều thiết bị đã bị hư hỏng đến biến dạng, hầu hết kiến trúc đều đã sụp đổ, lướt nhìn qua còn thấy hệt như một phế tích. Hàn Sâm lượn trong đó một vòng dưới sự dẫn dắt của Độc Giác Tiên, dường như hắn không còn nhìn thấy một thiết bị hay kiến trúc nào còn hoàn chỉnh nữa. Cả quần thể kiến trúc này có kích thước như cố cung, cách căn phòng mà Hàn Sâm đi vào càng xa thì mức độ tổn hại càng trầm trọng, căn phòng thật sự hoàn chỉnh thì cũng chỉ có mình căn phòng kia. Sau khi Hàn Sâm đi đến bên rìa của kiến trúc thì liếc mắt nhìn ra ngoài, gương mặt lập tức lộ ra vẻ kỳ quái. Bên ngoài kia chính là bầu trời sao vô tận, mà cũng chẳng có gì kỳ lạ khi thấy bầu đầy sao ở đây cả, trong tí hộ sở cũng có hệt như thế. Nhưng mà bầu trời sao bên trong tí hộ sở không giống với vũ trụ, nó là hết tinh cầu này đến tinh cầu khác, cho tới bây giờ, không một ai biết rốt cuộc bầu trời sao bên trong tí hộ sở là cái gì. Hàn Sâm đứng ở nơi đó ngắm nhìn bầu trời sao hệt như của liên minh kia đó là từng tinh cầu, còn có cả tinh cầu cách nơi này khá gần. Nó to lớn đến mức khiến con người ta cảm thấy hơi bí bách. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm bỗng lóe lên, hắn phi thân quan sát toàn bộ kiến trúc của tinh tộc. Hắn phát hiện kiến trúc này của tinh tộc được xây dựng trên một thiên thạch, mà khối thiên thạch này vẫn còn đang tiếp tục bay trên bầu trời đầy sao ấy. Hàn Sâm còn chưa thể xác định được rốt cuộc nơi này có phải liên minh không, bởi lẽ xung quanh tinh cầu này không có những tinh cầu lạ lãm khác. Hàn Sâm lại triệu hồi độc giác tiên, sau khi vào trong độc giác tiên thì gọi tinh đồ của nó ra. Ban đầu hắn chỉ định thử xem sao, ai mà biết được thật sự có thể gọi tinh đồ ra được, hơn nữa tinh đồ cũng cũng đánh dấu rõ ràng vị trí của nơi này. Nơi này được tinh đồ của độc giác tiên gọi là tinh hệ A Xuyên, mà dọc theo hướng đi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ đại khái của bảy tám tinh vực gì đó, hơn nữa còn có thể nhìn thấy những tinh vực mà liên minh đang chiếm cứ. Hàn Sâm suy nghĩ chốc lát, hắn đã biết đây là một tinh vực hoang vu mà liên minh vẫn chưa khai phá, hơn nữa cũng có thể xác định rằng quả thật hắn đã quay trở về vũ trụ của liên minh thật ra từ nơi này trở về tinh vực của liên minh thì còn xa lắm hơn nữa các loại từ trường và bão năng lượng ở các tinh vực hoang vu rất nhiều cho nên muốn quay trở về liên minh từ nơi này thì vô cùng phiền phức cho nên hàn sâm vẫn quay trở lại thiên thạch sau khi độc giác tiên quét toàn bộ thiên thạch thì hàn sâm có thể phán đoán được đại khái khối thiên thạch này là một phần của tỉnh cầu nào đó nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị tách ra chắc hẳn kiến trúc của tinh tộc ở nơi này cũng là một phần của một phòng điều khiển lớn, chẳng qua bây giờ chỉ còn lại bằng này. Hàn Sâm không tìm thấy manh mối hữu ích nào trong phế tích nữa, nên đành quay trở về căn phòng trước đó, đánh giá tỉ mỉ người đàn ông trong chiếc bình tinh thể kia. Áo giáp tinh thể trên người đàn ông đó có đến 89 phần 10 là chiến giáp gen. Nếu suy đoán như vậy thì chắc hẳn người này không phải kẻ đứng đầu trong người thần tử, cũng không phải tới đây để tiếp nhận lễ rửa tội của thần. Vậy rốt cuộc hắn là ai đây? Người khống chế nơi này? Hay là kẻ đột nhập? Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Bởi vì không biết người đàn ông kia còn sống hay đã chết, cho nên Hàn Sâm cũng không dám mở chiếc bình đó ra. Những kẻ có thể sở hữu được chiến giáp gen thì đều là những tồn tại vô cùng nguy hiểm, Hàn Sâm không hoàn toàn nắm chắc việc đối phó được hắn. Xét cho cùng thì Hàn Sâm cũng chưa thăng cấp lên tí hộ sở thứ năm, vẫn chưa ngưng tụ ra được chiến giáp gen cho bản thân mình. Mặc dù có một chiến giáp gen có thể sử dụng, nhưng mà bản thân Hàn Sâm vẫn chưa hoàn toàn phát huy được hết năng lực của chiếc chiến giáp ghen kia. Đúng lúc hàn sâm đang do dự thì đột nhiên nghe thấy cạch một tiếng, hình như có thứ gì đó vỡ ra. Sau đó hàn sâm lập tức nhìn thấy chiếc bình tinh thể ở phía trước mặt tự động mở ra. Nửa phần trên của chiếc bình tinh thể được nằm ngang như cây cổ thụ tự động mở ra, chất lỏng trong đó đã nhô lên vách bình tinh thể kia, thế nhưng chúng vẫn duy trì được trạng thái hình trụ chứ không hề tràn ra khỏi bình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé hàn sâm cảnh giác nhìn người đàn ông trong chiếc bình kia đúng lúc hắn đang suy nghĩ liệu có nên rút lui không thì đột nhiên thấy người đàn ông trong bình mở mắt ra một đôi đồng tử đen láy vừa vặn với đối diện với tâm mắt của hàn sâm khiến trái tim hàn sâm không khỏi đập thình thịch xoạt hàn sâm còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy người đàn ông kia nhảy thẳng ra khỏi chất lỏng đáp xuống ngay trước mặt hắn chất lỏng bên trong đột nhiên nhô ra khỏi bình rồi lắc qua lắc lại hệt như thạch nhưng không hề có một giọt chất lỏng nào rơi ra ngoài ngươi là ai sao ngươi dám tự tiện xông vào phòng điều khiển chính, ngươi không biết đây là tội chết sao? Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi mở miệng nói, tất cả những từ ngữ hắn nói ra đều là thứ ngôn ngữ của nhân loại. Hàn Sâm còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã liếc nhìn cánh cửa đang mở, sau đó nhìn kiến trúc ở bên ngoài đã trở thành một đống phế tích, thế là gương mặt lập tức biến sắc. Kẻ phản đồ, người đáng chết. Người đàn ông kia lập tức giận dữ, áo giáp tinh thể trên người bùng nổ ra một thứ sức mạnh khủng bố, hắn không nói lời gì đã tung một nắm đấm về phía hàn sâm phản đồ cái gì chứ hàn sâm đang định giải thích cơ mà lực lượng kia quá mạnh quá đáng sợ hoàn toàn không để cho hàn sâm thời gian để giải thích nếu hắn mà còn định giải thích thì chắc sẽ bị người ta đánh chết mất thế là hàn sâm đành triệu hồi áo giáp tinh thể mặc lên trên người nắm đấm đụng độ với nắm đấm của người đàn ông kia nhưng sau đó hắn cảm thấy cơ thể bản thân như va phải một đầu tàu hỏa vậy cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài thân thể của hàn sâm Đập phải bức tường tinh thể cứng rắn rồi đột nhiên rơi vào trong không gian. Hắn văng trong không gian cả một đoạn dài, chẳng dễ dàng gì cơ thể mới dừng lại được, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng. Máu bay lơ lửng khắp không gian, bởi vì không có trọng lực nên hoàn toàn không có cái gì gọi là rơi xuống cả, trông cực kỳ quái lạ. Mà người đàn ông kia cũng đã tới trước mặt Hàn Sâm, lại tức giận tung thêm một đòn nữa. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu khổ, người đàn ông này quá con mợ nó mạnh, còn cường đại hơn Hàn Sâm đã mặc chiến giáp ghen trên người gấp nhiều lần nhìn có vẻ hắn là người thật sự có thể phát huy được toàn bộ năng lực của chiến giáp gen, mà Hàn Sâm thì không thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh ấy. Hàn Sâm biến thân thành trạng thái đế linh siêu cấp, đồng thời hợp thể với tiểu thiên sứ, cùng lúc đó sử dụng cả bí kỹ huyết mệnh. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong, còn bị hai nắm đấm của người đàn ông kia đánh cho không ngừng hộc ra máu tươi một cách dữ dội. Dừng tay, ta không phải là phản đồ gì cả. Ta tới nơi này để tiếp nhận lễ rửa tội của thần. Hàn Sâm vội vàng gào lên, nếu như thật sự là kẻ thù, cho dù gặp phải kẻ mạnh hơn nữa thì cũng thôi, nhưng mà tự nhiên tự lành bị gọi là phản đồ, hắn không thể đội cái nồi này được. Hừ, lại còn khô môi múa mép, làm sao sinh vật trong tí hộ sở có thể sở hữu chiến giáp ghen được, hơn nữa người hoàn toàn không phải là sinh vật của tí hộ sở. Người đàn ông kia không hề tin hàn sâm, hắn lại tung hết nắm đấm này đến nắm đấm khác qua đó. Kỹ năng của người đàn ông kia chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng được coi là mạnh lắm. Nhưng mà sức mạnh của hắn thật sự quá mạnh, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, hàn sâm lợi dụng thân pháp động huyền và bí kỹ phượng hoàng phi thiên mới có thể miễn cưỡng đối phó với hắn ta được nhưng đó cũng chỉ là đối phó mà thôi muốn giành được thắng lợi thì căn bản không thể nào sức mạnh nắm đấm của hàn sâm còn chẳng xuyên qua nổi áo giáp trên người của hắn ta đây là món chiến giáp ghen mà người khác tặng ta chứ không phải của bản thân ta ngươi nhìn sức mạnh của ta là biết ngay nếu như nó là chiến giáp ghen của ta thì làm sao có chuyện ta chỉ phát huy được chút ít sức mạnh của nó chứ Hàn Sâm không quan tâm đến máu tươi đang trào ra, tiếp tục giải thích. Người đàn ông kia nghe xong thì hơi sửng sốt rồi dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá Hàn Sâm. Ngươi thật sự là sinh vật của tí hộ sở thứ tự. Thiên chân vạn xác ngươi không tin thì có thể đi cùng ta xem thử. Ta lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc chiến thần nên mới tới đây, từ trong một thông đạo. Hàn Sâm lau máu tươi ở khóe miệng rồi nói. Sau khi người đàn ông kia nghe xong thì không quan tâm đến Hàn Sâm nữa. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi lao vào trong căn phòng giữa đống đổ nát, không lâu sau lại chui ra khỏi đó. Xin lỗi, hóa ra người thật sự là thần tử đệ nhất, là ta hiểu lầm rồi. Người đàn ông kia sửa mũi, hơi ngại ngùng nói. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia rồi hỏi. Người đàn ông kia nhíu mày nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta là người phụ trách trông coi phòng điều khiển chính mang số hiệu C3. Khi ta đang ngâm mình trong dịch gen, thì đột nhiên cảm thấy phòng điều khiển chính lắc lư dữ dội sau đó một sức mạnh chấn động lao vào trong cơ thể khiến ta ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy ngươi, nơi đây cũng đã trở thành như thế này rồi. Thân phận của ngươi là gì? Hàn Sâm thấy dường như người đàn ông này còn chưa tỉnh táo hẳn, cho nên hắn tranh thủ hỏi thêm một số thứ. Có vẻ như người đàn ông này không phòng bị gì nhiều, nghe xong thì trả lời luôn, ta là chiến sĩ của quân đoàn bộ đội đặc trùng số 3, người anh em, ngươi thuộc đơn vị nào vậy? Quân đoàn số 3? Quân đoàn số 3 nào? Hàn Sâm cũng từng đi nghĩa vụ, hắn thấy có rất nhiều cách nói như quân đoàn số 3 này, không biết người đàn ông kia thuộc quân đoàn số 3 nào. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe nói đến cách gọi như quân đoàn bộ đội đặc chủng, liên minh cũng không hề có kiểu biên chế này. Bây giờ tinh tộc có mấy quân đoàn? Người đàn ông kia cũng nghi ngờ nhìn Hàn Sâm. Tinh tộc. Hàn Sâm nhất thời kinh ngạc, nhưng mà hắn không dám hét lên, chỉ đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới rồi nói, người anh em, ngươi thuộc quân đoàn số 3 của tinh tộc ư. Người nói linh tinh gì thế? chẳng lẽ ngươi không phải tinh tộc?" Người đàn ông kia sốt ruột nói, "Rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phòng điều khiển chính lại trở thành thế này?" Trong lòng Hàn Sâm cũng đang kinh hãi tới mức không tài nào tưởng tượng nổi. Tên kia là một tinh tộc còn đang sống sờ sờ, mặc dù Hàn Sâm đã đoán được tinh tộc rất giống con người từ lâu, nhưng là kiểu gì hắn cũng không thể ngờ được rằng lại giống tới mức này. Thậm chí Hàn Sâm còn hoài nghi liệu người đàn ông này có đang đùa với hắn hay không, bởi lẽ hắn nhìn kiểu gì thì cũng thấy người đàn ông này là một nhân loại người anh em mà ta nói với ngươi chuyện này, ngươi đừng có mà kích động đấy. Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia rồi nói, ngươi nói đi. người đàn ông đó khẽ gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hàn Sâm thầm nghĩ, cho dù hắn không nói tình cảnh hiện tại cho người đàn ông kia, thì với năng lực của hắn ta, muốn biết mọi thứ dễ dàng như trở bàn tay vậy, khó khăn lắm mới làm rõ được tình huống bây giờ, cho nên hắn cũng không cần phải nói dối. Thế là Hàn Sâm nói hết hình thái hiện tại của vũ trụ cho người đàn ông kia nghe, hắn ta nghe mãi cũng không xen vào, nhưng vẻ mặt của hắn thì lại cực kỳ đặc sắc, lúc thì xanh lúc thì trắng, quả thật là hệt như đang biểu diễn đổi mặt vậy. Mãi cho đến khi Hàn Sâm nói xong, người đàn ông kia mới khẽ thở dài, xem ra quả nhiên bọn ta bị đánh bại rồi. Đánh bại? Các người bị ai đánh bại? Hàn Sâm vội vàng truy hỏi. Người đàn ông kia không hề trả lời Hàn Sâm, trái lại ánh mắt còn tập trung đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới một lúc lâu, nhìn đến nỗi khiến Hàn Sâm thấy sởn hết cả gai ốc. Không phải người tinh tộc đều là thủy tinh hay sao? cho dù bản thân anh đây có dung mạo như hoa thì ngươi cũng không cần phải nhìn đến mức đó chứ hàn sâm thầm lẩm bẩm ngươi có thể giúp ta một việc được không cuối cùng người đàn ông kia cũng mở miệng hỏi vậy thì còn phải xem là việc gì nếu như đủ khả năng thì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi hàn sâm nói nếu như có thể ta hy vọng ngươi tạm thời thu nhận ta giúp ta mau chóng hòa nhập với xã hội hiện tại người đàn ông kia do dự một lúc hơi ngượng ngùng nói một câu Suýt chút nữa thì Hàn Sâm phun mất ngụm máu vừa mới nuốt vào được kia, dường như hắn còn đang nghỉ ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Đây chẳng phải là những lời mà sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường hay nói sao. Đường đường là một tinh tộc sở hữu cho mình một chiến giáp ghen khủng bố đến như vậy, thế mà lại muốn ăn nhờ ở đậu, nói muốn thích ứng với xã hội này, sắc mặt Hàn Sâm trở nên vô cùng quái lạ. Người yên tâm đi, ta sẽ không ăn không ngồi rồi đâu, đợi đến sau khi ta thích ứng được với xã hội hiện tại, thì ta sẽ làm việc kiếm tiền trả phí ăn ở lại cho ngươi người đàn ông kia lại nói giờ đây hàn sâm mới phản ứng lại được hắn khẽ hắng giọng rồi nói người anh em à mấy cái đấy không thành vấn đề ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được nhà ta cũng có chút tiền không sợ không nuôi thêm được một miệng ăn là ngươi đâu nhưng mà ta có một vấn đề tinh vực này cách liên minh rất xa mà ta cũng không quen tuyến đường này ta định trở về từ tí hộ sở ngươi có đi cùng ta không người đàn ông kia lắc đầu rồi nói ta không vào tí hộ sở được nhưng mà ngươi chỉ cần nói địa điểm cho ta ta có thể dựa vào chiến giáp gen để phi hành qua đó. Như vậy thì ngươi sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Hàn Sâm hơi lo lắng hỏi. Đây là một cường giả có thể hủy diệt cả tinh cầu. Chưa chắc một tinh vực hoang vu có thể lấy được mạng hắn. Nhưng nhỡ đâu sau khi vào liên minh hắn một lời không hợp đánh nhau với. Ai đó thì sao? Lúc đấy mới thật sự là phiên phức ấy chứ? Người đàn ông kia mỉm cười rồi nói. Ngươi yên tâm đi, ta là một quân nhân, ta có quy tắc riêng cho mình. Hơn nữa nhân loại các ngươi cũng được tính là một nhánh của tinh tộc ta sẽ không ra tay hại người bừa bãi đâu. Khụ khụ, ta không có ý này. Ý ta là, chi bằng ngươi cứ đợi ở đây trước đã, sau khi ta quay về thì sẽ làm cho ngươi một thân phận chính thức, sau đó mới quay lại đón ngươi, như vậy sẽ bất phiền hà. Ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm nói, như vậy cũng được. Người đàn ông kia gật đầu đồng ý, trông có vẻ tính tình cũng rất dễ chịu. Không biết xưng hô với anh bạn đây như nào? Hàn Sâm hỏi, ta tên là Ngao Dạ. Người đàn ông kia đáp lại một cách tự nhiên. Ngao dạ, mặt hàn sâm đầy dấu hỏi chấm, vậy mà còn có cả cái tên như này cơ đấy, không biết là thật hay giả nữa. Thấy tính tình của Ngao Dạ cũng rất tốt, hàn sâm cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, thế là tiếp tục hỏi, Ngao Dạ, tí hộ sở là nơi do tinh tộc các ngươi sáng tạo ra sao? Các ngươi sáng tạo ra tí hộ sở làm gì vậy? Ngao Dạ lắc đầu nói, nửa đúng nửa không đúng, bản thân tí hộ sở tự tồn tại, chẳng qua tinh tộc bọn ta tiến hành lợi dụng nó mà thôi. Đáng lẽ chỉ muốn để lại một con đường lui, nhưng xem ra bây giờ đã trở thành hy vọng cuối cùng của tinh tộc rồi ý ngươi là sao hàn sâm chẳng hiểu gì cả tiếp tục hỏi ngao dạ nói vũ trụ xa xăm này phức tạp hơn những gì nhân loại tưởng tượng nhiều thật ra vũ trụ hiện tại mà các ngươi đang sống cũng là một phần của tí hộ sở cho nên bây giờ chúng ta vẫn đang ở trong tí hộ sở nhưng nếu như ra khỏi tí hộ sở thì ngao dạ không nói tiếp trong lòng hàn sâm lộp bộp một cái vội vàng hỏi nếu như ra khỏi tí hộ sở thì làm sao Ngươi cũng đã biết kết cục của Tỉnh tộc rồi đó." Vẻ mặt ngao dạ ảm đạm nói. Hàn Sâm biến sắc, "Ý ngươi là trong vũ trụ còn có một chủng tộc mạnh hơn, còn mạnh hơn cả chủng tộc tinh tộc của các ngươi ư?" Ngao dạ cười khổ nói, "Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới việc tại sao Tí Hộ Sở lại được gọi là nơi trú ẩn hay sao?" Hàn Sâm lập tức biến sắc, trước đây cũng từng có người nghiên cứu về vấn đề này, nhưng mà những đáp án mà họ nhận lại được đều rất kỳ lạ, lời gì cũng có. Trong có có một cách nói được công nhận nhiều nhất chính là Tí hộ sở là nơi vây nhốt những sinh vật mạnh mẽ, cũng được coi như một nơi trú ẩn hòa bình của vũ trụ. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ sinh vật trong tí hộ sở mới là đối tượng được tí hộ sở bảo vệ, bao gồm cả nhân loại ở trong đó. Hàn Sâm lại hỏi thêm mấy câu nữa, ngao dạ phiền muốn chết, thế là nói với Hàn Sâm một câu, nói thế này đi, tí hộ sở hệt như một trường mẫu giáo vậy. Hàn Sâm nghe xong thì sững sờ một lúc, giờ đây hắn mới hiểu rốt cuộc ngao dạ có ý gì thế nhưng khi hỏi ngao dạ thêm vài câu hắn cũng chỉ nói không biết cũng không trả lời câu hỏi của hàn sâm nữa hàn sâm bất lực nhưng mà trong lòng hắn nghĩ đến một tương lai dài hơn có nhiều cơ hội hơn sớm muộn gì hắn cũng có thể moi hết sạch bí mật của ngao dạ ra đáng tiếc dịch gen này bị ta ngâm mình ở trong lâu quá cho nên bây giờ đã mất hết công hiệu nếu không thì cũng có thể tiến hành tịnh hóa thể chất cho ngươi một lần cũng coi như là lễ rửa tội của thần ngao dạ thở dài nhìn vào chất lỏng bên trong bình đúng rồi người nói nhân loại bọn ta cũng được coi là một nhánh của tinh tộc ý ngươi là sao hàn sâm không hề có tâm trạng quan tâm đến dịch ghen gì gì đó hắn lại nhìn ngao dạ rồi hỏi ngao dạ lắc đầu không hề trả lời hàn sâm chỉ nhìn thông đạo kia rồi nói ngươi quay về trước đi nhớ nhanh nhanh tới đón ta đó hàn sâm thấy không hỏi được gì thế là chỉ đành làm theo những gì ngao dạ nói men theo con đường cũ trở về võ đạo trường sau khi trở về hàn sâm cũng không có tâm trạng làm chuyện gì khác nữa Hắn tìm một người giúp hắn là một thân phận công dân hợp pháp của liên minh trước, sau đó lại tới một tinh cầu khác mua một căn nhà. Hàn Sâm thật sự không dám để ngao dạ ở bên cạnh hắn, sợ rằng trước khi thăng cấp đến tí hộ sở thứ năm, hắn cũng chẳng phải là đối thủ của ngao dạ, để hắn ở nhà mình chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ hết. Mặc dù trông có vẻ ngao dạ không phải người xấu, nhưng mà làm gì có ai không có một chút gì đó xấu xa chứ, không thể không đề phòng được, cho nên Hàn Sâm không dám mua nhà ở chính tinh cầu của mình sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hàn sâm mới lái độc giác tiên đi đón ngao dạ bởi vì độc giác tiên có tinh đồ hoàn chỉnh nếu không thì cho dù là hạm đội của liên minh tiến vào cũng chưa chắc có thể đảm bảo được an toàn hàn sâm lái độc giác tiên thành công đón ngao dạ trở về liên minh sau khi hàn sâm sắp xếp cho hắn vào ở trong căn nhà mới mua kia thì cũng ở lại với hắn thêm mấy ngày dạy cho hắn mấy kiến thức chung về cuộc sống ở liên minh nhưng khi hàn sâm tìm một cái cớ để rời khỏi tinh cầu này lúc về đến nhà cũ của nhà họ hàn thì lại nhìn thấy ngao dạ đứng ở trước cửa nhà cũ của hắn sao ngươi lại ở đây rồi hàn sâm mặt lạnh như tiền hỏi ngươi yên tâm đi ta không có ác ý gì đâu nếu như ta muốn giết người thì chắc hẳn nhân loại các ngươi không tài nào ngăn nổi ta đâu ta nói đúng chứ ngao dạ mỉm cười nói vậy thì rốt cuộc ngươi có ý gì đây hàn sâm giang tay bất lực nói ban đầu nhiệm vụ của ta là trông coi phòng điều khiển đồng thời cũng quan sát thông tin về thần tử đệ nhất vì ngươi là thần tử đệ nhất, nhiệm vụ của ta là tiếp tục quan sát ngươi, cho nên tạm thời hãy cho phép ta ở trong nhà ngươi. Ngao dạ nói, ngươi quan sát ta làm gì? Hàn sâm khó hiểu hỏi, tìm kiếm người đủ tư cách có khả năng xuất hiện. Ngao dạ nói, người đủ tư cách. Hàn sâm bỗng giật thót, bởi vì hắn cũng nhìn thấy những dòng chữ tương tự như vậy trong quyển nhật ký kia. Nếu như hắn đoán không lầm thì quyển nhật ký đó là do một tinh tộc khác để lại, nàng cũng đang tìm kiếm người đủ tư cách gì đó xem ra hình như cái người đủ tư cách gì đó rất quan trọng với tinh tộc. Người đủ tư cách chính là người đủ tư cách. Ngao dạ thật thà nói một câu. Hàn sâm cũng bó tay, đánh thì không đánh lại được, thế là hắn chỉ đành đưa Ngao dạ về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Ngao dạ đã ở đây thì Hàn sâm cũng chẳng dám đi đâu hết. Hắn sợ rằng sau khi bản thân rời khỏi đây, thì Ngao dạ sẽ gây nguy hiểm cho người nhà của hắn. May mà hạch ghen của Hàn sâm cũng đã viên mãn, cũng chẳng cần phải vào tí hộ sở lắm. Ở nhà tu luyện thuật hạch gen siêu cấp cũng vậy thôi. Ngao dạ cũng chẳng có hành động gì đặc biệt, sau khi vào nhà hàn sâm ở, hắn cũng chẳng ăn không ngồi rồi mà còn giúp đỡ làm mấy việc đại loại như việc nhà. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, ngao dạ đại khái đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống hiện đại của nhân loại, hơn nữa còn đang làm nhân viên bồi bàn ở một khách sạn cao cấp. Đừng xem thường công việc bồi bàn này, nhân công thời nay rất đắt đỏ, lương của một bồi bàn cũng khá là hậu hĩnh. Nhưng mà ngao dạ vẫn kiên trì ở lại nhà hàn sâm khiến hàn sâm hơi khó hiểu hàn sâm ở gần đây có trung tâm kiểm tra sức mạnh nào mà không để lại dữ liệu gì không ngày hôm đó ngao dạ đột nhiên hỏi hàn sâm nếu như ngươi muốn kiểm tra thì ta có thể đưa ngươi tới một phòng kiểm tra tư nhân số liệu ở đó sẽ không chuyển đến trung tâm số liệu của liên minh cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy hàn sâm cũng rất tò mò về sức mạnh của ngao dạ nếu như ngươi tiện thì phiền ngươi đưa ta đi kiểm tra một lượt đi ngao dạ nói tiện ấy mà hàn sâm lập tức đáp lại sau đó hắn lái phi hành khí đưa ngao dạ tới phòng huấn luyện do nhà Phương Cảnh Kỳ mở. Sản nghiệp của nhà họ Phương rất nhiều, Phương Cảnh Kỳ không ở trong phòng huấn luyện, nhưng mà Phương Tuyết Tịch lại đang làm việc ở trong đó, như vậy cũng sẽ bớt rắc rối hơn nhiều. Phương Tuyết Tịch dẫn bọn họ tới một địa điểm kiểm tra khép kín, đồng thời tắt luôn cả thiết bị ghi âm. Anh Hàn, ta ra ngoài trước, có việc gì thì cứ dùng thứ này để gọi ta. Phương Tuyết Tịch lấy một cái máy truyền tin chuyên dụng đưa cho Hàn Sâm. Ừm, lát nữa ngươi rảnh không? Nếu rảnh thì gọi cả đan phong cùng tụ tập ăn một bữa, Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy. Hàn Sam nói. Được thôi, để ta liên hệ với anh Phong trước, đợi các ngươi kiểm tra xong thì đi Phương Tuyết Tịch mỉm cười đồng ý. Sau khi Phương Tuyết Tịch rời đi, Hàn Sâm chỉ vào mấy thứ máy móc kia, rồi giới thiệu công năng kiểm tra của từng thiết bị một. Đây đều là những thiết bị chuyên nghiệp có giới hạn cao, sức mạnh có thể kiểm tra được lên đến 10 vạn, nhưng mà Hàn Sâm đoán chắc rằng lần kiểm tra này sẽ vô dụng. Quả nhiên Ngao Dạ chỉ vừa mới gõ vào thiết bị kiểm tra sức mạnh một cái, đĩa dữ liệu của máy lập tức nổ tung luôn. Hơn nữa, các mục kiểm tra khác cũng cực kỳ khoa trương, hầu hết đều bị nổ tung cả, đến cả số liệu thực tế về thân thể của ngao dạ cũng không kiểm tra được. Nhưng mà đó là dưới tình huống sử dụng chiến giáp gen, nếu như không sử dụng chiến giáp gen thì có khi số liệu thân thể của ngao dạ cũng chỉ hơn bán thần đỉnh cấp một chút thôi chứ không vô lý tới mức này. Nhưng sau khi mặc chiến giáp gen lên, sức chiến đấu thật sự rất cường đại. Cũng đã đến đây rồi, ngươi không thử kiểm tra chút sao? Sau khi kiểm tra xong, Ngao Dạ nhìn Hàn Sâm rồi nói. Cũng được. Hàn Sâm biết Ngao Dạ muốn xem số liệu kiểm tra của hắn, và lại cũng chẳng cần giữ bí mật về mấy số liệu này làm gì. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết tố chất thân thể đơn thuần của bản thân đã đạt đến mức nào rồi. Hàn Sâm bước đến phía trước thiết bị kiểm tra sức mạnh, hắn ngưng tụ năng lượng thuần khiết nhất rồi đấm vào trên mặt của thiết bị. Ngao Dạ tập trung nhìn vào các hạng mục số liệu của Hàn Sâm, dường như biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng thay đổi gì, nhưng mà trong lòng lại đang cực kỳ kinh hãi số liệu thân thể như thế này thì sắp đạt đến tiêu chuẩn tân binh rồi, hơn nữa số liệu của các hạng mục còn rất cân bằng. Nếu như một hạng mục đạt đến tiêu chuẩn thì không khó, nhưng nếu cả tố chất thân, thể đều có thể đạt đến tiêu chuẩn thì rất hiếm thấy, hắn rất có cơ hội để trở thành một người đủ tư cách. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, thì có lẽ thật sự bước ra ngoài được rồi. Ngao dạ nhìn các hạng mục số liệu của hàn sâm, trong lòng thâm suy nghĩ. Ngao dạ nhìn chằm chằm vào hàn sâm vừa mới kiểm tra xong kia, ánh mắt cứ lấp lóe mãi. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Sâm, Phương Tuyết Tịch và Trương Đan Phong tụ tập với nhau, còn Ngao Dạ thì thức thời về nhà trước, không hề đi theo bọn họ. Lúc Hàn Sâm vào tí hộ sở lần nữa cũng đã là chuyện của hơn một tháng sau. Tinh hạch, chân huyết và kim tệ đều đã thăng cấp lên siêu cấp, nhưng mà già thiên tán chậm chạp mãi vẫn chưa thể đạt đến siêu cấp. Vốn dĩ Hàn Sâm còn định thông qua việc chiến đấu và khiên chiến ở tí hộ sở, thứ tư để đẩy già thiên tán và động huyền kinh lên tới cực hạn, đúng lúc long nữ lại có việc cần nhờ thế là hắn bèn tới tý hộ sở long nữ dẫn theo hàn sâm tới thảo nguyên tinh vân nơi này cách tý hộ sở của hàn sâm rất xa hơn nữa xung quanh đó cũng không có quá nhiều sinh vật hay dị linh cường đại nguyên nhân hàn sâm đến nơi này là do long nữ muốn thử thăng cấp lên đại đế nhưng mà nàng lại lại thiếu nguyên liệu nấu ăn giúp nàng thăng cấp long nữ định triệu hồi nguyên liệu nấu ăn chính cấp đại đế mà nàng đã có được chẳng qua đến cả nàng cũng không nắm được được việc bản thân sẽ triệu hồi ra sinh vậy gì thứ duy nhất mà nàng xác định được là, chắc hẳn nó là một sinh vật thần siêu cấp cùng bạo, cho nên mới nhờ hàn sâm tới giúp đỡ. Nàng thật sự không chắc chắn việc mình có thể giết chết sinh vật thần siêu cấp kia. Vì để tránh việc dị sinh vật được triệu hồi kia làm hại đến tí hộ sở của bọn họ, vậy nên hai người mới tới tới Thảo Nguyên Tinh Vân. Chuẩn bị xong chưa, ta định triệu hồi đây. Long nữ đứng trên Thảo Nguyên nhìn Hàn Sâm ở bên cạnh rồi hỏi. Lúc nào cũng được hết. Hàn Sâm gật đầu nói. Sau khi nhận được một đáp án khẳng định, Long nữ lập tức bắt đầu triệu hồi nguyên liệu nấu ăn. Hàn Sâm đã thấy cảnh Long nữ triệu hồi nguyên liệu nấu ăn rất nhiều lần, cho dù lúc trước đó chưa gặp được Long nữ, Sa thần cũng đã từng mô phỏng cách triệu hồi nguyên liệu nấu ăn của Long nữ, cho nên Hàn Sâm thấy việc này cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng mà có vẻ lần này hơi đặc biệt, sau khi Long nữ bắt đầu nghi thức triệu hồi không lâu, vốn dĩ trời ban trưa vẫn đang nắng chói trang, giờ đây đã lập tức tối sầm lại. Trên bầu trời xuất hiện từng dạng mây đỏ như máu, nó không chỉ che mất mặt trời, mà còn bao phủ cả hư không hơn nữa huyết khí cũng đang tung hoành khắp thiên địa hàn sâm nheo mắt nhìn lên trời cao chỉ thấy không gian nứt ra thành một lỗ hổng giữa tầng tầng lớp lớp sóng máu khí tức khủng bố bất tận cũng chuyển tới từ trong không gian nứt gãy vạn vẹo khiến trong lòng hắn run rẩy sắc mặt long nữ cũng tối sầm lại mặc dù nàng đã sớm biết mình sẽ triệu hồi ra một dị sinh vật cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà khí thế tới mức này vẫn khiến nàng cảm thấy rất kinh ngạc chỉ thấy một móng vuốt đỏ thẫm hệt như máu vươn ra từ trong khe nứt không gian kia sau đó là thân thể màu máu hệt như thế sau khi sinh vật kia hoàn toàn chui ra khỏi vết nứt không gian nó lập tức phát ta một tiếng gầm thét kinh thiên động địa rào hàn sâm và long nữ thấy dị sinh vật này thì đều không khỏi hơi sửng sốt nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ dị sinh vật đó có kích thước bằng một con chó trưởng thành hơn nữa dáng vẻ rất giống cho sói chẳng qua bộ lông chảy khắp người nó có màu đỏ hệt như bị nhuộm bởi máu vậy sau tiếng hú dài của con huyết khuyển kia nó lập tức xé toạc không gian bổ nhào về phía Long Nữ. Là nguyên liệu nấu ăn được triệu hồi bởi Long Nữ, mục tiêu số một của nó chính là Long Nữ. Long Nữ coi nó là nguyên liệu nấu ăn, nó cũng coi Long Nữ như một món ăn hệt như vậy. Con huyết khuyển kia toát ra luồng khí tức hung tàn và đẫm máu hệt như một huyết quang, nó lập tức lao đến trước mặt Long Nữ. Long Nữ hét lên một tiếng, dùng một tay hóa thành nghĩa đâm thẳng vào con huyết khuyển chỉ thấy bóng hình hóa thành chiếc nghĩa kia đâm thẳng vào người con huyết khuyển ấy lập tức cố định thân thể của nó trên không trung nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha